Trên thuyền an toàn viên tới thông lệ nhắc nhở liền muốn lái thuyền, bong tàu bên trên người tận lực trở về buồng nhỏ trên tàu, Hứa Thuần Lương cho hắn bên trên điếu thuốc, cười biểu thị nghĩ bồi bạn gái ở bên ngoài nhìn ngắm phong cảnh. An toàn viên ngầm hiểu, nhắc nhở bọn hắn chú ý an toàn, Hứa Thuần Lương lại cho hắn đưa tới một điếu thuốc, an toàn viên cười đến mặt mũi tràn đầy hoa cúc mở, tướng chi kia thuốc lá thơm cắm ở trên lỗ tai, quay người đi. Chờ hắn đi xa, Mai Như Tuyết nói, ngươi nói mò gì? Ai là bạn gái của ngươi? Biết ta là nói mò cũng không cần để ý, ngươi nếu là để ý chứng minh ngươi chính là chăm chú, Mai Như Tuyết đồng chí, ngươi có phải hay không chờ mong chúng ta phát triển một đoạn vượt qua bình thường hữu nghị quan hệ? Mai Như Tuyết nói, ta hiện tại có chút hối hận cho ngươi tại trên văn kiện con dấu, sự tình còn không có xong xuôi đâu, đã có người bắt đầu bộc sát, sớm biết ngươi thái độ này, ta nên để ngươi nhiều chạy mấy chuyến. Hứa Thuần Lương nói, ta không phải đắc ý, ta là đối ngươi ca ngợi một loại phương thức. Mai Như Tuyết nói, nhìn ngươi đắc ý như vậy, ta còn là cho ngươi dội điểm nước lạnh đi, Đại Hằng tập đoàn cũng chuẩn bị tại Nguy Sơn đảo kiến thiết một cái bảo dưỡng tiểu trấn, Lý Niệm cùng các ngươi Trường Hưng nói lên khỏe mạnh chữa bệnh dưỡng lão có chút cùng loại. Hứa Thuần Lương nói, đó cũng không phải là tâm sự tình, đầu tư càng nhiều người, thành tích của ngươi liền càng đột xuất, ta thực tình vì ngươi cảm thấy cao hứng. Mai Như Tuyết lông mày chớp chớp, cách cục có thể a? Hứa Thuần Lương nói, cách cục tại đại dã không hơn được ngươi. Mai Như Tuyết nở nụ cười, ngươi nhất định lừa qua không thiếu nữ hài tử a. Hứa Thuần Lương nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, giống như không cần phải vậy. Mai Như Tuyết nhìn xem hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, kia ngươi đi qua có phải hay không bị nữ hài tử lừa qua? Hứa Thuần Lương ha ha cười nói, giống như không ai dám gạt ta. Mai Như Tuyết cũng ha ha cười một tiếng, lừa đảo. Tàu thủy cập bờ về sau, bọn hắn cuối cùng xuống thuyền, Nguy Sơn huyện bến tàu Hứa Thuần Lương tới qua mấy lần, sáng sớm bến tàu trong không khí tràn ngập một cỗ cá tanh hương vị, Mai Như Tuyết xe ngay tại bãi đỗ xe. Hứa Thuần Lương đi theo nàng lên xe, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống thời gian, mới vừa vặn 8 điểm, Mai Như Tuyết nói, ta 9 giờ rưỡi sáng có cái sẽ quay đầu ta trước tiên đem ngươi đưa đến thành hương kiến thiết bộ môn quản lý. Ta cùng bên kia người phụ trách đã chào hỏi, Nguy Sơn đảo bệnh viện sự tình sẽ tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, đoán chừng rất nhanh liền xong xuôi thủ tục. Hứa Thuần Lương nói, cảm ơn, quay đầu ta mời ngươi ăn bữa ngon. Mai Như Tuyết nói, sau này hãy nói đi, ta hôm nay không nhất định có thể trở về, ngươi làm xong sự tình mình đi về trước đi. Đi, vậy chúng ta ở trên đảo gặp. Mai Như Tuyết lái xe đem hắn đưa đến lúc đó. Nhắc nhở hắn vạn vừa gặp phải phiền phức có thể tùy thời liên hệ nàng. Bởi vì Mai Như Tuyết trước đó bắt chuyện qua nguyên nhân, Hứa Thuần Lương chuyện lần này làm được phi thường thuận lợi, mặc dù như thế, đem toàn bộ làm xong thủ tục cũng dùng đi dòng dã một buổi sáng, dự định rời đi thời điểm, lại ngoài ý muốn thấy được Đồng Trường Hạo cùng trợ thủ của hắn. Hứa Thuần Lương không có quá khứ chào hỏi, nhìn hai người phương hướng cũng là chạy cùng một nơi đi, hơi chút suy nghĩ liền hiểu. Hai người này hẳn là đến điều tra Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản thuộc về. Hứa Thuần Lương cảm giác Đồng Trường Hạo người này làm việc đủ cẩn thận, đều điều tra đến Nguy Sơn huyện thành, chỉ là người này tay có phải hay không kéo dài quá dài rồi. Đang điều tra phân viện tình trạng trước đó, có phải hay không nên trưng cầu một chút chính mình cái này gia chủ đồng ý. Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn còn không có chính thức ký tên hợp đồng, người liền toàn phương vị điều tra, thủ đoạn ngoài sáng trong tối đều đã vận dụng. Giống như có chút không quá lễ phép đi, bất quá bây giờ quyền tài sản sự tình hết thảy đều kết thúc, bọn hắn cha cũng cha không ra cái gì mau bệnh. Hứa Thuần Lương đang định rời đi thời điểm, lại phát hiện có một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Lại là Nguy Sơn đảo bệnh viện tiền nhiệm viện trưởng Trương Hải Tân, con hàng này từ một cỗ nơi đó bảng số Honda CRV bên trong ra, hắn cũng không có đi vào, mà là đứng ở nơi đó hút thuốc chờ lấy. Hứa Thuần Lương có loại dự cảm xấu. Hắn quyết định nhiều ở một lúc, nhìn xem đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Đại khái đợi 15 phút dáng vẻ, Đồng Trường Hạo cùng trợ thủ đi hướng bãi đỗ xe, Trương Hải Tân tướng khói ném xuống đất dẫm diệt, đón lấy bọn hắn, ba người đứng tại bãi đỗ xe nói gì đó, sau đó lên xe. Hứa Thuần Lương trốn ở phía sau cây chụp mấy bức ảnh chụp, chờ đến chiếc xe kia rời đi, hắn mới tự ẩn thân chỗ ra. Hứa Thuần Lương cảm giác chuyện này có chút bất thường, trận chiếc xe taxi theo ở phía sau. Trên đường hắn đem kia mấy tấm hình phát cho viện trưởng Triệu Phi Dương, lúc trước quyết định buông tha Trương Hải Tân người là Triệu Phi Dương, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải để hắn hối hận.
Không bao lâu Triệu Phi Dương liền gọi điện thoại tới, hỏi hắn ảnh chụp ở nơi nào đập tới. Hứa Thuần Lương đem bên này tình trạng đơn giản miêu tả một lần. Triệu Phi Dương rõ ràng có hỏa khí, cả giận nói, bọn hắn đang làm cái gì? Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ làm cái gì cái này vẫn không rõ, người ta tại nghĩ hết tất cả biện pháp bắt Trường Hưng bím tóc, là sắp đến cổ quyền đàm phán ép giá làm chuẩn bị. Hứa Thuần Lương đối Trương Hải Tân vẫn là rõ ràng, lúc trước Triệu Phi Dương bởi vì nể tình hắn di phu là cục vệ sinh phó cục trên mặt mũi thả hắn một ngựa, nhưng con hàng này không biết hối cải, vậy mà hướng Hoa Niên tập đoàn cung cấp nội bộ tin tức, tổn hại Trường Hưng lợi ích, suy cho cùng vẫn là Triệu Phi Dương lúc ấy nhổ cỏ không trừ gốc lưu lại hậu hoạn. Triệu Phi Dương trong đầu cấp tốc phân tích một chút, việc này không thể khinh thị Trương Hải Tân trong tay nắm giữ phân viện không ít hắc liệu, nếu như hắn cầm trong tay những chứng cứ kia đều giao cho Hoa Niên tập đoàn, như vậy Hoa Niên liền có thể lợi dụng những cái kia hắc liệu hướng mình tạo áp lực. Hợp tác là vì cùng có lợi nhưng là hợp tác quá trình bên trong tất nhiên sẽ có lợi ích phân phối chi tranh, có người đã từng hướng Triệu Phi Dương dạng này hình dung qua Hoa Niên tập đoàn Đường Kinh Vĩ, người này tính tình tham lam, làm việc không từ thủ đoạn. Cùng hắn hợp tác phải tăng gấp bội cẩn thận, phong hiểm rất lớn. Triệu Phi Dương cho rằng bất cứ chuyện gì đều là có phong hiểm, nếu như e ngại phong hiểm, như vậy cuối cùng rồi sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Từ song phương có ý hướng tiếp xúc bắt đầu, Đường Kinh Vĩ cho hắn ấn tượng coi như không tệ, nhưng theo hợp đồng ký kết tới gần, Đường Kinh Vĩ dần dần lộ ra răng nanh. Triệu Phi Dương cũng rõ ràng hắn nhằm vào đến tuyệt không phải mình người. Đường Kinh Vĩ là tại nghĩ hết biện pháp từ hợp tác hạng mục bên trong thu hoạch được càng nhiều cổ phần. Triệu Phi Dương thân là Trường Hưng viện trưởng kiêm pháp nhân, hắn có nghĩa vụ giữ gìn Trường Hưng lợi ích. Kỳ thật hắn đã sớm ý thức được cổ quyền phân phối tướng sẽ trở thành song phương đánh cờ tiêu điểm, hắn cho rằng Hoa Niên tập đoàn khả năng nhất tại tài sản ước định bên trên làm văn chương, nhưng là hắn không nghĩ tới Hoa Niên thủ đoạn sẽ như thế không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Triệu Phi Dương cấp tốc làm ra quyết định. Hắn để Hứa Thuần Lương lập tức bắt đầu điều tra Trương Hải Tân cùng Hoa Niên tập đoàn quan hệ, cần phải vỡ nát Đồng Trường Hạo âm mưu. Hứa Thuần Lương cảm thấy có chút buồn cười, mình cũng không phải cảnh sát, Triệu Phi Dương có phải hay không cảm thấy mình không gì làm không được. Triệu Phi Dương đoán được Hứa Thuần Lương ý nghĩ, khích lệ nói, ngươi có là biện pháp, ta xem trọng ngươi, không phải cũng sẽ không đem như thế cương vị trọng yếu giao cho ngươi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào. Lúc trước để cho ta tới đương cái này phó viện trưởng, còn không phải nghĩ xung quân ta. Cho Hoa Niên một cái công đạo, nếu như không phải ta đánh Đường Thiên Nhất, bây giờ không phải là hẳn là tại bản bộ cho ngươi làm trợ lý. Hứa Thuần Lương nói, Triệu viện, ta lo lắng cho mình không cách nào đảm nhiệm a. Ta nói ngươi đi ngươi liền nhất định được, ta nguyên tắc dùng người từ trước đến nay là nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người. Triệu Phi Dương ngữ khí trước nay chưa từng có kiên định. Hứa Thuần Lương có chút bội phục hắn, Triệu Phi Dương nói dối đều không mang theo làm bản nháp, từ ngữ khí của hắn đến xem, đoán chừng cái này nói láo liền chính hắn đều tin tưởng. Hứa Thuần Lương nói, tạ ơn Triệu viện đối tín nhiệm của ta, thế nhưng là ta không là cảnh sát a. Triệu Phi Dương nói, ta vừa mới lực bài chúng nghị kiên trì để ngươi tới làm Nguy Sơn đảo phân viện viện trưởng, ngươi biết ta vì chuyện này chịu đựng biết bao nhiêu áp lực cùng chỉ trích sao. Lời nói này đến có chút hướng Hứa Thuần Lương thổ lộ. Chính hắn không cảm thấy buồn nôn, Hứa Thuần Lương bên này trước tê dại có một chút hắn có thể xác định, Triệu Phi Dương bởi vì việc này đem quá đi không chịu cho mình viện trưởng cho an bài, muốn bắt hắn cho phủ chính. Triệu viện, ngài đối ta thật tốt, Hứa Thuần Lương bỗng nhiên muốn trở tay quất chính mình một cái tát mạnh, loại này nịnh nọt không giống như là hắn có thể nói ra được. Triệu Phi Dương nói, hảo hảo chứng minh cho những người khác nhìn xem, chứng minh năng lực của ngươi, chứng minh ta không có chọn lầm người. Lời này không có cách nào hướng xuống hàn huyên, Hứa Thuần Lương dùng mình một cái, người thấy trong không khí nồng đậm gà mùi vị, phải biết đối diện là cái đại lão già a. Triệu Phi Dương kết thúc trò chuyện, lập tức liền hạ đạt một phần bổ nhiệm, chính thức bổ nhiệm Hứa Thuần Lương là Nguy Sơn đảo phân viện viện trưởng, kỳ thật vốn là để Hứa Thuần Lương chủ trì công việc, đơn giản là cải biến một chút danh hiệu, quyền lực không thay đổi danh hiệu tùy tiện phát, căn bản tính chất vẫn là bình mới rượu cũ. Triệu Phi Dương cho rằng nhất định phải có tư cách, hắn tiến về huyết dịch khoa lần nữa thăm ở nơi đó viện Đông Nghiễm Sinh. Thông qua mấy ngày trị liệu, Đông Nghiễm Sinh trạng thái thân thể đã khôi phục rất nhiều. Triệu Phi Dương đi qua thời điểm, não bác sĩ ngoại khoa chính đang vì hắn thay thuốc. Triệu Phi Dương ra hiệu bọn hắn tiếp tục, chờ thay thuốc sau khi hoàn thành, hắn mới cười đi vào Đông Nghiễm Sinh ngồi xuống bên người,
Đông Tổng, hôm nay cảm giác khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, Đông Nghiễm Sinh từ trên giường ngồi dậy. Triệu Phi Dương nói, ngài nghỉ ngơi, không dùng. Đông Nghiễm Sinh nói, hai ngày này nằm ở trên giường thật sự là buồn bực chết rồi, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Triệu Phi Dương bồi tiếp hắn đi ra phía ngoài ban công, buổi sáng ánh nắng vừa vặn, Đông Nghiễm Sinh hít thở một cái không khí mới mẻ, phảng phất thu được tân sinh. Triệu Phi Dương nói, lần trước ngươi cùng ta nói chuyện hợp tác khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện sự tình ta thận trọng suy nghĩ một chút. Đông Nghiễm Sinh nhìn hắn một cái, trước khác nay khác, lúc ấy thật sự là hắn rất muốn cùng Trường Hưng hợp tác, tại Nguy Sơn đảo làm một vố lớn, thế nhưng là từ khi hắn được trận này bệnh, đột nhiên đã mất đi phấn đấu động lực, hắn không biết mình là trước mắt dạng này vẫn là sẽ vĩnh viễn dạng này. Triệu Phi Dương tới gặp lúc trước hắn đã nghĩ kỹ đường hoàng lý do, lúc ấy ta sở dĩ không có thống khoái đáp ứng hợp tác, là bởi vì Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản chuyển nhượng còn chưa hoàn thành, ngay tại vừa rồi, chúng ta đã xong xuôi toàn bộ thủ tục. Bối rối Trường Hưng nhiều năm quyền tài sản vấn đề đã được đến giải quyết triệt đề. Đông Nghiễm Sinh cười nói, kia phải hảo hảo chúc mừng ngươi. Triệu Phi Dương nói, Đông Tổng đối dưỡng lão bệnh viện quy hoạch còn cảm thấy hứng thú không? Đông Nghiễm Sinh tại Triệu Phi Dương mở ra chủ đề trước tiên liền hiểu hắn ý tứ, Triệu Phi Dương nên là muốn tìm hợp tác với mình, một cái chú định có thể thu lợi hạng mục, đối phương chịu kiếm một chén canh cho mình, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Trường Hưng thiếu tiền. Đông Nghiễm Sinh nói, Triệu Viện, chúng ta đều là bằng hữu, ta cũng không gạt ngươi, từ khi ta phải trận này bệnh, tâm tình của ta bỗng nhiên cải biến, ngươi biết, ta đều không biết mình đến cùng có thể sống đến có một ngày, cho nên người ta hiện đang suy nghĩ nhiều nhất không phải phát triển, mà là kết cuộc như thế nào vấn đề. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, hắn phi thường lý giải Đông Nghiễm Sinh tâm thái, liền xem như chiến đấu anh hùng, đối diện cái này cơn bệnh nặng cũng không có khả năng thờ ơ, Đông Nghiễm Sinh suy cho cùng vẫn là một người. Là người liền sẽ có thất tình lục dục, liền sẽ biết sợ. Đông Nghiễm Sinh nói, đối Trường Hưng sự tình ta ít nhiều hiểu rõ một chút, các ngươi đang cùng Hoa Niên tập đoàn nói chuyện hợp tác a. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, lúc trước chính là bởi vì Hoa Niên bài xích mới khiến cho hắn không có cân nhắc cùng Đông Nghiễm Sinh hợp tác. Hoa Niên tập đoàn thực lực viễn siêu tại ta, Triệu Viện có phải hay không gặp vấn đề nan giải gì? Đông Nghiễm Sinh tại thương trường chiến đấu nhiều năm như vậy. Liếc thấy thấu trong đó không nơi tầm thường. Triệu Phi Dương thở dài nói, hợp tác đàm phán là cái phi thường gian khổ quá trình. Đông Nghiễm Sinh nói, có khói không? Triệu Phi Dương sửng sốt một chút. Đông Nghiễm Sinh nói, ta đều nghẹn chết rồi, rút một ngụm, ta liền rút một ngụm. Triệu Phi Dương từ trong túi móc ra một hộp gói thuốc lá, rút ra một chi đưa cho Đông Nghiễm Sinh, cũng giúp hắn đốt. Đông Nghiễm Sinh dùng sức hít một hơi thuốc lá, thoải mái nhắm mắt lại. Một lát sau mới mở ra hai mắt, hắn quả thật bóp tắt chi kia khói, thấp giọng nói, ta minh bạch Triệu Viện tình cảnh, chỉ là ta tâm tình bây giờ thực sự không cách nào làm ra quyết sách. Ta hiểu, Triệu Phi Dương chuẩn bị kết thúc lần này cũng không thành công nói chuyện, từ Đông Nghiễm Sinh hút thuốc quá trình hắn nhìn ra, người này nói được thì làm được, tự chủ cực mạnh. Đông Nghiễm Sinh nói, bất quá ta có thể giúp ngươi nhấc một khiêng kiệu. Triệu Phi Dương ánh mắt sáng lên, hắn muốn được chính là có người khiêng kiệu a. Đông Nghiễm Sinh là cái người biết chuyện. Hứa Thuần Lương để xe taxi đi theo trước mặt CRV, một đường theo tới tiệm cơm, mấy người đi vào tiệm cơm ăn cơm, Hứa Thuần Lương liền tại phụ cận trông coi, cho lái xe mua cơm hộp biểu thị muốn bao xe của hắn. Lái xe đối Hứa Thuần Lương thân phận phi thường tò mò, ca môn, ngươi là cảnh sát mặc thường phục a. Hứa Thuần Lương khen, ngươi ánh mắt thật độc, cái này đều có thể nhìn ra. Chúng ta chạy ra mướn người nào chưa thấy qua. Liền ngươi khí chất này xem xét liền có thể đoán được chức nghiệp. Ta cái gì khí chất? Một thân chính khí, quang minh lỗi lạc. Thật, kia nhất định phải giọt a. Hứa Thuần Lương nói, xong lời này của ngươi, hôm nay ngươi xe này ta bao hết. Thiên xuyên vạn xuyên ngựa không mặc Hứa Thuần Lương cũng không thể ngoại lệ. Ca môn, các ngươi cảnh sát trưng dụng chúng ta xe có phải hay không không thể đưa tiền? Tài xế xe taxi có chút lo lắng. Cho ngươi cái thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thị dân thưởng được không? Để cho ta thấy việc nghĩa hăng hái làm một giờ đi, nếu là một ngày ta phải đói bụng a, phòng vay đến trả, hài tử học phí ta đều không có giao đâu. Lái xe kêu khổ. Hứa Thuần Lương vui vẻ lên, đừng sợ a, ta là cảnh sát cũng không phải thổ phỉ, có hóa đơn sao? Có, cơ đánh vẫn là tay xé. Hứa Thuần Lương cười nói tùy tiện. Tài xế xe taxi thần thần bí bí biểu thị quay đầu cho hắn nhiều xé mấy chương.
Đại khái qua nửa giờ, Trương Hải Tân cuối cùng bồi tiếp Đổng Trường Hạo bọn hắn lại ra, Hứa Thuần Lương để lái xe tập trung vào, tóm lại bọn hắn đi nơi nào bọn hắn liền theo đi nơi nào. Buổi chiều Trương Hải Tân lại bồi lấy bọn hắn đi cục vệ sinh cùng chính phủ cao ốc, Hứa Thuần Lương dám đoán chắc bọn hắn hành động khẳng định cùng điều tra Trường Hưng có quan hệ. Lúc chạng vạng tối Trương Hải Tân mới đem Đổng Trường Hạo bọn hắn đưa đến bến tàu. Hứa Thuần Lương trước thanh toán lái xe 300, để hắn quay đầu hỗ trợ tiếp cận chiếc kia CRV, phối hợp mình hành động, chờ sự tình kết thúc lại cho hắn 300, lái xe đương nhiên vui lòng. Trương Hải Tân đưa xong người trở về lấy xe, vừa mới tiến vào ô tô, có người liền kéo ra phụ xe cửa ngồi xuống. Trương Hải Tân giật nảy mình, nhận ra vị này khách không mời mà đến là Hứa Thuần Lương, sau nội tâm càng phát ra sợ hãi, đây là ta xe của mình, người xuống dưới, không phải ta báo cảnh sát. Hứa Thuần Lương vẻ mặt khinh thường, báo a, ngươi cứ việc báo, không báo cảnh, ngươi là cháu của ta. Trương Hải Tân có nhược điểm giữ tại Hứa Thuần Lương trong tay nào dám báo cảnh, vẻ mặt đưa đám nói, ta đều không tại Trường Hưng, ta hiện tại đã từ chức, cùng các ngươi đã không có bất cứ quan hệ nào, mọi người nước giếng không phạm nước sông, ngươi có thể không đừng quấn lấy ta, hắn hận chết Hứa Thuần Lương, nếu như không phải Hứa Thuần Lương, mình cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như thế. Hứa Thuần Lương còn thật không biết hắn từ chức, lúc đầu Triệu Phi Dương đối Trương Hải Tân mở một mặt lưới, cho phép hắn mời nghỉ bệnh dài lâu, nhưng Trương Hải Tân càng nghĩ, mình lưu tại bên trong thể chế cuối cùng vẫn là không nỡ, dù sao cũng không có gì phát triển tiền đồ, dứt khoát chủ động từ chức. Hứa Thuần Lương nói, đã từ chức cũng đừng lại tìm Trường Hưng phiền toái, ngươi cùng Hoan Niên tập đoàn đám người kia hỗn cùng một chỗ đến tột cùng là có ý gì? Trương Hải Tân nói, không phải ta tìm bọn hắn, là bọn hắn tìm ta. Bọn hắn tìm ta hiểu rõ một chút Nguy Sơn đảo bệnh viện tình huống, ta cũng chỉ là tình hình thực tế cung cấp, tuyệt không có hại Trường Hưng lợi ích. Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, người đây chính là dính líu tiết lộ thương nghiệp cơ mật, là thương nghiệp phạm tội. Trương Hải Tân nói, người ít cho ta chụp mũ, ta công việc không có, ta cũng phải nuôi gia đình, người khác cho ta tiền để cho ta cung cấp một chút tư liệu có cái gì không thể. Ta lại không có nói láo, nói đến đều là tình huống thực tế. Đi chỗ nào nói rõ lý lẽ ta còn không sợ. Hứa Thuần Lương nói, ta còn chính là cho ngươi chụp mũ, lúc đầu Triệu Viện tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi không biết cảm ơn a. Lần này cần là không đem ngươi làm đi vào, ngươi về sau còn phải tai họa Trường Hưng. Ta không có tai họa Trường Hưng, là bọn hắn tìm ta, nghĩ biết rõ ràng Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản thuộc về, cùng năm đó Trường Hưng tiếp quản bệnh viện chi tiết, ta chính là thu chút trưng cầu ý kiến phí, khác ta cái gì đều không có làm. Nhiều ít. Trương Hải Tân mím môi nói, 2000. Hứa Thuần Lương nâng tay lên cánh tay làm bộ muốn quất hắn, Trương Hải Tân thua thiệt qua, dọa đến hai tay ôm đầu, kêu thảm nói, 5000. Hứa Thuần Lương khịt mũi coi thường nói, ngươi thật đúng là tiền đồ, bán một chút điểm tình báo liền làm 5000, làm người còn có chút danh giới cuối cùng sao? Trương Hải Tân nói, ta không ăn trộm không đoạt, bằng bản sự kiếm tiền. Hắn kỳ thật thu 5 vạn, cái này cũng không thể nói. Trước mắt Hoa Niên tập đoàn đối với hắn rất là coi trọng, hôm nay Đổng Trường Hạo còn hướng hắn đưa ra nhập chức mời, mời hắn đi về sau thành lập hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện nhậm chức, điều kiện còn rất hậu đãi, Trương Hải Tân thật đúng là có chút tâm động. Ngươi có bản lãnh gì? Bán bệnh viện tình báo chính là trộm, không biết xấu hổ ngươi. Ngươi tốt nhất thành thật thật cho ta bàn giao, bọn hắn còn tìm ngươi làm gì? Cái khác không nói gì, là bọn hắn tìm ta, ngươi có gan tìm bọn hắn tính sổ sách đi. Ngươi không dám chọc Hoa Niên tập đoàn, liền sẽ khi dễ ta người đàng hoàng này. Hứa Thuần Lương chiếu vào đầu hắn vỗ một cái, ngươi nếu là trung thực trên đời này liền không có người tốt, Hoa Niên tập đoàn có gì đặc biệt hơn người, mặc kệ ai đắc tội ta, ta cũng như thế đánh hắn tới cha mẹ cũng không nhận ra. Một trận uy hiếp về sau, Hứa Thuần Lương đẩy cửa xuống xe. Trương Hải Tân cũng không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy buông tha mình, lái xe rời đi bến tàu, đi một khoảng cách, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến vào bến tàu, lúc này mới yên lòng lại, xem ra hôm nay là tạm thời quá quan. Trương Hải Tân cũng không nghĩ tới, Hứa Thuần Lương sớm liền bố trí xong kết thúc, an bài tài xế xe taxi hỗ trợ tiếp tục theo dõi. Hứa Thuần Lương đối Trương Hải Tân hay là vô cùng hiểu rõ, người này phi thường giàu hoạt, tùy tiện sẽ không nói thật, vừa rồi chỉ đã tới một cái đánh cỏ động rắn, Trương Hải Tân chắc chắn sẽ không nghĩ đến mình còn an bài người theo dõi hắn. Qua nửa giờ tài xế xe taxi gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết Trương Hải Tân đi một nhà phòng khám bệnh. Hứa Thuần Lương để lái xe tiếp tục tập trung vào,
hắn cái này đón xe tới. Hứa Thuần Lương đón xe đến tới chỗ, tìm tới xe taxi kia, tài xế xe taxi ngồi ở trong xe chính ngủ gật, nhìn thấy Hứa Thuần Lương, cảm thán nói cảnh sát công việc này thật là không dễ làm. Hứa Thuần Lương hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem còn lại 300 cho hắn, lại nhiều hơn 100 khối tiền, để lái xe cho hắn xé mấy trương hóa đơn. Lái xe, sảng khoái cho hắn xé 1.000 khối tiền hóa đơn. Hứa Thuần Lương ở bên cạnh tiểu thương cửa hàng mua ít đồ, thuận tiện hỏi thăm một chút, nhà này tên là Mặt Trời Mùa Xuân phòng khám bệnh là Trương Hải Tân mở, bình thường đều là lão bà của hắn tại, sinh ý cũng không tệ. Hứa Thuần Lương quyết định Trương Hải Tân địa phương, cũng không có kinh động hắn. Dù sao con hàng này chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nguyên bản hắn hôm nay dự định về Nguy Sơn Đảo, nhưng nhìn đồng hồ đã là 6 giờ rồi, trời đều đã đen, Hứa Thuần Lương quyết định tại huyện thành ở một đêm ngày mai lại đi. Hắn cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại, loại này hẹn hò mỹ nữ cơ hội cũng không thể tùy tiện buông tha. Mai Như Tuyết mở một ngày hội, đang định đi chính phủ nhà khách nghỉ ngơi, nghe nói Hứa Thuần Lương không đi, còn tưởng rằng hắn sự tình làm được không thuận lợi. Liền vội hỏi hắn nửa đường cái nào khâu xảy ra vấn đề. Hứa Thuần Lương cố ý thở dài biểu thị gặp mặt lại nói. Mai Như Tuyết cảm giác tâm tình của hắn có chút xa xút, hỏi hắn ở nơi nào mình đi tìm hắn. Hứa Thuần Lương phát cho nàng một vị trí, Mai Như Tuyết phát hiện hắn nguyên lai ngay tại chính phủ nhà khách phụ cận. Hứa Thuần Lương đợi 10 phút đồng hồ liền thấy Mai Như Tuyết lái xe đến đây, hắn lên xe, hướng Mai Như Tuyết cười nói, còn tưởng rằng muốn chờ rất lâu đâu. Mai Như Tuyết nói, ta không có kéo dài thời gian quen thuộc, nói tình huống như thế nào. Hứa Thuần Lương phủi tay bên trong cặp công văn nói, tất cả thủ tục thuận lợi hoàn thành, từ hôm nay trở đi Nguy Sơn Đảo bệnh viện quyền tài sản là thuộc về Trường Hưng. Mai Như Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái nói, người có mau bệnh A xong xuôi liền trực tiếp nói nha, nghe người nói chuyện cảm xúc thấp như vậy rơi, ta còn tưởng rằng nửa đường lại xảy ra điều gì đường rẽ. Hứa Thuần Lương cười nói, ta phát hiện ngươi còn rất quan tâm ta. Giữa bằng hữu biểu thị một chút quan tâm không phải hẳn là sao. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta mời ngươi ăn cơm, giúp ta ăn mừng một chút. Mai Như Tuyết nói, ngươi đêm nay không đi chính là vì mời ta ăn cơm. Hứa Thuần Lương rất chân thành gật gật đầu. Mai Như Tuyết nhịn cười không được, nhàm chán. Ngoài miệng nói nhàm chán, nhưng trong lòng lại ngọt lịm. Hứa Thuần Lương đối Nguy Sơn huyện thành không quen. Để Mai Như Tuyết đề cử một nhà, Mai Như Tuyết đi qua đến lúc đó trên cơ bản đều tại chính phủ nhà khách ăn cơm, ở bên ngoài không chút nếm qua. Hứa Thuần Lương thế là mở ra đại chúng lời bình, Mai Như Tuyết nói cho hắn biết phía trên này khen ngợi hơn phân nửa đều là soát ra, có độ tin cậy không được. Huyện thành khắp nơi đều là cá quán, vẫn là bọn hắn tại Nguy Sơn Đảo ăn đến sửa chữa tông, Mai Như Tuyết nhớ tới chính phủ nhà khách bên cạnh có cái tổ quán cơm, dứt khoát đến đó ăn. Nàng cũng có thể đem xe buông xuống bồi Hứa Thuần Lương uống chút cách mạng ít rượu. Hai người tới tổ quán cơm, Hứa Thuần Lương nhìn thấy phía trên chiêu bài là đội du kích, nghe nói gia chủ này quán cơm lão bản tiền bối đã từng là đường sắt đội du kích thành viên. Tiệm cơm trùng tu cũng là màu đỏ chủ đề, Mai Như Tuyết đem xe ngừng đến chính phủ nhà khách bãi đỗ xe, cầm một bình rượu nước mơ, cho Hứa Thuần Lương mang theo bình phương đông đỏ, nói đêm nay có thể bồi Hứa Thuần Lương uống chút. Phòng không có. Hai người tìm cái yên lặng ngăn cách ngồi, nói là yên lặng cũng tính không đi nơi nào, dân bản xứ tiếng nói đều rất lớn, bên cạnh bàn ngồi bốn tên nữ sinh trò chuyện không ngừng, chít chít chách chách cùng chim quốc, chừng 20 tuổi tác, trên người có dùng không hết tinh lực. Hứa Thuần Lương điểm một cái thịt kho tàu ô, một cái sông tôm, một cái xào gà, một cái xào héo sừng mét, Mai Như Tuyết để hắn biệt điểm, hai người ăn cơm cũng ăn không được quá nhiều, mà nên đồ ăn phân lượng đều rất lớn, lãng phí luôn luôn không tốt. Hứa Thuần Lương cảm thấy không có đồ nhắm, lại muốn cái làm liều. Quả nhiên, đều là mâm lớn chén lớn, Mai Như Tuyết nhìn qua tràn đầy cả bàn nói, ta đã nói rồi, hai người chúng ta nhiều nhất hai cái đồ ăn là đủ rồi. Hứa Thuần Lương nói, có câu nói thế nào, sinh hoạt đến có nghi thức cảm giác. Mai Như Tuyết nở nụ cười, thổ quán cơm ngươi còn giảng cứu cái gì nghi thức cảm giác. Hứa Thuần Lương giúp nàng đem rượu nước mơ rót, tự mình lái kia bình phương đông đỏ. Đi qua hắn không uống qua, trên mạng tra xét một chút là kiếm Nam Xuân cấp cao rượu, một bình hơn 1.000, phát hiện Mai Như Tuyết mặc dù không uống rượu đế, vừa vặn rất tốt rượu không ít, nhìn nàng bình thường diễn xuất cũng không phải cái mục nát cán bộ, không biết những này cấp cao rượu đều là từ đâu tới. Hai người đụng đụng chén rượu, Mai Như Tuyết nói, chúc mừng ngươi đại công cáo thành. Hứa Thuần Lương nói,
hôm nay nhưng thật ra là song hỷ lâm môn. Mai Như Tuyết vốn muốn hỏi hắn còn có cái nào vui mừng, lại lo lắng hắn xáo lộ mình, cho nên nói đến bên môi lại bỏ đi suy nghĩ. Hứa Thuần Lương nói cho Mai Như Tuyết mình đã bị lãnh đạo chính thức bổ nhiệm làm Nguy Sơn Đảo Bệnh viện viện trưởng, Mai Như Tuyết thế mới biết là mình cả nghĩ quá rồi, nàng giơ ly rượu lên nói, cái này phải hảo hảo chúc mừng ngươi vinh thăng viện trưởng chi vị, chúc ngươi về sau một bước lên mây liên tục tăng lên. Hứa Thuần Lương cùng với nàng đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, cười nói, ta cái này quan liền cái phẩm đều không có, chính là Trường Hưng nội bộ, ta trình độ không được đoán chừng hoạn lộ đã đến đỉnh. Mai Như Tuyết biết hắn nói đúng hiện thực, nhưng là vẫn cổ vũ hắn nói, đừng tự coi nhẹ mình a, người như vậy khôn khéo, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Ta làm sao nghe được không giống lời hữu ích a? Mai Như Tuyết nói, đừng xuyên tạc thiện ý của ta, đúng, ta có kiện sự tình phi thường tò mò, ngươi vì cái gì không có lên đại học a? Hứa Thuần Lương thở dài nói, đần thôi, ta học lại 3 năm, thì một lần không bằng một lần. Mai Như Tuyết không tin. Nàng cùng Hứa Thuần Lương nhận biết cũng có một đoạn thời gian, sự thông minh của hắn không những không thấp, phản mà phi thường xuất chúng, bình thường cũng không có ít lắc lư mình, dạng này người chỉ cần muốn học khẳng định có thể thi lên đại học. Hứa Thuần Lương đem mình chật vật khảo học kinh lịch nói cho Mai Như Tuyết, thuận tiện đem mình là thế nào xâm nhập vào Trường Hưng bệnh viện sự tình cũng nói rõ ràng. Mai Như Tuyết nghe nói hắn là thông qua phá dỡ đổi lấy biên chế, cũng không nhịn được nở nụ cười, Hứa Thuần Lương công việc kinh lịch cũng đủ truyền kỳ. Bất quá đừng để ý tới hắn là thế nào đi vào Trường Hưng bệnh viện, ngắn ngủi nửa năm không đến thời điểm liền có thể có được viện lãnh đạo coi trọng, thậm chí đặc biệt tăng lên hắn là Nguy Sơn Đảo phân viện viện trưởng liền đầy đủ đã chứng minh năng lực của hắn. Có câu nói thế nào, anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, Hứa Thuần Lương trên thân liền có loại kỳ quái mị lực, dã man cùng khôn khéo, chính trực cùng giàu hoạt, rất nhiều phức tạp mâu thuẫn nhân tố vậy mà có thể ở trên người hắn cộng sinh cùng tồn tại, người này chẳng lẽ cái bệnh tâm thần phân liệt a? Mai Như Tuyết nói cho Hứa Thuần Lương trong thành phố đối Nguy Sơn Đảo. Phát triển phi thường trọng thị, tài chính phương diện sẽ dành cho đại lực ủng hộ, Nguy Sơn Đảo bến cảng cải tạo con đường kiến thiết các loại hạng công trình cũng sẽ ở gần nhất khởi động, nhóm đầu tiên ký kết nhà đầu tư cũng sẽ trong 3 tháng lần lượt khởi công kiến thiết. Hứa Thuần Lương nói, vậy không phải nói lập tức Nguy Sơn Đảo liền lại biến thành một cái đại công địa. Mai Như Tuyết biểu thị kiến thiết khẳng định sẽ có một cái quá trình, Nguy Sơn Đảo cấp quốc gia nghỉ phép khu. Bao dung phạm vi rất rộng, bao quát Đông Châu bộ phận Hương Chấn, cũng bao quát Tế Châu một bộ phận, lần này là hai thị liên động. Lẫn nhau ở giữa có hợp tác cũng có cạnh tranh, Nguy Sơn Đảo làm vì lần này cấp quốc gia du lịch khu hạch tâm, Phát Dương Thành là quan trọng nhất, nơi đó cán bộ áp lực đều rất lớn. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi về sau chẳng phải là muốn càng bận rộn rồi. Mai Như Tuyết nói, dù sao cũng so không có việc gì muốn tốt. Hai người lại uống chén rượu. Hứa Thuần Lương nói, ta biết ngươi lâu như vậy, còn không biết nhà ngươi ở nơi nào a, ngươi thật giống như không phải người địa phương. Mai Như Tuyết nói, người nhà của ta đều ở Kinh Thành, đến bên này công việc là ta chính mình ý tứ. Hứa Thuần Lương nói, Kinh Thành nhiều phồn hoa a, ngươi đến nơi đây sẽ có hay không có chênh lệch. Hắn kỳ thật đã sớm nghe Mặc Hàm nói qua Mai Như Tuyết gia thế bất phàm, nàng từ bỏ Kinh Thành ưu việt sinh hoạt lại tới đây khẳng định là có nguyên nhân. Mai Như Tuyết mỉm cười nói, ta tới đây nguyên nhân nơi này đã từng là mẫu thân của ta chi dạy địa phương, cho nên ta mới nghĩ đến xem thử. Hứa Thuần Lương nói, A Di khẳng định rất xinh đẹp a. Mai Như Tuyết thần sắc buồn bã, nàng qua đời. Không có ý tứ, ta không biết. Mai Như Tuyết lạnh nhạt nói, không sao, mỗi người đều muốn đối diện tử vong, người ta cũng sẽ không ngoại lệ. Triệu Phi Dương để đũa xuống mỉm cười nhìn qua Đoạn Viễn Hồng nói, Đoạn Tổng cảm thấy nơi này nhật lưu như thế nào. Đoạn Viễn Hồng nhấp một hớp thanh rượu, tướng cái chén buông xuống, đồ ăn tốt, rượu tốt, người cũng tốt. Hai người đồng thời cười lên ha hả, ánh mắt lại đều đang quan sát đối phương. Đoạn Viễn Hồng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới Đông Châu sẽ có dạng này một nhà bảo tàng tiểu quán, tại hắn khái niệm bên trong cho dù là Nam Giang cũng tìm không ra mấy nhà chính tông nhật lưu, cùng Triệu Phi Dương tiếp xúc trước đó, hắn cũng không có đem cái này xử cấp cán bộ để vào mắt, lấy Hoa Niên tập đoàn tại Bình Hải lực ảnh hưởng. Càng cao cấp bậc cán bộ hắn cũng đã gặp, bình thường xưng huynh gọi đệ không phải số ít. Cổ quyền đàm phán chân chính sau khi bắt đầu, hắn mới phát hiện Triệu Phi Dương kiến thức phi phàm, người này có lý tưởng có khát vọng, quyết định phương hướng liền sẽ nghĩa vô phản cố tiến lên, lực chấp hành cũng rất mạnh. Triệu Phi Dương lựa chọn Hoa Gian Nhật Lưu là hợp ý hành vi,
hắn hiểu rõ Đoạn Viễn Hồng trước kia có tại Nghê Hồng du học kinh lịch, Đoạn Viễn Hồng vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp về sau còn ở bên kia công việc qua một đoạn thời gian. Đoạn Viễn Hồng nói, lần này đến ta cùng thị lý mấy vị lãnh đạo đều gặp mặt, bọn hắn đối Hoa Niên đầu tư Đông Châu biểu thị hoan nghênh, cũng hứa hẹn cho lớn nhất khả năng chính sách ủng hộ. Triệu Phi Dương nói, Đường chủ tịch có chưa có xác định khi nào đến Đông Châu. Đoạn Viễn Hồng có ý tứ là Trường Hưng sự tình ngươi Triệu Phi Dương cũng không thể làm chủ, cuối cùng còn phải là trong thành phố lên tiếng. Triệu Phi Dương đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, cố ý hỏi Đường Kinh Vĩ đến Đông Châu thời gian, hắn cũng không phải quan tâm Đường Kinh Vĩ lúc nào đến, mà là Đường Kinh Vĩ tới mới đại biểu cho song phương hợp tác chính thức khởi động, ám chỉ ngươi Đoạn Viễn Hồng nói cũng không tính. Đoạn Viễn Hồng nói, Triệu Viện Trưởng, tha thứ ta nói thẳng, Trường Hưng tình trạng tài chính không thể lạc quan a. Triệu Phi Dương đã thành thói quen hắn hát suy Trường Hưng hành vi, Trường Hưng tình trạng tài chính không tốt, Hoa Niên tập đoàn tình trạng cũng chưa chắc tốt đi nơi nào. Đoàn Tổng có thể nói đến cụ thể một chút. Đoạn Viễn Hồng nói, liền nói các ngươi Nguy Sơn đảo phân viện, tại các ngươi Trường Hưng tiếp nhận trước đó tư không gán nợ, 3 năm này từ đầu đến cuối ở vào mắc nợ kinh doanh trạng thái. Triệu Phi Dương gật đầu nói, Nguy Sơn đảo phân viện hoàn toàn chính xác kinh doanh tình trạng không lý tưởng, bất quá Đoàn Tổng không cần lo lắng. Cho dù là hợp tác, phân viện vẫn là có thể giữ vững độc lập vận doanh, sẽ không đối Hoa Niên tập đoàn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đoạn Viễn Hồng nội tâm khẽ giật mình, Triệu Phi Dương thuận thế ngược lại đem mình một quân. Triệu Phi Dương nói, đi qua ta cũng vẫn cho rằng phân viện là Trường Hưng gánh vác, thế nhưng là Đông Châu Thị đã quyết định tại Nguy Sơn đảo chế tạo cấp quốc gia nghỉ phép khu, nếu như Đoàn Tổng chú ý tin tức, liền nên biết việc này đã chính thức quan tuyên, bây giờ nghĩ đầu tư phân viện rất nhiều người. Trường Hưng đã lấy được Nguy Sơn đảo phân viện quyền tài sản, Triệu Phi Dương trong tay lại nhiều một chương bài. Đoạn Viễn Hồng cười nói, ta để Đồng Trường Hạo đi chính là muốn hảo hảo ước định một chút hạng mục này. Triệu Phi Dương nói, Đoàn Tổng, có câu nói ta không biết đương giảng vẫn là không làm giảng. Triệu Viện Trưởng mời nói, giữa chúng ta hợp tác có khá đặc thù tính cùng khai thác tính, các người cần đối công ty đồng sự phụ trách, ta cần đối Trường Hưng toàn thể nhân viên phụ trách. Từ ta cùng Đoàn Tổng lần thứ nhất gặp mặt, xác định ý hướng hợp tác bắt đầu, ta liền đưa ra mọi người cần tương hướng mà đi, căn cứ thực sự cầu thị tinh thần mà đối đãi lần này hợp tác, Quý Phương vừa mới bắt đầu cũng biểu hiện ra rất lớn thành ý, nhưng là tại tài sản ước định quá trình bên trong, ta phát hiện rất nhiều vấn đề. Đoạn Viễn Hồng nói, chính là muốn phát hiện vấn đề, mới có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cá nhân ta cho rằng lúc đầu vấn đề bại lộ đến càng nhiều càng tốt. Triệu Phi Dương nói, nếu như vấn đề không thể được đến thích đáng giải quyết, người ta liền sẽ trở thành vấn đề. Đoạn Viễn Hồng nhíu mày, Triệu Phi Dương đây là đang hướng về mình lượng kiếm. Ta hẳn là không cần lại lần hướng Đoàn Tổng cường điệu Trường Hưng là công hữu chế bệnh viện, lần này trở thành chế độ công hữu cải cách thí điểm, ta gánh chịu lấy rất lớn áp lực cùng nguy hiểm. Trong thành phố gặp được loại chuyện này, bình thường sẽ cực kỳ thận trọng, bởi vì xử lý bất đương liền sẽ gánh lấy quốc hữu tài sản sói mòn bêu danh. Cái này bêu danh ai cũng đảm đương không nổi. Đoạn Viễn Hồng nhẹ gật đầu, Triệu Viện Trưởng, ta đối áp lực của ngươi cảm động lây. Triệu Phi Dương nói, cái thứ nhất dũng cảm cải cách người cũng nên mang tiếng xấu, ta cũng làm xong đầy đủ chuẩn bị tư tưởng, ta sở dĩ đề xướng cải cách, cũng không phải là muốn kiếm chắc tư lợi, ta muốn vì Trường Hưng làm chút chuyện, nghĩ vì quốc gia chữa bệnh cải cách làm chút cống hiến, thượng cấp tín nhiệm ta, mới đem ta đặt ở trên vị trí này. Ta nhất định phải là Trường Hưng nhân viên làm những gì. Đoạn Viễn Hồng cảm khái nói, Triệu Viện Trưởng, có biết hay không chúng ta lúc trước là quyết định gì cùng Trường Hưng hợp tác, cũng là bởi vì thấy được trên người ngươi ra quốc tình hoài a. Triệu Phi Dương nói, nếu như chúng ta tất cả mọi người từ lợi ích của mỗi người xuất phát, đều nghĩ tận khả năng thu hoạch được càng nhiều cổ phần, nắm giữ càng nhiều quyền lên tiếng, đây là nhân chi thường tình, thế nhưng là nếu như chúng ta vì cái này một mục tiêu đi dèm pha đối phương, tính toán đối phương, lợi dụng hết thảy thủ đoạn đi áp xúc đối phương lợi nhuận không gian, ta xem chúng ta hợp tác rất khó thành công, cho dù thành công, cũng vô pháp đi được lâu dài. Đoạn Viễn Hồng biết gần nhất Hoa Niên tập đoàn khảo sát ước định đã khơi dậy Triệu Phi Dương phản cảm, Triệu Phi Dương người này có dã tâm, người có dã tâm bình thường đều có ngạo khí, huống chi Triệu Phi Dương đã rõ ràng Trường Hưng đối Hoa Niên giá trị, hắn đối Đoạn Viễn Hồng vị này Hoa Niên phó tổng cũng không thế nào mua chướng. Triệu Viện Trưởng, xem ra người đối với chúng ta lần này khảo sát có chỗ hiểu lầm, Hoa Niên là dân xí phương pháp làm việc cùng các người khác biệt, tại hợp tác trước đó chúng ta khẳng định phải điều tra rõ ràng,
chúng ta ước định báo cáo là phải đặt ở ban giám đốc bên trên tiến hành biểu quyết. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sẽ cố ý đè thấp các ngươi tài sản giá trị. Chính như ngươi vừa rồi nói, coi như ngươi đáp ứng, trong thành phố cũng sẽ không đáp ứng, chúng ta đối hợp tác thái độ là tích cực. Thẳng thắn, nhất quán. Triệu Phi Dương trong lòng tự nhủ ta tin ngươi cái quỷ, nói một đàng làm một nẻo, gần nhất làm được sự tình tất cả đều là tại ác ý nhằm vào Trường Hưng. Đoạn Viễn Hồng cầm bầu rượu lên cho Triệu Phi Dương rót một chén rượu, mỉm cười nói, như thế ngày tốt, chỉ có mỹ thực rượu ngon không thể cô phụ, Triệu Việt, ngươi chưa hề không phải vấn đề của chúng ta. Chúng ta là người một nhà, nếu như nói có vấn đề, như vậy chỉ có thể là chúng ta cộng đồng vấn đề. Đoạn Viễn Hồng uống xong chén rượu này, nhận được một chiếc điện thoại, hắn biểu thị có việc muốn đi trước, Triệu Phi Dương cũng không có giữ lại, đem hắn đưa đến ngoài cửa. Đưa mắt nhìn Đoạn Viễn Hồng rời đi, Triệu Phi Dương nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Hoa Gian Nhật Lưu lão bản nương từ dĩnh thân xuyên kimono chậm rãi đi vào bên cạnh hắn, nói khẽ, hắn chính là Đoạn Viễn Hồng. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, cảm giác người này thế nào? Từ Dĩnh nói, Tiếu Lý Tàng Đao, loại người này không thể thâm giao. Triệu Phi Dương từ trước đến nay tin tưởng ánh mắt của nàng, nhớ kỹ lần trước Cao Tân Hoa tới thời điểm, Từ Dĩnh đối Cao Tân Hoa đánh giá khá cao, hắn thở dài nói, ta hiện tại lo lắng nhất chính là tả hữu không phải người. Từ Dĩnh nở nụ cười, trong lòng ta ngươi thế nhưng là cái không sợ trời không sợ đất người. Triệu Phi Dương nói, ngươi không hiểu rõ tình huống hiện tại Trường Hưng đã có rất nhiều người đang nói ta nói xấu. Phòng miệng dân rất tại Phòng Xuyên, ngươi nhất định phải coi trọng a. Triệu Phi Dương nói, càng đi về phía trước càng là cô đơn, nguyên bản xem trọng đồng bạn một cái tiếp theo một cái tẩu tán. Từ Dĩnh nói khẽ, con đường này vốn chính là cô đơn, bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ ít còn có ta người bạn này không sẽ rời đi. Triệu Phi Dương nhìn nàng một cái, nhếch lên bờ môi nhẹ gật đầu. Nhân sinh đến một chi kỷ là đủ. Đoạn Viễn Hồng đột nhiên rời đi là bởi vì hắn nhận được một chiếc điện thoại, phái đi Nguy Sơn đảo khảo sát tổ thành viên bị người đánh, hắn ý thức được chuyện này tuyệt không phải ngẫu nhiên, mặc dù cùng Triệu Phi Dương tại cùng nhau ăn cơm, mặc dù chuyện này ngay tại Trường Hưng khảo sát trong lúc đó phát sinh, nhưng là hắn cũng không nhắc lên. Đây là muốn cho hắn một hạ mã uy, hắn không rõ ràng việc này cùng Triệu Phi Dương có hay không có quan hệ trực tiếp. Nhưng là hắn có thể khẳng định nhất định có Trường Hưng nhân tố ở bên trong. Hứa Thuần Lương cũng nhận được nơi đó đồn công an điện thoại. Hoa Niên tập đoàn phái đi Nguy Sơn đảo khảo sát ước định hết thảy có 5 người, bọn hắn tại lúc ăn cơm bị một đám du côn khiêu khích, chịu một trận đánh đập, tất cả mọi người không thể trốn qua, tính cả tổ nữ thành viên đều bị người đạp một cước. Đồn công an chạy đến thời điểm người đều chạy, một cái không có bắt lấy, bị đánh 5 người bị thương mặc dù không nặng, nhưng là hơn phân nửa mặt mũi bầm dập. Ngay tại mang đến Nguy Sơn đảo bệnh viện trên đường. Hứa Thuần Lương phản ứng đầu tiên chính là bọn hắn bị đánh cùng Trường Hưng có quan hệ gì. Hiện tại song phương chưa ký kết chính thức hợp đồng, Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn là hai nhà, đánh bọn hắn cũng không phải bệnh viện người, vì cái gì liên hệ mình. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ hẳn là liên hệ công ty của bọn hắn Hoa Niên tập đoàn mới đúng. Hứa Thuần Lương nói cho đồn công an người phụ trách mình ngay tại Nguy Sơn huyện họp, sớm nhất cũng phải ngày mai buổi sáng trở về. Hắn lúc đầu nhìn Hoa Niên tập đoàn đám người kia liền không vừa mắt. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bên này điện thoại vừa mới phủ lên, bí thư Đàm Hải Yến liền đánh tới, nghe ngữ khí của nàng liền biết nàng bị dọa phát sợ. Tiểu Hứa, người ở nơi nào? Nhưng khó lường, khảo sát tổ người bị đánh. Hứa Thuần Lương để nàng đừng hoảng hốt, từ từ nói. Đàm Hải Yến dọa đến lời nói không mạch lạc, nàng tới thời điểm. Triệu Phi Dương chuyên môn bàn giao nàng phải phối hợp khảo sát tổ công việc, phải thật tốt chiêu đãi người ta, lúc này mới mấy ngày, khảo sát tổ liền xảy ra chuyện, vừa mới đưa tới bệnh viện thời điểm, từng cái mặt mũi bầm dập đầu rơi máu chảy, Đồng Trường Hạo thảm nhất, hai con mắt đều sưng thành một đầu tuyến, nàng kém chút không nhận ra được. Hứa Thuần Lương nghe sự miêu tả của nàng nhất thời nhìn không được cười ra tiếng, hắn nụ cười này đem Đàm Hải Yến cho cả được vòng, phát sinh chuyện lớn như vậy hắn làm sao còn có thể cười được. Đàm Hải Yến trong lòng tự nhủ may mắn tiểu tử này không có ở hiện trường, nếu là tại chỗ bật cười, vậy coi như đem Hoa Niên tập đoàn đắc tội. Nàng gọi cú điện thoại này chủ yếu là trưng cầu Hứa Thuần Lương ý kiến, chuyện này có nên hay không hướng viện trưởng phản ứng. Hẳn là tốt nhất có thể từ Hứa Thuần Lương phản ứng. Hứa Thuần Lương biết nàng nhát gan sợ phiền phức, không để cho nàng tất kinh hoàng, có thể hướng Triệu Phi Dương thông báo một tiếng, nhưng là người này không thể là mình. Dù sao mình không ở trên đảo, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể.
Đàm Hải Yến gặp hắn không chịu tiếp chiêu, cũng chỉ có thể đáp ứng. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, đem chuyện này nói cho Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết nghe nói Hoa Niên người tập đoàn tại trên trấn ăn đòn, cũng có chút tức giận. Chuyện này ảnh hưởng đến không chỉ là Trường Hưng bệnh viện, cũng là bọn hắn Hồ Sơn trấn chỉnh thể hình tượng. Nàng vốn định cho đồn công an gọi điện thoại, Hứa Thuần Lương để nàng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không phải còn có Khổng Tường Sinh bí thư nha, chuyện này vẫn là nhìn xem Khổng bí thư xử lý như thế nào. Lúc này sát vách bàn truyền đến tiếng kinh hô, Hứa Thuần Lương theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy mấy vị nữ sinh hoảng làm một đoàn, trong đó một vị đầy đặn nữ hải chính che lấy cổ, chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng vừa mới không cẩn thận bị nuốt xuống thịt bò cho nghẹn, nhắc tới nữ hải ăn cơm cũng đủ hổ, vội vàng nói chuyện, lại ăn đến quá mau, kết quả vô ý nghẹn, cho nên nói người trẻ tuổi ăn cơm nhất định phải chú ý, nhai kỹ nuốt chậm tuyệt đối là có đạo lý. Một bên đồng học giúp nàng vỗ phía sau lưng, ý đồ giúp nàng làm dịu triệu chứng. Hứa Thuần Lương vừa nhìn liền biết hỏng phổ biến dân chúng cho rằng ăn cái gì nghẹn, có thể thuận đập lưng có thể đem dị vật vỗ xuống, đập tới thực quản bên trong, kỳ thật đây là một cái lầm lẫn, thuận đập lưng bình thường sẽ chỉ đem dị vật đập tới khí quản chỗ sâu, càng chắn càng nghiêm trọng hơn, thậm chí tạo thành ngạt thở tử vong. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian đứng dậy đi tới, ngăn cản lại tên kia chính đang không ngừng đập lưng nữ sinh. Xử lý bất đương rất có thể đem nàng khuê mật cho hại chết. Gặp được loại này tình trạng khẩn cấp, có thể dùng bụng đẩy pháp làm cấp cứu, loại phương pháp này thông dụng tại bình thường trưởng thành cùng khá lớn nhi đồng trên thân. Hứa Thuần Lương đứng tại người bệnh sau lưng, từ phía sau lưng ôm lấy phần eo của nàng, cô bé này có chút béo, vòng eo so Hứa Thuần Lương còn lớn hơn. Hứa Thuần Lương hai tay vây vòng eo của nàng phần bụng, tay trái nắm tay. Quyền tâm hướng vào phía trong nén tại nàng cái rốn cùng xương sườn ở giữa bộ vị, bàn tay phải che đặt tại trên nắm tay, hai tay cấp tốc dùng sức vào trong hướng lên đè ép, lặp đi lặp lại thao tác. Tây y đem mệnh danh là hai lập khắc thủ pháp, nguyên lý là tướng người phổi tưởng tượng thành một cái khí cầu, khí quản chính là khí cầu khí miệng, nếu khí miệng mà bị dị vật tắc, có thể dùng tay nắm chen khí cầu thụ ép cầu bên trong không khí bên trên rời. Từ đó tướng tắc khí miệng mà dị vật xông ra, đây chính là biển thị phần bụng xung kích pháp vật lý học nguyên lý. Nhưng là trung y đã sớm có bụng đẩy pháp, mặc dù tên khác biệt, kỳ thật nguyên lý giống nhau, đều là lợi dụng xung kích phần bụng. Cách cơ hạ mềm tổ chức, bị đột nhiên xung kích, sinh ra hướng lên áp lực, áp bách hai phổi phần dưới, từ đó thúc đẩy phổi lưu lại không khí hình thành một cỗ khí lưu. Cỗ này mang theo xung kích tính, phương hướng tính tiến quân thần tốc tại khí quản khí lưu. Liền có thể tướng ngăn chặn khí quản, cổ họng đồ ăn khối rắn các loại dị vật khu trừ, đưa đến cấp cứu hiệu quả. Biết đến minh bạch Hứa Thuần Lương là đang cứu người, nhưng hiện trường cũng có người không biết rõ tình trạng, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đột nhiên phóng tới một vị đầy đặn nữ học sinh, từ phía sau ôm người ta, thân thể hướng phía trước dùng sức mãnh đỗi, cái này cấp cứu động tác là tương đương bất nhã. Một vị lòng đầy căm phẫn lão giả đã chỉ vào Hứa Thuần Lương giận dữ hét, đồ hỗn trướng, dưới ban ngày ban mặt dám mưu đồ làm loạn, buông ra cô bé kia. Chỉ kém không nói để lão phu ta tới. Hứa Thuần Lương mới hoàn thành 5 lần đẩy kích, lúc này một lại hắc lại tráng tiểu hỏa tử bỗng nhiên từ phía sau sông tới, giơ lên chai rượu trong tay tử chiếu vào Hứa Thuần Lương cái ót liền hung hăng cho một chút. Mai Như Tuyết phát hiện thời điểm ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bồng! Bình rượu tại Hứa Thuần Lương trên đầu vỡ vụn, mẩu thủy tinh văng tứ phía, quần chúng vây xem phát ra cực kỳ phối hợp tiếng thét chói tai. Tiểu tử kia cũng đỏ mắt, giơ lên vỡ vụn bình rượu chiếu vào Hứa Thuần Lương phía sau lưng liền đâm, hỗn đản, buông nàng ra. Tiểu tử này chẳng những dáng dấp hắc, ra tay cũng tối đen. Mai Như Tuyết liều lĩnh vọt lên, dùng hết toàn lực tướng tiểu tử kia đẩy ra, nàng nếu là chậm thêm một khắc trước bình rượu pha lê liền phải Hứa Thuần Lương phía sau lưng. Tiểu tử kia lảo đảo một chút, huy quyền muốn đánh Mai Như Tuyết lại phát hiện đẩy ra mình chính là vị mỹ nữ, thế là nắm đấm này không có nhẫn tâm hạ xuống. Thổ bạo kêu lên, cút sang một bên. Hứa Thuần Lương không có trung đoạn cứu giúp, dùng hết toàn lực đè ép một chút, lần thứ 6 đưa đẩy, kia nữ học sinh rốt cục oa. Một tiếng tướng nghẹn tại cổ họng thịt bò phun ra. Chung quanh cuối cùng có người biết chuyện, lớn tiếng nói, đừng hiểu lầm, người ta tiểu hỏa tử hỗ trợ cứu người đâu, không phải đùa nghịch lưu manh, là hai lập khắc cấp cứu pháp. Mập mạp nữ học sinh sờ lấy cổ thở hổn hển, trên mặt còn đỏ rực. Một nửa là kìm nén đến một nửa là thẹn thùng, Hứa Thuần Lương buông ra nàng, lúc này mới cảm giác đầu não chóng mặt. Mai Như Tuyết tiến lên đỡ lấy cánh tay hắn, Hứa Thuần Lương, người không sao chứ?
Hứa Thuần Lương lắc đầu, không có việc gì, cảm giác trên cổ có mồ hôi chảy hạ. Mai Như Tuyết hoảng sợ nói, a, người chảy máu. Lúc này kia bộ mặt tức giận tiểu tử còn không có hiểu rõ trạng huống, cắn răng nghiến lợi xông đi lên, đụng bạn gái của ta giết chết. Tiểu tử kia nói đều không kịp nói lưu loát, Hứa Thuần Lương liền một cái tát tai phiến đi qua. Hắn xuất thủ là vừa nhanh vừa độc, lão tử ở chỗ này vội vàng cứu mạng, người nhà thế mà thừa dịp ta không sẵn sàng hạ độc thủ, rút không chết ngươi cái lớn. Một bàn tay đánh xong, ngay sau đó một cước liền đạp ra ngoài, chính giữa kia sững sờ tiểu tử phần bụng, một cước này tướng tiểu tử kia đạp bay ngược ra ngoài, phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, hai cánh tay chống đất, tư thế cực kỳ giống một con cóc lớn, vấn đề bên trên mặt đất tràn đầy chai bia màu thủy tinh, sững sờ tiểu tử lòng bàn tay kịch liệt đau nhức, đâm không ít pha lê đi vào. Mai Như Tuyết tranh thủ thời gian giữ chặt Hứa Thuần Lương, con hàng này phạm vào tính tình, chưa chừng muốn đem sững sờ tiểu tử một trận đánh đau, mình nếu là không ngăn đón điểm, làm không tốt hiện trường đến chết người. Mấy tên nữ học sinh cũng tới đỡ khởi kia sững sờ tiểu tử, kém chút bị nghẹn chết đầy đặn nữ sinh hướng bạn trai giải thích đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sững sờ tiểu tử lúc này mới náo minh bạch, nhịn đau, ôm bụng, không có ý tứ, ta sai lầm. Mai Như Tuyết khuyên Hứa Thuần Lương nói, được rồi, hiểu lầm. Hứa Thuần Lương lạnh lùng nhìn qua tiểu tử kia, đánh ngươi không phải là bởi vì sau lưng ngươi nện ta cái này một chai rượu, đối bạn gái của ta tôn trọng một chút. Chính ta đều không nỡ mắng, ngươi mẹ nó ăn hùng tâm báo tử đảm, còn dám chửi một câu, ta giết chết ngươi. Mai Như Tuyết đỏ mặt lên, đoán được hắn những lời này là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng không có cách, khống chế không nổi trong lòng lại là ấm áp vừa cảm động. Được rồi, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Lúc này cảnh sát cũng chạy tới, lại là chủ quán cơm coi là khách nhân đánh nhau báo cảnh sát, xuất cảnh cảnh sát hỏi rõ tình huống, để bọn hắn trước đi xử lý vết thương. Hứa Thuần Lương ra đầu bị thương không nghiêm trọng lắm, đi bệnh viện huyện phòng cấp cứu nhìn một chút, chỉ là bị pha lê rạch ra một cái lỗ hổng nhỏ, đều không cần khâu vết thương chỉ là ra đầu mạch máu phong phú, ra không ít máu. Tại Mai Như Tuyết kiên trì dưới, hắn lại đi làm cái đầu sọ CT, hết thảy bình thường. Đem Hứa Thuần Lương ra tiểu tử kia cũng đi theo đến đây, hắn hai cánh tay bị thương cũng không nhẹ, bác sĩ giúp hắn lấy mẩu thủy tinh đều bỏ ra mười mấy phút. Hứa Thuần Lương cứu được là hắn bạn gái, hắn đêm nay có việc tới muộn một chút, đi vào liền thấy Hứa Thuần Lương ôm bạn gái hắn tại sau lưng mãnh đối tình cảnh, nhưng phàm là cái nam nhân bình thường cũng nhịn không được, cho nên mới tiện tay quơ lấy chai bia cho Hứa Thuần Lương một chút. Hắn gọi Lý Vĩnh Cương, là bản xứ thể dục trường dạy nghề học sinh, hắn bạn gái là hắn đồng học. Cảnh sát đem hắn giáo dục một trận, tỏ ẩn tâm thu hoạch được người bị hại thông cảm, nếu như Hứa Thuần Lương kiên trì cáo hắn, Lý Vĩnh Cương làm không tốt muốn câu lưu, chí ít cũng phải rơi cái xử lý, ghi vào hồ sơ liền phiền toái. Hứa Thuần Lương xem bọn hắn đều là chút 18-19 tuổi học sinh nghèo, cũng liền không có truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, phát hiện mình không thể làm chuyện tốt, phàm là làm chút chuyện tốt dù sao cũng phải gặp báo ứng. Lần trước cứu Mai Như Tuyết là như thế này, lần này lại bị thương, còn tốt bị thương đều không nặng, chỉ là tóc bị cắt bỏ một khối, bác sĩ nói cho hắn biết không có việc gì, mọc tốt sẹo cũng sẽ không lưu lại. Sau cùng kết quả xử lý là, Lý Vĩnh Cương hướng Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết trịnh trọng nói xin lỗi, cũng gánh chịu bọn hắn tiền thuốc men. Mấy đứa bé đều là học sinh nghèo không có gì tiền, cùng một chỗ kiếm tiền dự định chuyển cho Hứa Thuần Lương, Mai Như Tuyết nhìn không được, để bọn hắn không cần đưa tiền. Đầy đặn nữ hài kia gọi Mã Kim Thải, nàng phi thường rõ ràng hôm nay nếu như không phải Hứa Thuần Lương kịp thời xuất thủ cứu nàng, chỉ sợ nàng liền bị khối kia thịt bò cho ế tử. Quay đầu ngẫm lại chết kỳ thật cũng không đáng sợ, nhưng loại này tử vong phương thức quá mất mặt, có thể nói Hứa Thuần Lương cứu vãn nhân sinh của nàng. Mã Kim Thải đối Hứa Thuần Lương thiên ân vạn tạ, chủ động đưa ra thêm hắn WeChat. Hứa Thuần Lương biểu thị không cần, ngược lại là Mai Như Tuyết cùng Mã Kim Thải lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Rời đi bệnh viện thời điểm, Mai Như Tuyết nói, có thể a, làm chuyện tốt không lưu danh. Nàng là chỉ Hứa Thuần Lương không có thêm Mã Kim Thải WeChat sự tình. Hứa Thuần Lương cười cười nói, chủ yếu là nàng dung mạo không đẹp nhìn. Mai Như Tuyết triệt để im lặng, một câu liền hủy đi hắn cao thượng hình tượng. Hứa Thuần Lương đêm đó cũng tại chính phủ nhà khách ở, sáng sớm dậy, trước tiên đem trên đầu khẩu trang cho hái được, dùng di động đập một chương cái ót, liền chụp mấy bức mới thành công. Phát hiện bị thương hoàn toàn chính xác không nặng, chính là da đầu bị bình rượu cho đập tử, miệng thủy tinh vẽ một cái 1 cm. Chiều dài miệng máu,
qua một đêm đã kết phải. Chuyện này đầy đủ chứng minh, không luyện công vẫn chưa được, cho dù là bây giờ Thái Bình thịnh thế, bên người cũng là nguy hiểm nhiều lần ra, tối hôm qua may mắn Mai Như Tuyết phấn đấu quên mình xông tới, nếu như chậm thêm một đêm, kia mãng hóa trong tay phá chai rượu liền phải vào thân thể của mình. 7 giờ sáng, Mai Như Tuyết gửi tin tức cho hắn, nói cho hắn biết mình buổi sáng đi họp, bữa sáng đều là miễn phí, tiền phòng cũng giúp hắn kết qua, nếu như hắn vội vã trở về trước tiên có thể đi, không vội, bọn hắn có thể nếm qua cơm trưa cùng một chỗ trở về. Hứa Thuần Lương đương nhiên không vội, cũng không phải bởi vì hắn tận lực các loại Mai Như Tuyết cùng một chỗ, mà là hắn không muốn trở về lẫn vào kia sạp hàng lạn sự. Hứa Thuần Lương mặc dù không vội mà đi, nhưng Hồ Sơn Trấn đồn công an điện thoại lại đánh tới, gọi điện thoại là phụ trách Hoa Niên tập đoàn khảo sát tổ bị đánh một án cảnh sát, ngữ khí có chút nghiêm túc, để Hứa Thuần Lương mau chóng về Hồ Sơn Trấn đồn công an hiệp trợ điều tra. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết có cần có thể liên hệ bệnh viện bí thư Đàm Hải Yến, không nghĩ tới đối phương ngữ khí trở nên càng phát ra nghiêm khắc, để Hứa Thuần Lương thả thành thật một chút, lập tức quay lại phối hợp cảnh sát điều tra, bằng không hậu quả tự phụ. Hứa Thuần Lương trực tiếp cúp điện thoại, hiện tại đồn công an đều nghiêu bức như vậy sao? Tìm ta hiệp trợ điều tra, không phải liền là tìm ta hỗ trợ, tìm người hỗ trợ nào có cứng như vậy khí. Bất quá hắn cũng ý thức được người ta sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới hắn, bình thường loại tình huống này chính là hắn bị liệt là người hiềm nghi. Hứa Thuần Lương cảm giác chuyện này có chút buồn cười, may mắn Đổng Trường Hạo đám người kia bị đòn thời điểm mình không ở trên đảo, không phải rất có thể hoài nghi là mình đánh. Mình không ở tại chỗ chuyện này không thể nghi ngờ, đồn công an phá án nhân viên sẽ không liền đơn giản như vậy tình trạng đều không làm rõ ràng được, chẳng lẽ bọn hắn hoài nghi là mình tìm người đánh Hoa Niên người tập đoàn. Cái này não mạch kín để Hứa Thuần Lương đều không thể không bội phục. Ăn điểm tâm thời điểm Triệu Phi Dương gọi điện thoại tới, hỏi hắn vì cái gì không báo cáo khảo sát tổ bị đánh sự tình. Hứa Thuần Lương nói, ngài không phải cho ta hạ đạt nhiệm vụ trọng yếu hơn sao? Chúng ta còn tại huyện thành đâu, bệnh viện bên kia hiện tại là cảnh bí thư tọa trấn. Triệu Phi Dương thấp giọng nói, tiểu Hứa, khảo sát tổ sự tình với ngươi không quan hệ a? Hứa Thuần Lương nghe xong liền nổ, Triệu Viện, ngài có ý tứ gì a? Ta cần thiết hay không? Ta nếu là ra tay khẳng định không có khả năng nhẹ như vậy a. Xem ra không chỉ một người hoài nghi hắn, dù sao hắn có đánh Hoa Niên tập đoàn thái tử ra tiền khoa. Triệu Phi Dương thật sự là dở khóc dở cười, thở dài nói, tiểu Hứa, chuyện này ảnh hưởng không tốt, ngươi nhất định phải xử lý thích đáng, tuyệt đối không nên tổn thương song phương tình cảm. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện, ngài có phải hay không hoài nghi ta cùng chuyện này có quan hệ a? Ta làm sao có thể hoài nghi ngươi, hiện tại Hoa Niên nội bộ tập đoàn có âm thanh rất không hòa hài. Bọn hắn hoài nghi chúng ta bệnh viện tại tài sản ước định quá trình bên trong cố ý cản trở. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi lúc đầu ý tứ không phải liền là cản trở sao? Hiện tại lại sợ đắc tội Hoa Niên tập đoàn, ta cảm thấy chuyện này phàm là có chút đầu óc cũng sẽ không hướng bệnh viện chúng ta hoài nghi, ngay tại nói chuyện hợp tác đâu, đánh khảo hạch tổ mấy tên kia đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Khẳng định là có người nghĩ phá hư hai nhà hợp tác. Triệu Phi Dương đối Hứa Thuần Lương đầu óc thanh tỉnh biểu thị thưởng thức, kỳ thật hắn cũng là như thế cân nhắc, biết sau chuyện này, hắn tại trong đầu tướng đối thủ cạnh tranh liệt kê ra đến, nhưng rất nhanh lại bị hắn từng cái bài trừ, đồng hành không có làm như thế tất yếu, tất cả mọi người là bệnh viện công, ai đều khinh thường dùng dạng này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Bệnh viện nội bộ thanh âm phản đối rất nhiều, nhưng sách đã hiệu đính viện nhân viên hẳn là cũng sẽ không như thế làm. Triệu Phi Dương cho rằng khả năng nhất là Hoa Niên tập đoàn đắc tội người, lần này bạo lực sự kiện phía sau màn hắc thủ chính là Hoa Niên tập đoàn đối đầu. Nhưng là Hoa Niên tập đoàn cũng không nghĩ như vậy, bọn hắn nhận Trường Hưng có hiểm nghi, mà lại tập trung ở Hứa Thuần Dân cá nhân trên người, bởi vì Hứa Thuần Lương có bạo lực đánh người lịch sử, hắn liền Hoa Niên tập đoàn chủ tịch nhi tử bảo bối cũng dám đánh huống chi cái khác nhân viên. Mai Như Tuyết cũng nhận được thông báo, huyện lãnh đạo vì chuyện này chuyên môn tìm nàng nói chuyện. Chuyện này quan hệ đến Nguy Sơn đảo chỉnh thể hình tượng, nếu như xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến Nguy Sơn đảo tại rộng rãi nhà đầu tư trong lòng hình tượng, nếu như ngay cả nhà đầu tư cơ bản nhất an toàn đều không thể bảo hộ, người khác lại thế nào dám yên tâm đầu tư. Mai Như Tuyết hướng lãnh đạo làm ra cam đoan, sau khi trở về lập tức sẽ trọng điểm khai triển trị an chỉnh đốn công việc, chế tạo một cái bình an, ổn định, hài hòa doanh thương hoàn cảnh, để bách tính yên tâm. Để nhà đầu tư an tâm, loại này bạo lực sự kiện tuyệt sẽ không lần nữa phát sinh.
Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện sự tình ảnh hưởng đến Mai Như Tuyết tâm tình, trên đường trở về, điện thoại di động của nàng cũng vang lên không ngừng, trên cơ bản đều là liên quan tới chuyện này. Hứa Thuần Lương không có quấy rầy nàng, chờ nàng để điện thoại xuống, đưa cho nàng một bình nước thuận tiện giúp hắn vặn ra nắp bình, Hứa đại giáo chủ cũng học được chiếu cố người. Mai Như Tuyết một giọng nói tạ ơn, uống hết mấy ngụm nước, nhớ tới một sự kiện, đưa tay túi sách đưa cho hắn, bên trong là một kiện quần áo trong, đây là sáng hôm nay dành thời gian mua, lần trước cho Hứa Thuần Lương mua đến món kia áo sơ mi hôm qua dính máu. Hứa Thuần Lương nhìn một chút, còn có một cái mũ, cười nói, ta nghe nói nữ nhân đưa mũ cho nam nhân điểm xấu. Mai Như Tuyết nở nụ cười, người sự tình thật nhiều. Hứa Thuần Lương xuất ra mũ đội ở trên đầu, vẫn còn may không phải là lục sắc. Mai Như Tuyết nói, lục sắc có cái gì không tốt? Rất bảo vệ môi trường. Hứa Thuần Lương nói, vậy lần sau ta đưa ngươi. Mai Như Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, ta mới không muốn. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Nguy Sơn đảo bến tàu đã đang nhìn, Hứa Thuần Lương nói cho Mai Như Tuyết, xe đã tại bến tàu chờ, hỏi nàng có phải hay không muốn cùng đi. Hắn câu nói này hỏi được cũng không nhiều dư, chủ muốn cân nhắc đến Mai Như Tuyết thân phận, nàng có lẽ sẽ lo lắng người khác nói nhàn thoại. Mai Như Tuyết đối với cái này cũng không ngại, để hắn tiện đường đem mình đưa đến trấn chính phủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tàu thủy còn không có cập bờ, lái xe Trương Hải Đào ngay tại một bờ bên trên chờ, Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết không có cùng một chỗ xuống thuyền, Hứa Thuần Lương trước ra lên xe. Trương Hải Đào có chút hiếu kỳ hắn đeo cái mũ, đi qua giống như không phải cái này phong cách, nhưng là hắn cũng không dám hỏi. Mai Như Tuyết lúc này đi tới, Hứa Thuần Lương cố làm ra vẻ nói, Mai trấn trưởng, trùng hợp như vậy, người cũng ngồi lớp này thuyền. Mai Như Tuyết vừa tức giận vừa buồn cười, người này diễn kỹ còn có thể càng vụng về một chút sao. Trương Hải Đào lại xuẩn cũng có thể nhìn ra bọn hắn chính là đồng thời trở về, thật sự là càng che càng lộ. Mai Như Tuyết cố ý nói, Hứa viện trưởng hốc mắt quá cao, ta cùng ngươi chào hỏi, ngươi không có phản ứng ta. Hứa Thuần Lương nói, ngươi bao khỏa như thế chặt chẽ ta là thật không nhận ra được. Trương Hải Đào tâm nói các ngươi liền diễn đi, thật coi ta là hai đồ đần, ta cái gì đều hiểu ta chính là không nói đi theo Hứa Thuần Lương bên người, hắn cũng thay đổi thông minh. Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào tiện đường đem Mai Như Tuyết đưa đến trấn chính phủ đi. Trương Hải Đào mở cửa xe Mai Như Tuyết ngồi vào đi phát hiện trong xe quét dọn đến phi thường sạch sẽ. Hứa Thuần Lương đi phụ xe ngồi, trải qua vựa ve chai công trường thời điểm, phát hiện bên kia quả nhiên đổi cái nhìn rất nhiều, kiến trúc chung quanh rác rưởi tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, trên tường rào còn chuyên môn tiếp ống nước lợi dụng phun sương hút bụi. Mai Như Tuyết để Trương Hải Đào hơi ngừng một chút, dùng di động chụp mấy bức ảnh chụp, so sánh một chút chỉnh đốn và cải cách hiệu quả. Bọn hắn vừa đem Mai Như Tuyết đưa đến trấn chính phủ, bên này đồn công an điện thoại đã đến, hỏi Hứa Thuần Lương lúc nào tới. Bất quá lần này thái độ khách khí rất nhiều, chính là hy vọng Hứa Thuần Lương có thể phối hợp bọn hắn điều tra. Hứa Thuần Lương nói cho bọn hắn mình tại bệnh viện, nếu quả thật nghĩ điều tra tình huống liền đến bệnh viện tới. Kỳ thật Hồ Sơn trấn đồn công an tối hôm qua liền đến qua bệnh viện, khảo sát tổ mấy người bị đánh về sau tất cả đều bị đưa đến Nguy Sơn đảo bệnh viện. Trước mắt đang tiếp thụ trị liệu. Đàm Hải Yến đối với chuyện này phi thường trọng thị, chuyên môn cho khảo sát ước định tổ 5 người an bài điều kiện phòng bệnh tốt nhất, Hứa Thuần Lương trở lại bệnh viện không có lập tức đi thăm hỏi khảo sát tổ mấy người, mà là trước tìm Vương Hiểu Phong hiểu rõ một chút tình hình vết thương của bọn họ. Vương Hiểu Phong biểu thị 5 người thương thế đều không nặng, tương đối nghiêm trọng nhất cái kia hẳn là Đồng Trường Hạo, bị người hướng con mắt đánh hai quyền, nơi đó xưng là phong mắt chùy, đến thời điểm xưng đều nhìn không thấy đồ vật. Tất cả mọi người đã làm toàn diện kiểm tra, kết quả biểu hiện không có vấn đề gì. Kế toán Lý Kim Hà tới đưa giấy tờ, 5 người này đều không có giao nộp tiền thuốc men, trước mắt tất cả đều là bệnh viện ứng ra, tài vụ bên trên là có chế độ, nghĩ miễn phí nhất định phải người phụ trách ký tên. Hứa Thuần Lương nhìn một chút giấy tờ, 5 người kiểm tra phí tiền chữa bệnh chung vào một chỗ cũng có hơn 7.000 khối, căn cứ Trường Hưng tài vụ quy định, 5.000 khối tiền trở lên ký tên quyền chỉ có thể là Triệu Phi Dương. Cho nên vẫn là muốn trước xin phép một chút. Hứa Thuần Lương để Lý Kim Hà trước để ở chỗ này, quay đầu xin chỉ thị tổng bộ lại nói. Lúc này đồng chí của đồn công an cũng đến. Hôm nay là Hồ Sơn trấn đồn công an Lý Thành Ba tự thân xuất mã, chuyện này đã truyền đến trong huyện, Nguy Sơn huyện từ trên xuống dưới đối cái này khởi ẩu đả nhà đầu tư hành vi đều phi thường trọng thị,
biểu thị muốn không dễ dàng tha thứ, phải tất yếu tướng nghi phạm mau chóng truy nã quy án. Kỳ thật nếu như bị đánh đối tượng không phải Hoa Niên tập đoàn thi tế Bình Hỗ Tổ, sự tình cũng sẽ không náo như thế lớn. Lý Thành Ba cùng Hứa Thuần Lương đến là gặp qua bột, lúc là tại Ngư Thủy Tình phát sinh khí ga bạo tạc sự cố thời điểm, hai người đều tại nghĩ cách cứu viện hiện trường, nhưng là lẫn nhau cũng không thâm giao, lúc ấy Lý Thành Ba đối Hứa Thuần Lương cũng không có quá sâu ấn tượng. Cùng Lý Thành Ba cùng đi đến là chỉ đạo viên Triệu Hoành, bởi vì vụ án này tính đặc thù, từ bọn họ hai vị lãnh đạo tự mình đến bắt. Hứa Thuần Lương đứng dậy cùng bọn hắn nắm tay, Triệu Hoành liền là trước kia cùng Hứa Thuần Lương liên lạc qua vị kia, đối Hứa Thuần Lương không phối hợp công tác hành vi khá là thành kiến, lúc bắt tay nhìn không được nói đến ngồi châm chọc, gặp Hứa viện trưởng một mặt nhưng thật không dễ dàng. Hứa Thuần Lương cười nói, tìm hai ngày này đang bận bệnh viện quyền tài sản thay đổi sự tình, vẫn luôn tại trong huyện làm việc, đích thật là không thể phân thân. Triệu Hoành nghĩ thầm ngươi tại huyện thành không thể phân thân coi như xong. Ngươi trở về sau mời ngươi đi đồn công an ngươi cũng không đi, cuối cùng vẫn là chúng ta đến nhà, người trẻ tuổi quan không lớn giá đỡ cũng không nhỏ. Lý Thành Ba so Triệu Hoành khéo đưa đẩy rất nhiều, cười nói, Hứa viện trưởng cũng không dễ dàng mọi người muốn tương hỗ giải, trong công tác muốn tương hỗ ủng hộ. Hứa Thuần Lương hai người bọn họ phân chớ lấy một bình quân dân suối bài nước khoáng, Vương Kim Vũ cho hắn đưa không ít dương, hiện trong phòng của hắn thùng đựng nước cũng là cái này tấm bảng. Bất quá Hứa Thuần Lương lười nhác cho hai vị này bưng trà đổ nước. Thiên khai bắt đầu lạnh, ai cũng không có uống cái này lạnh như băng nước khoáng ý nghĩ. Lý Thành Ba nói, là như thế này, chuyện tối ngày hôm qua Hứa viện trưởng nghe nói a. Hứa Thuần Lương nói, chăm nghe không bằng một thấy, ta còn chưa kịp đi xem bọn hắn, bất quá nghe giường ngủ bác sĩ nói, bọn hắn đều là bị thương ngoài da, thương thế không nghiêm trọng lắm. Lý Thành Ba nói, thương thế hoàn toàn chính xác không nghiêm trọng. Nhưng là ảnh hưởng quá ác liệt. Hứa viện trưởng, Hoa Niên tập đoàn lần này tới là vì ước định nguy sơn đảo bệnh viện tài sản a. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Lý sở trưởng, các ngươi có vấn đề gì cứ hỏi. Lý Thành Ba nhìn Triệu Hoành một chút, ý là để hắn đặt câu hỏi, hai người một cái phụ trách hát mặt trắng một cái phụ trách hát mặt đỏ, đây cũng là thường quy tra hỏi xáo lộ. Triệu Hoành nói, Hứa Thuần Lương đồng chí, xin hỏi đêm qua 8:30. 9:30 trong lúc đó ngươi ở nơi nào? Hứa Thuần Lương nói, ta tại huyện thành. Huyện nào thành? Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta cảm giác ngươi thật giống như đang hoài nghi ta à? Triệu Hoành nói, xin trả lời vấn đề của ta, điểm này rất trọng yếu. Lý Thành Ba lo lắng đem bầu không khí làm cứng rắn, cười nói, Hứa viện trưởng không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là thông lệ tìm hiểu tình huống, không phải hoài nghi ngươi. Ta tại Nguy Sơn huyện thành. Chính phủ nhà khách một nhà tên là đội du kích thổ quán cơm ăn cơm. Cùng ai cùng một chỗ? Triệu Hoành tiếp tục hỏi. Hứa Thuần Lương nhíu mày, ngươi không phải muốn không ở tại chỗ chứng cứ sao? Ta đã không ở tại chỗ, ngươi quản ta với ai cùng một chỗ? Triệu Hoành đem bút vừa để xuống, bệnh nghề nghiệp lại phạm vào. Lý Thành Ba cười nói, là như thế này, dựa theo công việc của chúng ta chương trình là cần chứng minh. Hứa Thuần Lương nói sớm a. Tối hôm qua khoảng thời gian này, ta vừa vặn bị một cái trẻ con miệng còn hôi sữa tập kích, hắn dùng bình rượu nện ở ta trên ót, lúc ấy là công nông đồn công an xử lý, các ngươi nếu như không tin có thể liên hệ bọn hắn điều lấy ngay lúc đó xuất cảnh ghi chép. Lý Thành Ba cùng Triệu Hoành liếc mắt nhìn nhau, không có cái gì so với cảnh ghi chép càng đáng giá tin phục chứng cớ. Triệu Hoành đưa ra nhìn xem Hứa Thuần Lương vết thương, Hứa Thuần Lương tháo cái nón xuống cho hắn nhìn thoáng qua, Triệu Hoành cầm điện thoại di động lên đập một chương. Hứa Thuần Lương không vui, ta nói ngươi lễ phép sao? Đập ta trước đó có phải hay không muốn trước cùng ta thương lượng một chút? Lý Thành Ba nói, Hứa viện trưởng, ngài đừng nóng giận, là như thế này. Loại nào a? Ta tính đã nhìn ra, hai người các ngươi chính là hát đôi, một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ, được rồi, chớ cùng ta vòng vo, có lời gì trực tiếp hỏi. Lý Thành Ba nói. Nghe nói người trước đây không lâu tại Trường Hưng cùng một vị tên là Đường Thiên Nhất nam tử phát sinh qua xung đột có đúng hay không? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, có chuyện này, ta thay ngươi nói đi, Đường Thiên Nhất là Hoa Niên tập đoàn chủ tịch bất tranh khí nhi tử, ta cùng hắn tại Đông Châu một cái quầy rượu phát sinh xung đột, kết quả ta đem hắn đánh cho một trận, các ngươi sẽ không cho là ta chuyên chọn tuổi tác người tập đoàn ra tay à? Lý Thành Ba cười nói, thông lệ điều tra. Triệu Hoành nói. Hiện trường có người uy hiếp đồng trường Hạo thả thành thật một chút, còn nói Đường Thiên Nhất chính là hắn tấm gương. Hứa Thuần Lương nói,
hai vị thần thám, các ngươi có thể hay không suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là ta tìm người làm được, ta sẽ để cho hắn nói ngu xuẩn như vậy. Trường Hưng trước mắt đang cùng Hoa Niên tập đoàn nói chuyện hợp tác, đánh bọn hắn khẳng định là nghĩ phá hư lần này hợp tác, hai vị vẫn là trước tiên đem người gây ra họa cầm ra đến, chỉ cần bắt được bọn hắn, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết phía sau màn hắc thủ là ai. Lý Thành Ba nói, ngươi có phải hay không nói qua, muốn đem bọn hắn đánh răng rơi đầy đất. Hứa Thuần Lương kinh ngạc một chút, lập tức nghĩ khởi mình đích thật tại Trương Hải Tân trước mặt nói qua câu nói này, đoán chừng người này truyền cho khảo sát tổ, khảo sát tổ lại nói cho đồn công an, hiện tại có chút minh bạch vì cái gì đồn công an đem mình làm người hiểm nghi. Hứa Thuần Lương quả quyết phủ nhận, loại này đối với mình không có chỗ tốt sự tình đương nhiên không thể thừa nhận, có bản lĩnh để Trương Hải Tân tới đối chất. Triệu Hoành để Hứa Thuần Lương tại ghi chép bên trên ký tên, Hứa Thuần Lương cho hắn ký cái con run một dạng lối viết thảo. Triệu Hoành chừng to mắt sửng sốt nhận không ra phía trên có Hứa Thuần Lương ba chữ bên trong bất kỳ một cái nào, cho là hắn là tại qua loa mình, vốn muốn cho hắn một lần nữa viết một lần, nhưng Lý Thành Ba cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là không sai biệt lắm liền được. Lý Thành Ba cùng Triệu Hoành trở lại trong xe cảnh sát, Triệu Hoành ngẩng đầu hướng phòng bệnh lâu nhìn thoáng qua nói, tiểu tử này đủ khó làm. Lý Thành Ba nhóm lửa một điếu thuốc nói, người thấy thế nào? Triệu Hoành nói, hẳn không phải là hắn nói rất có đạo lý, mà lại hắn có không ở tại chỗ chứng cứ. Lý Thành Ba nói, trước tiên đem hắn cung cấp sự tình chứng thực, ta luôn cảm thấy tiểu tử này có vấn đề. Hắn cùng công nông đồn công an sở trưởng vừa lúc là lão bằng hữu, trực tiếp gọi điện thoại tới, một lát sau yên lặng đã cúp điện thoại. Triệu Hoành nói, hắn nói đến sự tình có phải thật vậy hay không? Lý Thành Ba nhẹ gật đầu. Triệu Hoành nói, tiếp lấy cha. Lý Thành Ba lắc đầu. Được rồi, hắn hẳn là không có vấn đề gì. Triệu Hoành ngạc nhiên nhìn qua Lý Thành Ba, Lý Thành Ba hít một hơi thuốc lá, đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, chuyện này không có cách nào giải thích, hắn cũng không thể nói cho Triệu Hoành tối hôm qua Hứa Thuần Lương xảy ra chuyện thời điểm cùng Mai Trấn Trưởng cùng một chỗ. Hứa Thuần Lương vẫn là đi thăm mấy vị bị đánh thằng xui xẻo, nhìn thấy Đồng Trường Hạo dáng vẻ, hắn kém chút không có đình chỉ bật cười, bị đánh quá thảm rồi, đoán chừng hắn cha ruột mẹ ruột cũng không nhận ra. Hứa Thuần Lương rất nhanh liền phát hiện mấy người nhìn mình ánh mắt cũng không quá thân mật, hắn đối địch ý phi thường mẫn cảm, liên tưởng tới đồn công an vừa rồi đến nhà đến thăm sự tình, đoán chừng bọn hắn cho rằng chuyện bị đánh cùng mình có quan hệ, cũng hoài nghi đến trên người mình. Đàm Hải Yến cùng hắn cùng đi đến, vào cửa sau đem trong tay một bó hoa buông xuống. Đồng Trường Hạo từ con mắt trong khe nhìn lấy bọn hắn đã lớn như vậy đều không có chịu qua đánh đập. Ngẫm lại nơi này năm đó là đường sắt đội du kích bỏ xe lửa đuổi tà ma tử địa phương, dân chúng địa phương hoàn toàn chính xác biêu hãn, đông doanh quỷ tử đều bị đánh tè ra quần chớ nói chi là bọn hắn. Hứa Thuần Lương giả tinh trả trách, Đồng tiên sinh, ai đem ngươi đánh thành cái dạng này, ta đều không nhận ra được. Mấy tên khảo sát tổ thành viên trong lòng đồng thanh giận mắng, người này coi như người sao. Chúng ta đều thảm thành bộ dáng này, hắn thế mà còn cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Thuần Lương liền che giấu đều không mang theo che giấu, khóe môi rõ ràng mang theo hiểu ý ý cười. Đàm Hải Yến đều thay hắn xấu hổ, dù sao cũng là người trẻ tuổi, loại thời điểm này không thể cười, mặc dù bọn họ đích xác rất chật vật thật buồn cười, nhìn ta nhiều giỏi về ẩn tàng, ta liền lộ ra phi thường khổ sở, đây là tối thiểu nhất lễ phép. Đồng Trường Hạo ý vị thâm trường nói, có thể là tìm nhóm xúc phạm có ít người lợi ích, bọn hắn đối với chúng ta bất mãn đi. Hứa Thuần Lương nói, cho nên nói làm người nhất định phải cẩn thận không biết lúc nào liền đắc tội người, bất quá các ngươi năm người sức chiến đấu cũng quá kém đi, ta nghe nói đối phương cũng chỉ có 5 người, tại nhân số bằng nhau tình huống dưới làm sao lại bị người ta đánh thành cái dạng này. Đồng Trường Hạo nói, bọn hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại có chuẩn bị mà đến. Hứa Thuần Lương nói, đừng giải thích, các ngươi thiếu khuyết kinh nghiệm, tại chiến đấu lực không bằng tình huống của người khác dưới, các ngươi 5 người nên bắt lấy trong đó một cái đánh cho đến chết. 5 cái đánh 5 cái không được, 5 cái đánh 1 cái được rồi đi. Chỉ cần bắt được 1 cái, chiếu chết bên trong đánh, tuyệt không buông tha. Đồn công an liền có thể giúp các ngươi tìm tới những người khác, hiện tại tốt, 5 cái tất cả đều chạy, 1 cái không có nắm lấy, trận đánh này làm không tốt liền bạch ai. Đồng Trường Hạo tức giận nói, phương diện đánh nhau hoàn toàn chính xác không bằng ngươi có kinh nghiệm. Hứa Thuần Lương nói, lúc trước ta nói qua các ngươi tốt nhất ở tại bệnh viện, không muốn chạy loạn khắp nơi a. Hiện tại chứng minh ta đều là đúng, bất quá các ngươi cũng đừng khổ sở, ngã một lần khôn hơn một chút,
về sau hẳn là sẽ không phát sinh chuyện giống vậy. Đồng Trường Hạo nói, Hứa viện trưởng hôm qua tại huyện thành A. Hứa Thuần Lương nghe hắn hỏi lên như vậy liền hiểu, Trương Hải Tân hướng Đồng Trường Hạo khẳng định đem tình huống hướng Đồng Trường Hạo tiến hành báo cáo. Hắn cười nói, các ngươi cũng đi đi, ta đang làm việc bộ môn xem lại các ngươi, lúc ấy cách khá xa, không có cùng các ngươi chào hỏi. Đồng Trường Hạo nói, cho nên nói thế giới này quá nhỏ, không có chân chính bí mật có thể nói. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi vẫn là quyết định ta tìm người đánh ngươi, yêu nghĩ như thế nào, nếu như một mực nghĩ như vậy, chưa chừng ta ngày nào thật tìm người đánh ngươi một trầu. Lão tử bản địa lại không phải là không có đồng lõa, Trương Hải Đào bây giờ bị ta thuần hóa đến có thể, ta để hắn cắn người thời điểm, hắn tuyệt sẽ không mập mờ. Đồng Trường Hạo nói, Nguy Sơn Đảo hoàn cảnh đầu tư quá ác liệt, ta sẽ đem nơi này gặp phải tình huống chi tiết ghi vào báo cáo. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy còn có thể a, dù sao ta tới đây lâu như vậy liền không có gặp được loại sự tình này, Đồng tiên sinh cẩn thận hồi tưởng một chút, người đi qua có phải hay không đắc tội người nào. Đồng Trường Hạo độ cao hoài nghi chuyện này cùng hắn có quan hệ, gặp hắn cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, trong lòng không hiểu bực bội, rơi ra lệnh đuổi khách, biểu thị mình muốn nghỉ ngơi, liền không bồi hắn hàn huyên. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, từ trong túi móc ra tấm kia thiếu phí giấy thông báo, đưa cho Đồng Trường Hạo, công là công tư là tư, không phải nói ngươi tại Nguy Sơn đảo chịu đánh, chúng ta liền phải cho ngươi miễn trừ kiểm tra tiền chữa bệnh, ta lại không đánh ngươi, bằng cái gì gánh chịu bút chướng này. Đồng Trường Hạo nhìn thấy thiếu phí giấy thông báo càng là tức giận đến không được, cuối cùng là Triệu Phi Dương ý tứ vẫn là chính hắn ý tứ, cũng không phải quan tâm chút tiền ấy, bọn hắn đều bị đánh thành dạng này, người này còn tới thúc giao nộp, còn có hay không điểm đạo đãi khách. Mấy cái người hiềm nghi tại ngày thứ hai buổi chiều chủ động đi đồn công an đầu thú, bọn hắn không phải người địa phương, là đến Nguy Sơn đảo làm con cua buôn bán, sở dĩ đánh Đồng Trường Hạo bọn hắn, là bởi vì uống nhiều quá. Đồn công an điều tra một chút tình huống, song phương tại tứ chi xung đột quá trình bên trong, Đồng Trường Hạo một phương cũng không có bị động bị đánh, bọn hắn cũng phản kích, tại dưới tình huống đó, rất khó khống chế lại cảm xúc từ đầu đến cuối bị động bị đánh, cho nên chuyện này tính chất công bình nói nên là đánh lộn. Bởi vì không phải Nguy Sơn đảo người địa phương, trấn lãnh đạo cũng nhẹ nhàng thở ra, đối với chuyện này Nguy Sơn đảo mới là người bị hại, người bên ngoài đánh người bên ngoài, kém chút tính tại bọn hắn người địa phương trên đầu. Trong huyện tiếp vào báo cáo của bọn hắn về sau, lãnh đạo để bọn hắn tự hành xử lý. Bí thư Khổng Tường Sinh đem chuyện này giao cho Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết tại chuyện này xử lý bên trên phi thường cẩn thận, đem nhân viên tương quan mời đến trấn chính phủ mở cái tiểu hội. Đương nhiên sẽ không bỏ qua Khổng Tường Sinh, người thân là bí thư muốn trốn tránh trách nhiệm, môn đều không có. Khổng Tường Sinh cuối cùng không thể tránh thoát đi, trong lòng hơi chút suy nghĩ, liền an bài văn phòng mời Nguy Sơn đảo bệnh viện lãnh đạo dự thính hội nghị, lý do là bọn hắn là sự kiện tương quan phương. Hứa Thuần Lương vui vẻ đáp ứng lời mời, hắn đi vào hội trường thời điểm, đồn công an sở trưởng Lý Thành Ba cùng chỉ đạo viên Triệu Hoành đã đến, bởi vì rửa sạch Hứa Thuần Lương hiềm nghi. Lý Thành Ba đối với hắn phá lệ nhiệt tình, Hứa viện trưởng, tới a, ngồi. Hứa Thuần Lương cười cười, đi vào Lý Thành Ba ngồi xuống bên người, hai vị hiệu suất có thể a, nhanh như vậy liền đem nghi phạm bắt được. Triệu Hoành trước đây còn hoài nghi tới hắn, hiện tại cảm thấy có chút xấu hổ, cười nói, nhất định phải nhanh chóng trả lại ngươi một cái trong sạch a. Kỳ thật những người kia là tự thú. Hứa Thuần Lương nói, thanh giả tự thanh, không dùng xong. Ba người đều nở nụ cười, lãnh đạo còn chưa tới, Lý Thành Ba như chút được gánh nặng nói, may mắn không phải chúng ta người địa phương đánh, không phải chuyện này ảnh hưởng liền lớn. Triệu Hoành phàn nàn nói, người nói đám này người bên ngoài có thể hay không ác. Đi vào chúng ta Nguy Sơn đảo gây chuyện, còn hướng chúng ta dân bản xứ trên thân chụp mũ, sự tình mặc dù tra rõ, nhưng trong huyện để chúng ta chỉ an chỉnh đốn và cải cách, tháng này đừng nghĩ thanh tĩnh. Lý Thành Ba nói, cũng là chuyện tốt mượn lần này chỉnh đốn và cải cách hành động đem xã hội tập tục mới hảo hảo chỉnh lý chỉnh lý. Lúc nói chuyện tổng hợp chấp pháp xử lý chủ nhiệm Hoàng Dũng cũng đến, hắn cũng bị điểm danh có mặt, mọi người đều là người quen, Hoàng Dũng cười nói, lần này có bận rộn, các ngươi đồn công an làm chủ, chúng ta hỗ trợ cổ vũ. Lý Thành Ba nói, chớ vội đem chính người hái ra ngoài, lần này ai cũng chạy không thoát. Ban xử chủ nhiệm Lý Ngọc Lượng cũng tới. Hắn đồng thời còn kiêm nhiệm xã hội quản lý chủ nhiệm phòng làm việc, bình thường phụ trách trị an xã hội tổng hợp quản lý, bình an kiến thiết, duy ổn các loại công việc.
Cùng hắn cùng đi đến còn có tài chính kinh tế chủ nhiệm phòng làm việc Lưu Chí Vĩ, tuyên truyền khoa trưởng Trương Nhất Bản. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm giác mình có chút hơi thừa, các người đây rõ ràng là nội bộ hội nghị A. Đồn công an sở trưởng Lý Thành Ba nói, mấu chốt còn phải là ngươi, nhất định phải các ngươi ra mặt trấn an Hoa Niên khảo sát đoàn, đem chuyện này chỉnh thể ảnh hưởng cho đè xuống A. Trưởng trấn Mai Như Tuyết cùng bí thư Khổng Tường Sinh cùng đi vào phòng họp. Mai Như Tuyết biết đem Hứa Thuần Lương gọi tới là Khổng Tường Sinh ý tứ, Khổng Tường Sinh đối Hứa Thuần Lương một mực ôm có thành kiến, đoán chừng lần này cũng cất gõ hắn ý nghĩ, dù sao Đồng Trường Hạo một nhóm là đến khảo sát bọn hắn bệnh viện, có thể nói là bọn hắn cho Hồ Sơn Trấn mang đến phiền phức. Mọi người ngồi xuống về sau, Mai Như Tuyết phụ trách chủ trì lần này hội nghị, nàng để đồn công an trước làm tình tiết vụ án nói rõ. Sở trưởng Lý Thành Ba đem chuyện này trải qua từ đầu tới đuôi nói một lần. Mọi người trong tay đều có cái nhỏ laptop, rất nhiều người làm bộ ghi chép. Hứa Thuần Lương không có hắn hôm nay tới thuộc về được mời, không cần thiết cố làm ra vẻ diễn cho bọn hắn nhìn. Lý Thành Ba giảng xong sau, Mai Như Tuyết nói, Triệu chỉ đạo viên còn có hay không cái gì bổ sung. Triệu Hoành biểu thị không có cái gì có thể bổ sung, Lý sở trưởng nói đến chính là tình huống thực tế. Mai Như Tuyết trước hết mời Khổng Tường Sinh bí thư nói chuyện cái nhìn. Khổng Tường Sinh biết nàng là mặt ngoài đối với mình tôn kính, trên thực tế trước tiên đem cước thứ nhất cầu truyền cho mình, hắn mở ra sẽ trước đó liền chuẩn bị kỹ càng. Khổng Tường Sinh nói, đối với sự kiện lần này, chúng ta nhất định phải nghiêm túc xử lý, tự trọng xử lý, lợi dụng cơ hội lần này, trấn nhiếp những cái kia tiềm ẩn phần tử ngoài vòng luật pháp, thôi động kiến thiết bình an, ổn định hài hòa Nguy Sơn đảo, muốn để tất cả nhà đầu tư cảm thấy an toàn, muốn tăng lên bọn hắn đối với chúng ta Hồ Sơn trấn chính phủ lòng tin. Trong huyện các vị lãnh đạo đối với chuyện này độ cao chú ý, chúng ta phải tất yếu xử lý tốt chuyện này, tiêu trừ cái này khởi sự kiện mang tới ảnh hưởng xấu. Khổng Tường Sinh ánh mắt nhìn về phía Hứa Thuần Lương đồng chí, trấn an người bị hại cảm xúc sự tình ngươi không thể đổ cho người khác a. Hứa Thuần Lương bỗng nhiên tới một câu, tại sao muốn trấn an? Tất cả mọi người sửng sốt, Hoa Niên tập đoàn khảo sát tổ không phải là vì đầu tư Trường Hưng bệnh viện mới tới sao? Là khách nhân của ngươi ngươi đương nhiên muốn trấn an. Khổng Tường Sinh cười tủm tỉm nói, nếu như bởi vì là chuyện lần này dẫn đến Hoa Niên tập đoàn đối bệnh viện các ngươi bất mãn, dẫn đến hợp tác đàm phán vỡ tan, đến lúc đó ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này là không phải ngốc, đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ, chúng ta một đám người tụ ở chỗ này họp, còn không phải là vì giúp Trường Hưng giải quyết vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, Khổng Bí Thư, ta đối với ngươi nói lên biện pháp giải quyết không phải quá tán đồng. Mai Như Tuyết có chút muốn cười, Khổng Tường Sinh thật sự là không nhớ lâu, tại sao muốn bắt hắn cho mời đến, lúc đầu lần này hội nghị là trấn quản lý ban tử nội bộ hội nghị, để Hứa Thuần Lương tham gia đã vô đạo lý cũng không có ý nghĩa, Khổng Tường Sinh hẳn là muốn mượn cơ hội gõ Hứa Thuần Lương, nhưng là hắn đối tự thân năng lực giống như khuyết thiếu chính xác nhận biết, đối Hứa Thuần Lương năng lực lại khiếm khuyết đầy đủ nhận biết. Khổng Tường Sinh nói, chẳng lẽ giúp trợ khách nhân của các ngươi đòi lại công đạo còn sai rồi? Hứa Thuần Lương nói, 10 phần sai a. Khổng Tường Sinh mặt đều tái rồi, tiểu tử này là cái quái gì, ta nói chuyện ngươi liền phản đối, ta nói cái gì đều là sai, ngươi chính là cố ý cùng ta chống đối. Mai Như Tuyết nói, Hứa viện trưởng, ta cảm thấy Khổng bí thư ý kiến là vì tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều, cũng là vì nhà đầu tư lợi ích cân nhắc, giống như không có gì sai a. Tất cả mọi người nghe rõ Mai Như Tuyết dùng giống như cái từ này, mặt ngoài là khẳng định Khổng Tường Sinh chủ ý, nhưng trên thực tế cũng ẩn giấu đi phủ định ý tứ. Hứa Thuần Lương nói, pháp luật trước mặt người người bình đẳng, ai cũng không thể làm đặc thù hóa, nếu như bởi vì Hoa Niên tập đoàn là phía đầu tư mà chiếu cố bọn hắn, liền không có công bằng có thể nói, vừa rồi Lý sở trưởng tình tiết vụ án trần thuật ta cẩn thận nghe, song phương là say rượu đánh lộn, ta nói không sai chứ. Hắn hướng Lý Thành Ba nhìn lại. Lý Thành Ba nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, nếu là đánh lộn, đó chính là song phương đều có trách nhiệm, mặc dù Hoa Niên tập đoàn khả năng cùng Trường Hưng hợp tác, nhưng là ta cũng không thể hướng lấy bọn hắn nói chuyện. Cá nhân ta cho rằng, chuyện này nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, chỉ có theo lẽ công bằng làm, theo nếp làm, người khác mới nói không nên lời nhàn thoại. Ở đây không ít người đều gật đầu biểu thị đồng ý, Hứa Thuần Lương làm như vậy không phải bang lý bất bang thân a. Lý Thành Ba nghĩ thầm, khó trách khảo sát tổ bị đánh sau cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là Hứa Thuần Lương, con hàng này cùng khảo sát tổ khẳng định có mâu thuẫn, đánh lấy công bằng cờ hiệu quân pháp bất vị thân.
Hứa Thuần Lương nói, ta không phải trấn chính phủ thành viên, ta nói đến câu nói này khả năng có chút vượt quyền, ta cho rằng trước mắt công việc nên lấy tiêu trừ mặt trái công là chủ, đem chuyện này chân tướng hướng xã hội công bố, không thể để cho cái này khởi đánh lộn sự kiện ảnh hưởng tới Hồ Sơn trấn hình tượng, rõ ràng cùng Nguy Sơn đảo không quan hệ, dựa vào cái gì để Nguy Sơn đảo cõng nổi các ngươi nói có đúng hay không. Hoàng Dũng trước đây đã đứng sai một lần đội, lần này tuyệt sẽ không bỏ qua cái này một lần nữa đứng đội cơ hội. Hắn cái thứ nhất đứng ra biểu thị tán đồng, ta đồng ý Hứa chủ nhiệm ý nghĩ, sự tình nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, cơ quan chấp pháp liền phải công bằng công chính, không thể bởi vì Hoa Niên tập đoàn đầu tư nhiều tiền liền về mặt tình cảm khuynh hướng bọn hắn, sợ đắc tội bọn hắn, nếu như lần này cùng bọn hắn phát sinh xung đột không phải một bang thủy sản con buôn, mà là Đại Hằng loại này nhà đầu tư đâu. Khổng Tường Sinh âm thầm cắn răng, Hoàng Dũng a Hoàng Dũng, phản ngươi lại dám cùng tiểu tử này cùng một chỗ bố trí ta. Mai Như Tuyết mỉm cười nói, vẫn là nghe một chút Lý sở trưởng ý kiến. Lý Thành Ba nói, ta không có gì ý kiến, nên nói tất cả mọi người nói xong, cái này khởi tranh chấp chúng ta khẳng định phải dựa theo công bằng công chính nguyên tắc xử lý, không phải chúng ta cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Mai Như Tuyết nói, đã dạng này, sự tình liền mau chóng xử lý, kết án về sau lập tức tướng chân tướng hướng xã hội công bố, Nguy Sơn đảo người tuyệt không vì người khác sai lầm cõng nồi. Nàng lại trưng cầu một chút Khổng Tường Sinh ý kiến, Khổng Bí Thư cảm thấy xử lý như vậy thế nào? Khổng Tường Sinh trong lòng tự nhủ ngươi cũng xử lý xong còn hỏi ta. Hắn cũng nhìn xuất hiện tại hướng gió đã càng ngày càng không đúng, mọi người đối với hắn cái này Bí Thư càng ngày càng không thèm chịu nể mặt mũi, Mai Như Tuyết có hậu đài a mình đừng nói cùng với nàng đấu, đến bây giờ đều không có điều tra rõ nàng hậu trường là ai. Khổng Tường Sinh cố ý nói, Thuần Lương đồng chí. Ngươi không sợ dạng này kết quả xử lý đắc tội nhà đầu tư. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, ta nghe người ta nói qua một câu nói như vậy, có thể bị đoạt đi tình yêu đều không là tình yêu chân chính, đầu tư cũng giống như vậy, Hoa Niên tập đoàn nếu như bởi vì việc này liền từ bỏ đối Trường Hưng đầu tư, vậy liền chứng minh bọn hắn vốn là khiếm khuyết thành ý, đối với một cái không có thành ý người hợp tác lại có gì có thể lưu luyến. Tất cả mọi người ở đây đều là trong lòng sáng lên, Hứa Thuần Lương tiểu tử này nhìn hỗn bất lật, vừa ý nghĩ rộng thoáng đây. Khổng Tường Sinh ý vị thâm trường nói, khi nhìn các ngươi Triệu viện trưởng cũng cùng ngươi là giống nhau ý nghĩ. Triệu Phi Dương cùng Đoạn Viễn Hồng ở giữa bầu không khí lần thứ nhất trở nên khẩn trương như vậy, Đoạn Viễn Hồng đã biết được Hồ Sơn trấn đồn công an cuối cùng kết quả xử lý, sự kiện lần này cuối cùng bị định tính là song phương đánh lộn. Căn cứ quy định tương quan, không cấu thành vết thương nhẹ, bình thường không lấy phạm tội luận xử, nhưng là trái với trị an quản lý pháp quy. Công an cơ quan có thể cân nhắc tình giúp cho răn dậy, tiền phạt thậm chí trị an câu lưu 15 ngày trong vòng. Đồng Trường Hạo bên này mặc dù nhìn nghiêm trọng, nhưng đều là bị thương ngoài da, đối phương tham dự đánh lộn người bên trong, có một người xương mũi lần, hắn một mực chắc chắn là Đồng Trường Hạo đánh. Đồng Trường Hạo mặc dù không thừa nhận, thế nhưng tìm không thấy rửa sạch mình chứng cứ, phía bên mình người làm chứng cho hắn, nhưng đối phương người bên kia cũng có thể làm chứng chính là hắn đánh cho. Nếu như song phương chân lý bàn về đến nhưng Đồng Trường Hạo càng phiền toái một chút, đồn công an đề nghị bọn hắn tốt nhất vẫn là tương hỗ thông cảm. Trải qua cân đối, đám kia thủy sản con buôn gánh chịu khảo sát tổ bên này trị liệu kiểm tra phí, song phương ký kết thông cảm sách. Đoạn Viễn Hồng cho rằng chuyện này phía sau khẳng định có văn chương, lập tức triệu hồi khảo hạch ước định tổ, hôm nay tới gặp Triệu Phi Dương là đặc địa hướng hắn cáo từ. Triệu Phi Dương nghe nói hắn bên trong gãy mất khảo hạch ước định. Hiện tại liền trở về Nam Giang, lập tức minh bạch Nguy Sơn đảo sự tình chọc giận tới Đoạn Viễn Hồng. Đoạn Viễn Hồng tại còn chưa hoàn thành tài sản ước định tình trạng hạ chọn rời đi, chính là muốn cho thấy thái độ. Triệu Phi Dương cũng không giữ lại, chỉ là tượng trưng thăm hỏi một chút khảo sát tổ thành viên tình trạng. Đoạn Viễn Hồng cảm thán nói, lúc đầu ta không muốn sớm như vậy trở về, thế nhưng là Đường Tổng tức giận phi thường, để ta lập tức trở lại giải thích. Triệu Phi Dương cũng không tin hắn. Đường Kinh Vĩ đến tột cùng là thái độ gì còn khó nói, lúc trước con của hắn bị Hứa Thuần Lương đâm tổn thương nằm viện, đều không có cho thấy thái độ, lại càng không cần phải nói những này phổ thông nhân viên, mà lại hiện tại đã chứng minh khảo sát tổ bị đánh cùng Trường Hưng không quan hệ, chẳng lẽ cũng muốn tướng khoản nợ này tính tại bọn hắn trên đầu. Triệu Phi Dương tin tưởng Đường Kinh Vĩ không sẽ như thế hồ đồ, Đoạn Viễn Hồng cũng sẽ không, hẳn là chỉ là lợi dụng lần này cơ hội hướng mình tạo áp lực thôi. Triệu Phi Dương nói, loại chuyện này ai cũng không muốn phát sinh, là chúng ta quá sơ sót. Đoạn Viễn Hồng nói, Đông Châu Dân Phong thật sự là biêu hãn a,
trước đây Đường thiếu tại Đông Châu bị đâm tổn thương, ta còn tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên, nghĩ không ra lúc này mới không có qua mấy ngày lại phát sinh bạo lực như vậy sự kiện, Đông Châu hoàn cảnh đầu tư đáng lo a. Đoạn Viễn Hồng lặng lẽ đánh giá Triệu Phi Dương, không tin hắn không có chút nào khẩn trương, Trường Hưng nếu như đã mất đi Hoa Niên tập đoàn đầu tư, như vậy Triệu Phi Dương kế hoạch lớn đại kế chỉ có thể trở thành bọt nước. Triệu Phi Dương nói, Đoàn Tổng nhìn vấn đề không thể quá phiến diện a. Mặc dù hai chuyện đều cùng Hoa Niên tập đoàn có quan hệ, nhưng là cũng không có nghĩa là Đông Châu trị an không tốt. Căn cứ điều tra, Đông Châu ở trong nước an toàn nhất thành thị xếp hạng bên trong, danh liệt thứ 5, thứ hạng này thế nhưng là tương đương quyền uy a. Đoạn Viễn Hồng nói, như thế nói đến phát sinh ở Hoa Niên tập đoàn trên người bạo lực sự kiện liền không phải ngẫu nhiên, hiện đang hồi tưởng lại tới xác thực có chút kỳ quái, hai lần sự tình đều cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ. Triệu Phi Dương cười nói, Nguy Sơn đảo sự tình không phải cảnh sát đã công bố tình tiết vụ án sao? Là thủy sản con buôn cùng khảo sát tổ ở giữa say rượu đánh lộn, cùng Hứa Thuần Lương không có quan hệ. Đoạn Viễn Hồng nói, Triệu Viện chỉ sợ không biết Hứa Thuần Lương đang khảo sát ước định tổ qua bên kia về sau, mấy lần uy hiếp bọn hắn sự tình a. Triệu Phi Dương nói, ta chưa nghe nói qua, ấn lý thuyết Hứa Thuần Lương cũng sẽ không như thế làm. Đoạn Viễn Hồng nói, hy vọng như thế đi, ta đi về trước, hy vọng Đường Tổng không lại bởi vì những chuyện này mà thay đổi dự tính ban đầu. Triệu Phi Dương nói, ta tại Đông Châu, lặng chờ tin lành. Đoạn Viễn Hồng phát hiện Triệu Phi Dương đối hợp tác sự tình trở nên không giống quá khứ nữa như vậy tích cực, việc này không giống bình thường, chẳng lẽ Triệu Phi Dương vừa tìm được mới đầu tư. Lời đồn đã bắt đầu lan tràn, rất nhiều người cũng bắt đầu truyền ngôn Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn đàm phán vỡ tan tin tức. Vừa đúng lúc này, Trường Hưng ban bố liên quan tới tại Nguy Sơn đảo đầu tư khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện tin tức, ngay tại bàn bạc người hợp tác cũng không phải là Hoa Niên tập đoàn, mà là Hiền Hồng tập đoàn. Hiền Hồng tập đoàn mặc dù thực lực không cách nào cùng Hoa Niên đánh đồng, nhưng là tại Nguy Sơn huyện nơi đó cũng là một cái nổi tiếng minh tinh xí nghiệp. Đoạn Viễn Hồng sau khi đi một tuần lễ, Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn ở giữa liên hệ đột nhiên dừng lại. Triệu Phi Dương hiện tại đã rất ít nhắc lên bệnh viện công cải cách kế hoạch, lại thường xuyên nói tới hắn cùng Đông Nghiễm Sinh gặp mặt, hắn cùng Hiền Hồng nông trường hợp tác mục đích. Đây là một trận lặng yên không tiếng động đánh cờ. Hoa Niên tập đoàn cực Trường Hưng tìm không thấy lớn như vậy đầu tư, mà Trường Hưng một phương cực phải là Hoa Niên tập đoàn đã tiến vào phát triển bình cảnh, nếu như không tại lớn khỏe mạnh bên trên có tư cách, bọn hắn liền sẽ lâm vào tử cục. Song phương đều khát vọng phá cục, song phương cũng đều biểu hiện ra đầy đủ tính nhẫn nại, đến song phương đánh cờ mấu chốt giai đoạn, ai trước yếu thế ai trong tương lai trong hợp tác liền sẽ ở bị động. Hoa Niên tập đoàn cứ việc tạm thời bỏ dở cùng Trường Hưng liên lạc, nhưng là bọn hắn cũng không đình chỉ cùng Đông Châu thị lãnh đạo liên hệ. Đông Châu người đứng đầu tiến về Nam Giang họp trong lúc đó còn đặc địa tiến về Hoa Niên tập đoàn tổng bộ tham quan, việc này bên trên Đông Châu Nhật báo trang đầu đề. Trường Hưng bên này cũng phát sinh mới tình trạng, Đại Hằng tập đoàn Hoa Đông khu người phụ trách Trương Hằng Dương tiến về Trường Hưng bái phỏng Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương tại trong phòng làm việc của mình tiếp kiến Trương Hằng Dương, mặc dù hắn cùng Trương Hằng Dương chưa từng gặp mặt, nhưng là trước kia Đại Hằng tập đoàn để mắt tới Nguy Sơn đảo bệnh viện mảnh đất kia, ý đồ cầm xuống, cho Trường Hưng cũng chế tạo không ít phiền phức, cuối cùng bọn hắn ý đồ cũng không thành công, lấy Trường Hưng thắng lợi chấm dứt. Trương Hằng Dương này tới là nói chuyện hợp tác, hắn cùng Triệu Phi Dương đồng niên, hai người tại khách khí một phen về sau, Trương Hằng Dương trực tiếp cắt vào chính đề, Triệu viện trưởng, ta hôm nay đến Trường Hưng là muốn nói chuyện Nguy Sơn đảo bệnh viện cánh đồng. Triệu Phi Dương cười nói, Trương Tổng vẫn là đối với chúng ta phân viện có ý tưởng a. Hai người đều nở nụ cười, Trương Hằng Dương gật đầu nói, Triệu viện trưởng nhìn xa trông rộng, cầm xuống Nguy Sơn đảo tốt nhất một mảnh đất a. Triệu Phi Dương có chút hổ thẹn, mảnh đất này cũng không phải là hắn cầm xuống, mà là Cố Hậu Nghĩa niên đại đánh nhịp định án, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, hắn chỉ là kế thừa Cố Hậu Nghĩa chính trị di sản. Trương Hằng Dương nói, kỳ thật chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận một chút khả năng hợp tác. Triệu Phi Dương mỉm cười nói, theo ta được biết Đại Hằng tập đoàn tựa như là làm địa sản hạng mục, làm sao cũng đối khỏe mạnh sản nghiệp cũng có hứng thú. Trương Hằng Dương nói, Đại Hằng tập đoàn một mực tận sức tại tính tổng hợp phát triển, các loại lĩnh vực đều có liên quan đến, vì công ty lâu dài kéo dài phát triển, chúng ta thương nghiệp bố cục liên quan đến địa sản, tài chính, ô tô, điện thoại. Hắn dừng lại một chút, mới nói, ở trong đó bao quát dưỡng lão địa sản. Triệu Phi Dương nhắc nhở hắn khỏe mạnh chữa bệnh dưỡng lão cùng dưỡng lão địa sản là hai cái khái niệm khác nhau.
Trương Hằng Dương cười ha ha, thương nghiệp mục đích cuối cùng nhất vẫn là phải lợi nhuận. Triệu Phi Dương nói, Trường Hưng là công hữu chế bệnh viện, chúng ta truy cầu đến không chỉ là kinh tế hiệu quả và lợi ích, còn có xã hội hiệu quả và lợi ích. Không có kinh tế hiệu quả và lợi ích ở đâu ra xã hội hiệu quả và lợi ích. Nếu như mình đều ăn không đủ no, cái nào có dư thừa lương thực đi trợ giúp người khác. Trương Hằng Dương không khách khí chút nào vạch trần Triệu Phi Dương là tài hot như khiếu, Trường Hưng làm chế độ công hữu bệnh viện cải cách thí điểm sự tình tại Đông Châu đã không phải là bí mật, Triệu Phi Dương hiện tại làm hết thảy đều là đang vì công tư hợp doanh làm chuẩn bị. Đã cuối cùng đi hướng sở hữu tư nhân, suy cho cùng vẫn là vì kinh tế lợi ích tối đại hóa. Triệu Phi Dương nói, xem ra Trương Tổng đối với chúng ta chữa bệnh cái nghề này cũng không phải là hiểu rất rõ, chúng ta nhân viên y tế cũng không phải là đem tiền tài nhìn tại vị trí thứ nhất. Hoàn toàn chính xác có lương tâm bác sĩ, thầy thuốc như vậy ta bội phục, nhưng là nếu như một cái bác sĩ tại Trường Hưng lấy không được bọn hắn mong đợi thu nhập, hoặc là ở chỗ này thu nhập muốn so cùng cấp bậc bệnh viện thấp quá nhiều, ta nghĩ Trường Hưng cũng rất khó lưu lại nhân tài, đương kim thời đại là tình hoài tính tiền người càng ngày càng ít, đồng dạng đều là trị bệnh cứu người, vì cái gì không đi chọn một nhà kinh tế hồi báo cao hơn bệnh viện. Trương Hằng Dương đối chữa bệnh ngành nghề hoàn toàn chính xác không hiểu nhiều, nhưng là hắn cho rằng chỉ cần thương nghiệp hóa, tất cả ngành nghề đều là giống nhau, đừng nói chuyện gì cái gọi là tình hoài, tại đủ nhiều tiền tài trước mặt, tiết tháo đều có thể ném qua một bên, lại càng không cần phải nói tình hoài. Triệu Phi Dương đánh sâu trong đáy lòng tán đồng Trương Hằng Dương thuyết pháp, nhưng là nội tâm của hắn bên trong một cái thanh âm khác cũng không muốn thừa nhận, hắn là có tình hoài. Nếu như tình hoài đều dùng kim tiền số lượng để cân nhắc, hắn sẽ cảm thấy mình xử lý sự nghiệp trở nên dung tục mà nông cạn, hắn không phải cái cao thượng người nhưng là hắn tuyệt không nông cạn, hắn không muốn trở thành giống Trương Hằng Dương một dạng đầy người hơi tiền thương nhân. Triệu Phi Dương ra hiệu Trương Hằng Dương uống trà. Trương Hằng Dương nhấp một ngụm trà nói, ta nghe nói Trường Hưng cùng Hoa Niên đàm phán cũng không thuận lợi. Triệu Phi Dương quả quyết phủ nhận nói, không có sự tình, hết thảy đều tại dựa theo vốn có kế hoạch vững bước thúc đẩy bên trong, trước mắt đang tiến hành cổ quyền đàm phán. Trương Hằng Dương cười nói, chuyện lớn như vậy kỳ thật không có cái gì bí mật có thể nói. Hắn tướng chén trà buông xuống, ta hôm nay tới là muốn nói chuyện Nguy Sơn đảo bệnh viện mảnh đất kia. Nguyệt Nha Loan là Nguy Sơn đảo vị trí tuyệt hảo phong cảnh tốt nhất một mảnh đất, quý viện dùng để kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện chẳng phải là thật là đáng tiếc. Triệu Phi Dương nhíu mày, Trương Hằng Dương có ý tứ gì? Quyền tài sản sự tình đã hết thảy đều kết thúc, chẳng lẽ Đại Hằng tập đoàn còn có ý tưởng? Trương Hằng Dương đưa ra một cái đề nghị, đối khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện ở đâu mở còn không phải như vậy. Bọn hắn có thể nhìn theo góc độ khác vấn đề. Đại Hằng tập đoàn nguyện ý cùng Trường Hưng hợp tác khai phát khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, Đại Hằng tại Nguy Sơn đảo cầm không ít, hoàn toàn có thể tại bọn hắn cánh đồng bên trong tuyển cái khác một khối khai phát khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Nguyệt Nha Loan cánh đồng có thể để Đại Hằng khai phát du lịch hạng mục, Đại Hằng tập đoàn trải qua xâm nhập khảo sát về sau, cho rằng Nguyệt Nha Loan là thích hợp nhất kiến thiết chủ đề nhạc viên địa phương. Triệu Phi Dương nghe xong hắn vẹn toàn đôi bên đề nghị, khó tránh khỏi có chút tâm động. Có thể nói Đại Hằng xuất hiện đưa tới cho hắn một trận mưa đúng lúc, nhất là tại Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn tiến vào đánh cờ mấu chốt nhất giai đoạn thời điểm. Triệu Phi Dương nói, nghe Trương Tổng ý tứ, Đại Hằng có ý nguyện tiến vào lớn khỏe mạnh sản nghiệp. Trương Hằng Dương mỉm cười nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, không dối gạt Triệu Viện trưởng, tập đoàn chúng ta vẫn là nghĩ chuyên làm dưỡng lão địa sản, nếu như chúng ta song phương có thể hợp tác thành công. Liền có thể tại Nguy Sơn đảo dựng lên một tòa khỏe mạnh bảo dưỡng tiểu trấn, áp dụng linh hoạt phương thức phát triển dưỡng lão sản nghiệp. Triệu Phi Dương nghe đến đó, lại khó tránh khỏi có chút thất vọng, nói tới nói lui, Đại Hằng mục đích thực sự chẳng qua là bán nhà cửa, bọn hắn khỏe mạnh bảo dưỡng tiểu trấn, cùng mình tư tưởng bên trong khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hoàn toàn khác biệt. Đại Hằng cách làm đơn giản là lẫn lộn dưỡng lão khái niệm, tướng một nhóm lớn người già hưu bổng bộ nhập hạng mục này bên trong. Có lẽ trong ngắn hạn có bảo hộ, có thể sau đâu. 10 năm 20 năm về sau, Đại Hằng vẫn sẽ hay không tiếp tục đầu nhập. Khi bọn hắn tướng bảo dưỡng tiểu trấn phòng ở bán xong sau, ai đến vận doanh. Cuối cùng vô cùng có khả năng trở nên đầy đất lông gà. Mà lại Trường Hưng muốn làm phải là khu vực chữa bệnh trung tâm, tại kế hoạch của hắn bên trong, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện chỉ là trong đó một bộ phận, cũng không là phần quan trọng nhất, Đông Châu mới là trọng yếu nhất. Đại Hằng lý niệm cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Triệu Phi Dương biểu thị mình phải thận trọng suy tính một chút, Trương Hằng Dương cũng minh bạch chuyện này tuyệt không phải một lần gặp gỡ liền có thể quyết định,
lễ phép biểu thị sẽ chờ tin tức của hắn. Triệu Phi Dương đưa Tiễn Trương Hằng Dương về sau tiến về phòng họp tổ chức viện tuần hội. Hứa Thuần Lương thân là phân viện viện trưởng, hiện tại cũng tại viện tuần sẽ trong danh sách. Cố Hậu Nghĩa đương quyền thời điểm, tham gia viện tuần sẽ nhân viên giới hạn tại các phòng chính phó chủ nhiệm, y tá trưởng. Triệu Phi Dương đi vào trường hưng về sau, tướng Phạm Vi mở rộng đến các phòng chẩn bệnh tiểu tổ tổ trưởng, hắn đi ngược chiều sẽ chấm công yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, không tất yếu không được vắng mặt viện tuần hội. Cho nên hiện tại tham gia viện tuần sẽ nhân viên lật ra một phen cũng không chỉ, toàn bộ phòng họp ngồi tràn đầy. Hứa Thuần Lương vốn muốn mời giả nhưng viện xử lý chủ nhiệm Lâm Nham Sinh chuyên môn thông chi hắn, lần này viện tuần sẽ nhất định phải về tới tham gia, Hứa Thuần Lương cũng chỉ đành đáp ứng. Tiến vào phòng họp trước đó đánh trước chấm công, sau đó chọn lựa hàng cuối cùng ngồi xuống, loại này không có dinh dưỡng hội nghị cũng không có gì nghe đầu. Hắn là dự định núp ở phía sau bột chơi điện thoại, đổi mới nghe. Đạo tâm mạnh như Hứa đại giáo chủ vẫn là tránh không khỏi vật nhỏ này dụ hoặc. Người khác đều là tận lực hướng phía trước ngồi, tranh thủ tại trước mặt lãnh đạo lưu ra thêm ấn tượng. Một lát sau, cuối cùng có người đi tới hàng cuối cùng, bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông cùng kiểm tra sức khỏe trung tâm chủ nhiệm Ngô Thụy Anh phân biệt ngồi ở hai bên hắn, tương hỗ cười cười, xem như lên tiếng chào hỏi. Ngô Thụy Anh nhỏ giọng cùng Hứa Thuần Lương hàn huyên hai câu, chủ yếu là muốn thông qua hắn kéo một chút kiểm tra sức khỏe nghiệp vụ, phát cho Hứa Thuần Lương mấy cá thể kiểm phần món ăn, còn ghi chú rõ nghiệp vụ trích phần trăm. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, trích phần trăm có thể đạt tới 10%, nói cách khác người kéo tới 100 vạn kiểm tra sức khỏe có thể rút thành 10 vạn, tiền này kiếm được ngược lại là phi thường dễ dàng. Tiến vào lãnh đạo nói chuyện khâu, Triệu Phi Dương chủ yếu là cường điệu hiện tại chữa bệnh thị trường cạnh tranh kịch liệt, muốn tại hoàn cảnh như vậy sinh tồn được, nhất định phải không ngừng tăng lên lớn mạnh chính mình, sau đó lại đem 2 tháng này doanh thu tình huống cùng năm ngoái cùng thời kỳ tiến hành so sánh, tổng thể thu nhập ổn bên trong có thăng. Mà lại chữa bệnh khiếu nại rõ ràng hạ xuống. Tất cả mọi người hiểu được Triệu Phi Dương dạng này so sánh mục đích, là thông qua số lượng đến nói cho mọi người, hắn đi vào về sau cho trường hưng mang đến tiến bộ mang đến cải biến, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch loại này so sánh cũng không có bao nhiêu thực tế ý nghĩa. Luận đến Trần Hưng An bí thư nói chuyện thời điểm, vẫn là trước sau như một ba phải phong cách, hắn phụ trách công tác xây dựng đảng, chuyên nghiệp tính sự tình một mực không đề cập tới. Cao Tân Hoa ngồi tại hàng thứ nhất, nhìn qua mang theo kính lão ngồi trên đài chậm rãi niệm bản thảo Trần Hưng An, trong lòng âm thầm cảm thán. Trần Hưng An chính đang lặng lẽ nổi lên một trận đối kháng, Triệu Phi Dương khẳng định đã có nghe thấy, mặc dù mặt ngoài hai người hay là hòa hợp êm thấm, nhưng bí mật đã riêng phần mình chuẩn bị. Giữa bọn hắn đối kháng cũng không phải là duyên tại ân oán cá nhân, mà là hai loại ý thức đối kháng, Triệu Phi Dương là một cái cấp tiến biến đổi người. Hắn nói lên biến đổi đã xúc phạm lấy Trần Hưng An cầm đầu phái bảo thủ lợi ích. Cao Tân Hoa mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu đối Triệu Phi Dương biến đổi cũng là mâu thuẫn bắt nguồn từ đối tương lai sự không chắc chắn, bọn hắn là có biên chế lão công nhân, đối chế độ công hữu tán đồng sớm đã dung nhập máu của bọn hắn. Trong bọn họ rất lớn một bộ phận người đem hình thức đầu tư cổ phần cải cách coi là virus, này virus lại không ngừng móc sạch thân thể của bọn hắn. Từng bước xâm chiếm bọn hắn khỏe mạnh. Song phương đấu tranh cuối cùng có một ngày sẽ mang lên mặt bàn, Cao Tân Hoa cho rằng Trường Hưng cùng Hoa Niên ký tên chính thức hợp đồng vào cái ngày đó cũng chính là mâu thuẫn triệt để kích thích ngày. Từ gần nhất tin tức nhìn, Trường Hưng cùng Hoa Niên đàm phán tiến hành đến cũng không thuận lợi, nhưng là Triệu Phi Dương tâm tình cũng không chịu ảnh hưởng. Hôm nay viện tuần sẽ lên, đặc địa đưa ra có bao nhiêu nhà thực lực hùng hậu công ty nghĩ đầu tư Trường Hưng, trong đó thế mà bao gồm Đại Hằng tập đoàn. Vô luận cuối cùng hợp tác đối tượng có phải hay không Hoa Niên tập đoàn, Trường Hưng cải chế bước chân tuyệt sẽ không dừng lại, trên một điểm này Triệu Phi Dương là kiên quyết. Kế y Mỹ trung tâm, kiểm tra sức khỏe trung tâm, nhũ tuyến trung tâm, bí nước tiểu trung tâm nhận thầu cho dân doanh về sau, Triệu Phi Dương vẫn tiếp tục thôi động dẫn vào dân doanh vốn liếng bộ pháp. Nhãn khoa trung tâm, khoang miệng trung tâm, trung y chẩn đoán điều trị trung tâm cũng bắt đầu đối ngoại đấu thầu. Triệu Phi Dương đem xưng là chẩn đoán điều trị mô đun hóa, ngoại trừ hạch tâm nghiệp vụ bên ngoài, tận khả năng tướng các phòng mô đun hóa, dân doanh hóa, dẫn vào dân doanh vốn liếng, là các trung tâm sách ngăn thăng cấp. Bệnh viện nội bộ rất nhiều nhân viên đối với hắn cách làm này biểu thị bất mãn, cho rằng là tướng Trường Hưng chia thành tốp nhỏ tiến hành bán phá giá, Triệu Phi Dương dùng liên tiếp số liệu hướng mọi người chứng minh, hắn dẫn vào dân doanh vốn liếng phương châm là chính xác, các trung tâm tại đối ngoại nhận thầu về sau. Chẳng những dẫn vào đại lượng tiên tiến thiết bị,
thu nhập cũng là liên tục tăng lên. Tại Triệu Phi Dương nâng lên kiểm tra sức khỏe trung tâm thời điểm, Ngô Thụy Anh đem cái eo thẳng tắp, hai mắt chuyên chú nhìn qua Triệu Viện Trưởng, nhưng Triệu Viện Trưởng nhưng không có hướng trong đám người nàng nhìn lên một cái. Trần Hưng An cho rằng Triệu Phi Dương ngay tại làm lấy chia thành tốp nhỏ công việc, hắn tướng bệnh viện cắt chém thành từng cái bộ phận nhận thầu ra ngoài. Hiện tại Trường Hưng ngay tại thành vì một cái dị dạng quái vật, chế độ công hữu bệnh viện lại có được đại lượng dân doanh vốn liếng tham gia chẩn đoán điều trị trung tâm, thu nhập đích thật là tăng lên, nhưng là như diều gặp gió thu phí, không nói y đức quá độ chữa bệnh, những này tùy theo sinh ra vấn đề hắn chú ý tới rồi sao. Trần Hưng An nội tâm có một bản sổ sách. Hắn đang yên lặng ghi chép, hắn ý thức được, cách mình bộc phát vào cái ngày đó đã không xa. Hội nghị cuối cùng, Triệu Phi Dương tuyên bố mấy cái thay đổi nhân sự, trong đó nhất làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là liên quan tới Hứa Thuần Lương phân công, chính thức bổ nhiệm Hứa Thuần Lương là Nguy Sơn Đảo phân viện viện trưởng, trong nội viện hưởng thụ phó khoa cấp đãi ngộ. Hưởng thụ phó khoa cấp đãi ngộ nói cách khác hắn không phải phó khoa cấp, một cái nhỏ khoa viên thế mà làm tới Nguy Sơn Đảo phân viện viện trưởng. Cái này tại Đông Châu hệ thống vệ sinh bên trong giống như cũng không tiền lệ. Hứa Thuần Lương vốn cho là Triệu Phi Dương cũng chỉ là nói một chút được rồi, không nghĩ tới lần này thế mà chăm chú, chẳng những cho hắn danh phận còn đưa hắn thực tế đãi ngộ, hưởng thụ phó khoa cấp đãi ngộ liền mang ý nghĩa hắn tiền lương tiền thưởng đều sẽ sách ngăn, tại bản viện bên trong có thể hướng trung cấp làm chuẩn, mang ý nghĩa hắn từ hôm nay trở đi chính thức tiến vào Trường Hưng trong bệnh viện tầng cán bộ hàng ngũ. Triệu Phi Dương công khai cho Hứa Thuần Lương thăng chức. Khó trách lần này Lâm Nham Sinh chuyên môn thông chi hắn muốn trở về tham gia viện tuần hội. Hội nghị vừa kết thúc, lập tức có rất nhiều người tới hướng Hứa Thuần Lương biểu thị chúc mừng. Cách hắn gần nhất Phù Hướng Đông cùng Ngô Thủy Anh xuất trước tới chúc mừng, tại bất luận cái gì đơn vị đều là có giai tầng, lần trước Phan Hoành Vĩ mời lúc ăn cơm, Hứa Thuần Lương vẫn chỉ là một cái trên danh nghĩa phân viện phó viện trưởng, cũng không có phó khoa cấp đãi ngộ, lúc ấy mọi người mặc dù khách khí với hắn. Nhưng khách khí nguyên nhân là cảm thấy hắn là Triệu Phi Dương trước mặt hồng nhân, cũng không cho rằng hắn có cùng mọi người bình khởi bình tọa tư cách. Tựa như Triệu Phi Dương lái xe tóc cắt ngang trán ánh sáng, liền phó viện trưởng gặp hắn đều khách khách khí khí, nhưng là phía sau ai cũng xem thường hắn, cho là hắn chẳng qua là một cái lái xe công nhân. Hứa Thuần Lương lấy cao trung văn bằng lẫn vào Trường Hưng, thế mà còn có thể có được biên chế, mặc dù là hồi xuân đường phá rỡ đền bù điều kiện một trong. Nhưng là chân tướng bình thường không người tin tưởng, hiện tại lưu truyền rộng nhất một cái phiên bản là, hắn là thông qua Cao Tân Hoa quan hệ tiến đến. Mà Cao Tân Hoa cùng Triệu Phi Dương quan hệ lại thân mật vô gian, cho nên tiểu tử này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được trọng dụng cũng nhiều lần thu hoạch được tăng lên. Đương tất cả mọi người nhận thức đến ngươi có đặc thù bối cảnh thời điểm, bình thường chọn tính xem nhẹ năng lực cá nhân của ngươi. Hứa Thuần Lương trước mắt liền ở vào loại này lúng túng hoàn cảnh. Thậm chí liền Trường Hưng nội bộ đều không có người tin tưởng hắn là bởi vì năng lực làm việc xuất sắc mà được đề thăng đến trên vị trí này. Bối cảnh quang mang đủ để cho ngươi hết thảy công việc thành tích ảm đạm đi, trên thực tế bối cảnh tác dụng so năng lực của ngươi càng trọng yếu hơn. Hưởng thụ phó khoa cấp đãi ngộ, tiếp qua hơn một tháng chính là cuối năm báo cáo công tác, hắn phó khoa cấp 89 phần 10 liền lại biến thành chính thức, mà lại Triệu Phi Dương tự mình minh xác Hứa Thuần Lương phân viện viện trưởng thân phận, đây chính là quan tuyên. Mua sắm xử lý chủ nhiệm Hoàng Liên Thành cười nói, nhỏ Hứa viện trưởng, ngươi phải mời khách. Hắn cũng là bối cảnh đạt nhân, đảm nhiệm mua sắm xử lý chủ nhiệm không lâu về sau liền bộc lộ ra trên người rất nhiều nhược điểm, năng lực làm việc quá kém. Triệu Phi Dương đối một thân cũng có chút bất mãn, nhưng là cân nhắc đến bối cảnh của hắn vẫn là miễn cưỡng lưu dụng. Ngoại liên bộ chủ nhiệm Phan Hoành Vĩ nói, ta đến an bài, lần trước thịt dê quán chính là Hứa chủ nhiệm mời. Lần trước một bang trung tầng cán bộ là hắn tổ cục, đánh lấy hoan nghênh Hứa Thuần Lương cờ hiệu, nhưng cuối cùng vẫn là Đinh Tứ giúp đỡ tính tiền, người ta là Hứa Thuần Lương quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là ta tới đi, mọi người hẹn cái thời gian, tốt nhất cuối tuần, ta bình thường đều tại nông thôn, thời gian nghỉ ngơi mới về Đông Châu. Bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông nói, nông thôn tốt, ngày nào chúng ta bớt thời gian đi nhỏ Hứa viện trưởng ở đâu tới cái nông thôn du lịch một ngày. Ngô Thủy Anh lập tức hưởng ứng Hứa Thuần Lương biểu thị không có vấn đề, để mọi người hẹn xong thời gian, sớm thông chi hắn là được. Lúc này viện xử lý chủ nhiệm Lâm Nham Sinh tới thông chi hắn, viện trưởng Triệu Phi Dương sau đó muốn cùng gặp mặt hắn. Hứa Thuần Lương đi vào Triệu Phi Dương văn phòng, Triệu Phi Dương đang đánh điện thoại, ra hiệu chính hắn tìm địa phương ngồi trước, hoàn toàn đem hắn trở thành người một nhà.
Hứa Thuần Lương đối Triệu Phi Dương biểu hiện hôm nay coi như hài lòng, vẽ lên lâu như vậy bánh nướng, cuối cùng thực hiện một lần, không uổng chính mình giúp hắn làm nhiều chuyện như vậy. Hứa Thuần Lương ở trên ghế salon ngồi xuống, Lâm Nham Sinh giúp hắn ngâm chén trà, ra ngoài cài cửa lại. Hứa Thuần Lương phát hiện Lâm Nham Sinh cùng Lưu Đăng Khoa rất giống, bất quá hắn so cái sau càng ít, người lộ ra càng thêm âm nhu, đại khái có thể làm viện xử lý chủ nhiệm đều phải có chút đại nội tổng quản khí chất. Triệu Phi Dương một chiếc điện thoại đánh mười mấy phút, từ thái độ của hắn có thể nhìn ra nên là cùng một vị nào đó lãnh đạo nói chuyện, cái này cũng chứng minh hắn không có đem Hứa Thuần Lương xem như ngoại nhân, cũng không ngại hắn nhìn thấy mình điệu thấp khiêm tốn một mặt. Cúp điện thoại, Triệu Phi Dương thở dài nhẹ nhõm nói, mở không hết hội, làm không hết báo cáo, thật sự là đau đầu a. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện, ta thế nào cảm giác ngài thích thú? Triệu Phi Dương cười ha hả. Hắn hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, tả hữu hoạt động một chút cổ, thế nào? Đối công việc của ngươi bây giờ còn hài lòng à? Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi còn không bằng không hỏi câu nói này, giống như cho ta bao lớn ân huệ, Triệu Phi Dương à Triệu Phi Dương, ngươi đem ta thấy có phải hay không có chút thấp, cho cái phân viện viện trưởng tên tuổi, tăng lên điểm đãi ngộ ta liền phải đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Hứa Thuần Lương ngoài miệng lại nói, Triệu Viện đối ta quá tốt rồi, để cho ta kinh sợ, nhận lấy thì ngại. Triệu Phi Dương lắc lắc sách, chớ cùng ta ở chỗ này đóng kịch, tiểu tử ngươi dã tâm đều hiện ra mặt. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, dã tâm, ta có sao, suy nghĩ một chút, có thể là mình dáng dấp cuồng dã, cũng không gọi cuồng dã, gọi là kiệt ngạo bất tuần tốt ha. Triệu Phi Dương nói, chế độ công hiếu bệnh viện làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận, vô số ánh mắt ở sau lưng giám sát, ta không phải nói dạng này không tốt. Nhưng là quá độ giám sát kết quả là sẽ dẫn đến hiệu suất thấp, tỉ như đối người phân công, giống như người có năng lực có đảm phách người trẻ tuổi nên giúp cho trọng dụng, nếu như là hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện, ta hoàn toàn có thể lực bài chúng nghị bổ nhiệm ngươi làm phó viện trưởng, nhưng tại hiện hữu thể chế dưới, ta liền không thể không có điều cố kỵ. Phó khoa cấp, phó phòng, người nghĩ làm phó viện trưởng nhất định phải dựa theo quy tắc từng bước tới. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, Triệu Phi Dương bánh vẽ vẽ thành nhiệt. Vừa cho cái nhỏ, cái này họa cái càng lớn, thật sự cho rằng ta nghĩ làm phó viện trưởng. Đừng nói phó viện trưởng, coi như viện trưởng ta cũng không chút nhìn ở trong mắt. Triệu Phi Dương gặp hắn không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn tất cả đều nghe lọt được, nói câu lời trong lòng ngươi nghĩ làm phó viện trưởng sao? Hứa Thuần Lương nói, ta nghĩ đương viện trưởng. Lần này đến phiên Triệu Phi Dương ngây ngẩn cả người, sau đó hắn bộc phát ra một trận cười to, tốt, tốt. Không muốn làm nguyên soái binh sĩ, không phải một cái tốt binh sĩ, bất quá ngươi còn phải chờ mấy năm, ta phải nhìn ngươi biểu hiện. Nói bóng gió là chính ta còn không có qua đủ nghiện đâu. Hứa Thuần Lương nói, ý của ta là ta nghĩ trước tiên làm tốt phân viện viện trưởng, Triệu viện trưởng, ngài đừng sợ, thời cơ không thành thục ta còn không nghĩ tới soán vị. Triệu Phi Dương cười đến càng phát ra vui vẻ, ngươi tiểu tử này nha, đừng nhìn ta giống như rất phong quang, nhưng có câu nói thế nào, muốn mang vương miện. Tất nhận nặng. Hứa Thuần Lương nói, ta hiểu, chỉ xem tặc ăn thịt không nhìn tặc bị đánh. Sau khi nói xong, vội vàng nói xin lỗi, ta nói sai. Triệu Phi Dương nói cầu thả lý không cầu thả, chính là cái này lý nhi. Hắn cầm lấy trên bàn danh thiếp, đại hằng tập đoàn Trương Hằng Dương ngươi đã từng quen biết tâm sao. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đại hằng hoa đông sự nghiệp bộ người phụ trách, lúc trước chính là hắn chấm điểm viện chủ ý. Còn lôi kéo Hồ Sơn Trấn Khổng Tường Sinh bí thư đứng đài, vì vỡ nát âm mưu của hắn, ta thế nhưng là lo lắng hết lòng, vắt hết óc. Được rồi, đi, biết ngươi cư công chí vĩ mình cũng đừng khoe thành tích, lại nói liền cúc cung tận tụy chết mà nhớ. Ta nếu là không nói, lo lắng lãnh đạo không biết. Triệu Phi Dương nói, ta thấy rõ ràng đây, Trương Hằng Dương đưa ra muốn theo Trường Hưng hợp tác kiến thiết khỏe mạnh bảo dưỡng tiểu trấn. Hứa Thuần Lương nói. Hắn vẫn là đối chúng ta phân viện mảnh đất kia chưa từ bỏ ý định a. Triệu Phi Dương mỉm cười gật đầu, tiểu tử này xác thực thông minh, để Hứa Thuần Lương nói một chút cái nhìn của hắn. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật chuyện này cũng rất đơn giản, mấu chốt là nhìn đại hằng nguyện ý ra bao nhiêu tiền, chỉ cần chịu xuất tiền, bọn hắn gia nhập càng tốt hơn, có thể giúp một tay lên ào ào một chút giá cả, Hoa Niên tập đoàn không phải nghĩ ép chúng ta giá sao. Lần này có thể để bọn hắn nhìn xem, nghĩ Trường Hưng đầu mối không chỉ đám bọn hắn một nhà. Triệu Phi Dương cũng có ý đó, nhưng là Hoa Niên tập đoàn cũng sẽ không như thế dễ dàng mắc lừa, Đại Hằng cũng không có tại lớn khỏe mạnh lĩnh vực thâm canh mật thám dự định,
bọn hắn ý hướng hợp tác phạm vi giới hạn tại Nguy Sơn đảo phân viện. Mà Triệu Phi Dương cần phải là toàn phương vị hợp tác, không chỉ là Nguy Sơn đảo một cái hạng mục, còn có khu công nghệ cao hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết, còn có Trường Hưng bệnh viện hai kỳ cải tạo. Triệu Phi Dương để Hứa Thuần Lương trong tương lai trong một khoảng thời gian nhiều cùng Đại Hằng tập đoàn tiếp xúc, mà lại nhất định phải chú ý chế tạo tin tức. Hứa Thuần Lương nhưng nhìn ra Triệu Phi Dương có chút khẩn trương, hắn hẳn là lo lắng Hoa Niên tập đoàn hợp tác có biến, cho nên mới sẽ thông qua những thủ đoạn này kích thích Hoa Niên, đổi thành Hứa Thuần Lương ứng đối cục diện như vậy, càng là loại thời điểm này càng là muốn ổn định, ngươi càng là chủ động ngược lại bộc lộ ra ngươi nội tâm nhược điểm. Hứa Thuần Lương bớt thời gian đi thăm Đông Nghiễm Sinh, Đông Nghiễm Sinh gần nhất bệnh tình đã ổn định, thư viễn hàng hai ngày trước về Tân Thành, bác sĩ đề nghị Đông Nghiễm Sinh phụ tử có thể làm hơ la cốt tủy phối hình thí nghiệm. Không đợi thư viễn hàng tỏ thái độ, Đông Nghiễm Sinh liền kiên quyết cự tuyệt. Cốt tủy cấy ghép chủ yếu thông qua phân biệt tại người bệnh cùng cung cấp người ở giữa rút máu, tiến hành SL. A điểm cao phân biệt phối hình, điểm cao phối hình bình thường là chỉ A, B, C, D2, DQ5 hàng đơn vị điểm, mỗi cái điểm vị trí cũng có hai cái các loại vị gen, tức cần nhìn 10 cái điểm vị trí. Có một nửa giống nhau điểm vị trí lúc, như cha mẫu cùng con cái ở giữa có một nửa giống nhau. Tức là nửa tương hợp, mà toàn tương hợp là vô cùng 10, tức hoàn toàn giống nhau. Huynh đệ tỷ muội ở giữa có 1/4 tỷ lệ là toàn tương hợp, Đông Nghiễm Sinh có hai người ca ca, đã qua đời, cho nên loại bỏ phương diện này khả năng, trạng huống của hắn chỉ có thể áp dụng nửa tương hợp cấy ghép phương thức. Nhưng là Đông Nghiễm Sinh cự tuyệt bác sĩ đề nghị, hắn không muốn để cho nhi tử cho là mình tìm hắn trở về chính là vì giúp mình cấy ghép cốt tủy, thư viễn hàng cũng không có chủ động đưa ra. Tại Đông Nghiễm Sinh bệnh tình ổn định về sau liền đi không từ giã, cái này khiến Đông Nghiễm Sinh rất là thất lạc, hắn cho rằng nhi tử hay là bởi vì chuyện năm đó tự trách mình. Cuối cùng chỉ còn lại đi cốt tủy kho làm phối hình si cha, Trung Hoa cốt tủy kho hiện tại đã có 120 vạn lệ mà lại từng năm gia tăng, xứng đôi thành công khả năng rất lớn. Đông Nghiễm Sinh mặc dù bệnh tình hướng tới ổn định, nhưng là vẫn thân thể suy yếu, tinh thần ủ rũ không phấn chấn. Nhưng là hắn tựa hồ cũng không nóng nảy làm phối hình thí nghiệm. Hứa Thuần Lương đến xem hắn thời điểm, Đông Nghiễm Sinh đang núp ở ban công vụng trộm hút thuốc. Hứa Thuần Lương cố ý nói, Đông Thúc, nơi này hút thuốc phải phạt khoản. Đông Nghiễm Sinh nhanh lên đem thuốc lá bóp tắt, vui tươi hớn hở đi trở về phòng bệnh, rượu không thể uống, khói cũng không thể rút, ta hiện tại toàn thân trên dưới đều không có chọn người mùi. Hứa Thuần Lương cười nói, Đông Thúc có phải hay không muốn gái rồi? Đông Nghiễm Sinh cười vang, chỉ vào hắn cười mắng không biết lớn nhỏ, tiểu tử này thật là có thể liên tưởng, mình cũng không phải nói không có nữ nhân vị. Đừng nhìn Đông Nghiễm Sinh người tại bệnh viện, đối Nguy Sơn đảo sự tình lại hiểu rõ vô cùng, liền Hoa Niên tập đoàn khảo sát tổ bị đánh sự tình đều biết, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, là mỗi một cái thành công xí nghiệp ra thiết yếu tố chất. Đã cho tới chuyện này, Hứa Thuần Lương thuận tiện trưng cầu hắn đối với chuyện này cách nhìn. Đông Nghiễm Sinh biểu thị chuyện này tồn tại hai cái khả năng, một là Hoa Niên tập đoàn đối thủ cạnh tranh làm được, còn có một loại có thể là bọn hắn tự biên tự diễn khổ nhục kế. Hứa Thuần Lương vui vẻ, đằng sau khả năng này hắn cũng nghĩ qua, bất quá khi hắn nhìn thấy Đồng Trường Hạo bị đánh cái kia hình dạng liền bỏ đi ý nghĩ kia, người một nhà ra tay nào có ác như vậy, Hoa Niên tập đoàn cũng không phải phạm tội tập đoàn, dùng loại khổ nhục kế này ép giá cũng không đạt được dự đoán hiệu quả. Đông Nghiễm Sinh gặp hắn không tin. Nhắc nhở hắn, thương trường so chiến trường hung hiểm chỉ có hơn chứ không kém, trên chiến trường là đao thật thương thật hơn phân nửa thời điểm đều là minh đánh minh ngàn. Trên thương trường đều là âm mưu, thường thấy nhất thủ đoạn chính là phía sau đâm đao. Trên chiến trường địch nhân âm hiểm độc ác, nhưng là tổng thể vẫn là giảng cứu quy tắc, không thiếu để cho người ta tôn kính đối thủ. Trên thương trường đối thủ chẳng những âm hiểm độc ác, mà lại liền ranh giới cuối cùng đều không có, tối thiểu nhất mặt cũng không cần. Vì thu lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đông Nghiễm Sinh trải qua chiến trường máu và lửa khảo nghiệm, đã trải qua thương trường mấy chuyến chìm nổi, hiện đang hồi tưởng lại đến, thương trường so chiến trường phức tạp hơn, càng thêm khảo nghiệm nhân tính. Hứa Thuần Lương hỏi Hiền Hồng Nông Trường muốn cùng Trường Hưng chuyện hợp tác, Đông Nghiễm Sinh đương nhiên sẽ không giấu giếm hắn, ăn ngay nói thật là giúp đỡ Triệu Phi Dương khiêm kiệu, mình trước mắt tình trạng này tạm thời không có phát triển sự nghiệp động lực, đã bỏ đi cùng Trường Hưng hợp tác dự định. Hứa Thuần Lương phi thường lý giải, đổi thành ai bày ra Đông Nghiễm Sinh cái bệnh này cũng không tâm tình đi làm sự nghiệp gì, người ta có thể cho Trường Hưng hỗ trợ đã rất không dễ dàng.
Hứa Thuần Lương lần này tới cho Đông Nghiễm Sinh đưa tới một chút tự tay chế tác dược hoàn, hắn đi qua mặc dù chưa bao giờ gặp bệnh bạch huyết bệnh nhân, nhưng là căn cứ Đông Nghiễm Sinh trước đây triệu chứng, hắn cũng làm ra một phen phán đoán, kết hợp hồi xuân đường tổ truyền bí phương, cải tiến làm ra một cái sinh sinh đan. Thành phần là, thanh đại 4 thành, phấn hoa 3 thành, ngưu hoàng, lô sâm chiếm so các 1 thành, mài thành mảnh mạt, chế thành nước hoàn, mỗi ngày 3 giờ, một ngày 2 lần. Hồi xuân đường trị liệu bệnh bạch huyết toa thuốc này được từ tại Lãnh Lư Y Thoại bên trong ghi chép. Theo trong sách giới thiệu, điện hoa có kỳ diệu công dụng, thanh tủy bên trong chi nóng, không đến nỗi ủng ứ, phương bên trong thanh đại thanh nhiệt giải độc lạnh máu là quân, châu hoàng thanh tâm khai khiếu giải độc phi thần, tá lấy lô linh tháo lửa thanh lá gan giải sầu, làm cho phấn hoa thanh nhiệt nước miếng. Hiện đại y dược học nghiên cứu cho thấy, thanh đại có tăng cường hình lưới bên trong da hệ thống công năng, đề cao khung máy miễn dịch năng lực, ức chế bệnh bạch huyết độc chi tác dụng. Phấn hoa đối khối u tế bào có so sánh rõ ràng ức chế tác dụng, lô hội có tương đối cao kháng ung thư hiệu dụng. Này phương tiêu bản chiếu cố, lại không độc tác dụng phụ, cho nên cổ trí tuệ con người rất cao. Trung y dược lý cùng Tây y dược lý cũng không phải là cùng một hệ thống. Phương Tây y học quen thuộc tại dùng dược lý của bọn họ học để giải thích thuốc đông y, từ bắt đầu toàn bộ phủ định, đến bây giờ bắt đầu từng bước phát hiện thuốc đông y hoàn toàn chính xác có chỗ thích hợp. Tại Hứa Thuần Lương xem ra, chỉ là bọn hắn nhận biết còn chưa đủ, trung y bao dung đến lĩnh vực càng rộng lớn hơn, dùng hiện đại tới nói, trung y là một môn nghiên cứu cơ thể người cùng hoàn cảnh khoa học, không hề giống Tây y cực hạn tại cá thể bản thân, cái trước mới thật sự là lớn y, lớn cách cục. Trung y tư liệu hàm cái hoàn cảnh, thời gian, thời tiết biến hóa, cầm châm cứu làm thí dụ, tại khác biệt đoạn thời gian hành châm sẽ đưa đến hiệu quả khác nhau, tại Tây y xem ra đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hứa Thuần Lương lấy cớ là ra ra nghe nói Đông Nghiễm Sinh bệnh tình, cho nên đặc địa để cho mình mang những này sinh sinh đan để hắn phục dụng. Hắn cũng biết Đông Nghiễm Sinh đối trung y thuốc phi thường kháng cự, nhưng vẫn là muốn cho một chút đủ khả năng trợ giúp. Mặc dù Hứa Thuần Lương cũng không có xác thực nắm chắc chữa khỏi bệnh bạch huyết, cái này sinh sinh đan chí ít có thể trợ giúp Đông Nghiễm Sinh cải thiện triệu chứng. Đông Nghiễm Sinh mặc dù không tin thuốc đông y, nhưng là nghe nói là Hứa lão gia tử có hảo ý, vẫn là biểu thị cảm tạ. Hứa Thuần Lương từ huyết dịch khoa ra, tại cửa thang máy gặp trung y khoa phó chủ nhiệm Trịnh Bồi An. Trịnh Bồi An vừa rồi tại viện tuần sẽ kết thúc sau còn không tới kịp chúc mừng hắn. Đã đem Hứa Thuần Lương lên làm phân viện viện trưởng tin vui thông báo cho Hứa lão gia tử. Trịnh Bồi An nói, thật sự là hậu sinh khả úy a, cùng ngươi so sánh ta cái này nửa đời người quả thực là sống vô dụng rồi. Hứa Thuần Lương cười nói, Trịnh Thúc, ngài cái này phó chủ nhiệm là hàng thật giá thật, ta cái này phân viện viện trưởng chính là trên danh nghĩa. Trịnh Bồi An nói, đều hưởng thụ phó khoa cấp đãi ngộ, làm sao có thể là trên danh nghĩa. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ. Đó là người đối Triệu Phi Dương không hiểu rõ, hắn là coi ta là thành đội viên cứu hỏa sử dụng. Hắn nhớ tới hôm nay sẽ lên nâng lên mấy trong nhà bao bên ngoài sự tình, trong đó liền bao quát trung y chẩn đoán điều trị trung tâm, trung y khoa không kiếm tiền, cho nên Triệu Phi Dương đã sớm động dẫn vào dân doanh vốn liếng suy nghĩ, chỉ là so sánh trong bọn họ, cái này trung y chẩn đoán điều trị trung tâm tương đối ít lưu ý, cạnh tranh áp lực cũng không lớn. Hứa Thuần Lương đề nghị Trịnh Bồi An có thể nhận thầu trung y chẩn đoán điều trị trung tâm, nếu như hắn tướng trung tâm cầm xuống, như vậy hắn liền là chuyện đương nhiên chủ nhiệm. Trịnh Bồi An đang muốn nói với hắn chuyện này, trung y khoa chủ nhiệm Chu Minh Viễn giống như cũng có cầm xuống trung tâm ý tứ, bất quá bọn hắn thân phận của hai người đều là tại chức nhân viên, Trường Hưng dẫn vào dân doanh vốn liếng đến nay còn không có tại chức nhân viên ra mặt đấu thầu tiền lệ, bệnh viện cũng có văn bản rõ ràng quy định. Trên nguyên tắc không ủng hộ bản viện công nhân viên chức nhận thầu phòng. Trịnh Bồi An là nghĩ đường cong cứu quốc, hắn muốn cho Hứa lão gia tử ra mặt đấu thầu, lấy lão gia tử hy vọng, cầm xuống trung y khoa khẳng định không có vấn đề, chỉ là hắn không có nắm chắc có thể thuyết phục Hứa lão gia tử. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ra ra chắc chắn sẽ không đáp ứng, một cái hồi xuân đường liền đủ hắn bận rộn, Cố Hậu Nghĩa dẫn đầu kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện cũng nghĩ cùng ra ra hợp tác mở trung y dưỡng sinh viện. Trịnh Bồi An có ý tứ là để Hứa Thuần Lương hỗ trợ hỏi một chút ý của lão gia tử, nếu như hắn không nguyện ý, mình cũng liền không đi đụng cái này cái đinh, để lão gia tử ra mặt cũng không phải khiến lão gia tử về sau tới đây ngồi xem bệnh, từ đầu tư đến mở xem bệnh, không cần phải gia tử thao một điểm tâm, đơn giản là ra mặt đấu thầu đi một chút chương trình. Hứa Thuần Lương đáp ứng giúp hắn hỏi một chút. Quả nhiên,
Hứa Trường Thiện nghe nói sau chuyện này biểu thị mình không có hứng thú, mà lại hắn cũng không thích hợp xâm cho, lý do cũng rất đơn giản, bảo bối cháu trai tại Trường Hưng đương viện trưởng, mình tại sao có thể đi nhận thầu Trường Hưng phòng, nếu như thành công, chẳng phải là phía sau để cho người ta nói xấu. Hứa Thuần Lương giờ khóc giờ cười hướng hắn giải thích, mình chỉ là Nguy Sơn đảo phân viện viện trưởng, trước mắt vẫn là khoa viên, chỉ là tại Trường Hưng bệnh viện nội bộ hưởng thụ phó khoa cấp đãi ngộ. Hứa Trường Thiện lại cho rằng dù nói thế nào cũng đã làm bộ, làm cán bộ liền muốn có cùng tham nhũng phân rõ giới hạn giác ngộ, nhất định đừng có công khí tư dụng ý nghĩ. Nhìn đến lão gia tử kiên quyết như vậy, Hứa Thuần Lương đành phải hồi phục Trịnh Bồi An để hắn khác tìm hắn người. Trịnh Bồi An kỳ thật sớm liền nghĩ đến kết quả này, biểu thị không có việc gì, mình lại tìm những bằng hữu khác. Hứa Thuần Lương đề nghị hắn cùng Phó Viện trưởng Cao Tân Hoa lên tiếng kêu gọi, tại Trường Hưng nội bộ, Cao Tân Hoa nói chuyện vẫn còn có chút tác dụng. Hứa Thuần Lương lần này trở về còn muốn thi khoa mục 2, kỹ thuật lái xe của hắn không có vấn đề, mấu chốt là đến dựa theo chương trình từng loại đến, đoán chừng các loại khoa mục 4 thi xong nhanh nhất cũng muốn tháng sau cầm chứng. Bất quá Hứa Thuần Lương gan lớn, bình thường cưỡi xe gắn máy chạy khắp nơi, dù sao tận lực không đi cấm đi khu vực, bình thường không có cảnh sát giao thông hỏi đến. Chính khảo thí thời điểm, Lục Kỳ gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết một cái tin xấu, Hàn Thiên chỉ tại chuyển vận trên đường chạy trốn. Hôm nay sáng sớm chuyển vận trên đường tại cầu lớn bên trên ra tai nạn xe cộ, Hàn Thiên chỉ tại bị chuyển rời đến một chiếc xe khác thời điểm, trực tiếp dùng thân thể phá tan cảnh sát hình sự, vượt qua cầu cột nhảy vào cổ Hoàng Hà. Lùng bắt hành động một mực tiếp tục đến bây giờ, vẫn là không có kết quả gì, sống không thấy người chết không thấy xác. Lục Kỳ gọi cú điện thoại này nguyên nhân là để Hứa Thuần Lương cẩn thận một chút, lúc trước dù sao cũng là tại hồi xuân đường bắt lấy Hàn Thiên trì. Lo lắng người này đào tẩu sau sẽ đối với Hứa Thuần Lương áp dụng trả thù. Hứa Thuần Lương thầm than những cảnh sát này làm việc thật sự là quá sơ sót, giữa ban ngày nhiều người như vậy canh chừng còn có thể để Hàn Thiên Trì chạy, hắn cũng không sợ Hàn Thiên Trì, người này chỉ cần dám tìm đến mình báo thù, nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Hứa Thuần Lương thuận lợi thi xong, trên đường về nhà lại tiếp vào Thanh Long Sơn hộ lâm viên Chu Mãnh gọi điện thoại tới, Chu Mãnh trong nhà có một cây hà thủ ô, nghĩ bán đi. Hắn nhớ kỹ Hứa Thuần Lương nói qua trong nhà là mở trung y quán, cho nên gọi điện thoại hỏi hắn có thu hay không. Hứa Thuần Lương để hắn đem đồ vật đưa đến hồi xuân đường đi, ra ra bình thường ngược lại là không từng đứt đoạn thu những này thuốc bắc. Hứa Thuần Lương về đến nhà phát hiện Chu Mãnh đã đến, nguyên lai con hàng này gọi điện thoại thời điểm khoảng cách hồi xuân đường liền không xa, hắn mang tới căn này hà thủ ô trọn vẹn 15 cân. Hứa Trường Thiện làm nghề y mấy chục năm đều chưa thấy qua như thế lớn hà thủ ô. Theo bản thảo cương mục ghi chép, hà thủ ô chân tiên cỏ vậy. 50 năm người như quyền lớn, 100 năm người như to bằng cái bát. Cái này hà thủ ô chỉ ít 300 năm. Lão gia tử hỏi Chu Mãnh nghĩ muốn bao nhiêu tiền, Chu Mãnh cũng là bởi vì không biết thị trường hành tình mới đến hồi xuân đường. Hắn kỳ thật cũng hỏi qua một vòng, bên ngoài mở cho hắn giá đều là 300 một cân, 15 cân đại khái có thể bán 4.000 năm, nếu như cái giá tiền này không bằng bán cho bằng hữu càng yên tâm hơn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta cùng ngươi trước sau chỉ thấy qua hai lần, nhưng không tính là bằng hữu, ra bao nhiêu tiền còn phải nhìn ý của gia gia. Hứa Trường Thiện nói cho Chu Mãnh hiện tại hà thủ ô giá thị trường đại khái 500 một cân, nhưng là giống như thế lớn hắn vẫn là đầu hẹn gặp lại, đã Chu Mãnh là Hứa Thuần Lương bằng hữu, hắn cũng liền không vòng vèo tử một ngụm giá 5 vạn, nếu như Chu Mãnh cảm thấy phù hợp đồ vật liền lưu lại, nếu như cảm thấy không thích hợp, hắn có thể cầm thủ ô đi nơi khác lại bán. Chu Mãnh lúc đầu trông cậy vào có thể bán cái 2 vạn khối, lão gia tử cho ra giá cả đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài, lúc này biểu thị đồng ý. Hứa Trường Thiện đi sát phách ngân hàng lấy tiền, cho Chu Mãnh để hắn làm một điểm thanh. Chu Mãnh cũng là người sảng khoái, điểm đều không điểm liền đem tiền thả trong bọc. Hứa Trường Thiện hỏi thăm căn này thủ ô lai lịch. Chu Mãnh nói cho lão gia tử, căn này hà thủ ô hay là hắn phụ thân đào. Phụ thân khi còn sống cũng là Thanh Long Sơn hộ lâm viên, thường xuyên ở trên núi đào trúc dược liệu trợ cấp gia dụng, căn này hà thủ ô cũng là hắn đào qua một cây lớn nhất, một mực để ở nhà không có bỏ được bán. Phụ thân sau khi qua đời, hắn tướng căn này thủ ô thả trong nhà, luôn cảm thấy căn này thủ ô bên trên có phụ thân cái bóng, năm nay mẫu thân được xương đùi đầu hoại tử, bệnh viện đề nghị mau chóng đi xương đùi đầu đổi thành thuật. Mẫu thân một mực không có công tác chính thức, vẫn là nông thôn hộ khẩu. Nông bảo đảm cũng báo không có bao nhiêu, cho nên hắn chỉ có thể nhịn đau tướng căn này thủ ô bán đi, dùng số tiền kia cho mẫu thân chữa bệnh.
Hứa Trường Thiện nghe xong, ngược lại có chút không đành lòng thu, hắn từ đầu đến cuối cho rằng có nhiều thứ ký thác người nhà tình cảm, nhìn vật nhớ người, nếu như không phải cùng đường mạt lộ, Chu Mãnh cũng sẽ không đem căn này Hà Thủ Ô cho bán đi. Hứa Trường Thiện chủ động hỏi Chu Mẫu bệnh tình, Chu Mãnh vừa vặn mang theo bệnh lịch cùng phiến tử, lúc này lấy ra cho lão gia tử xem qua. Hứa Thuần Lương vừa nhìn liền biết ra ra động lòng trắc ẩn, từ ra ra trên thân, Hứa Thuần Lương thấy được chân chính thầy thuốc nhân tâm, lão gia tử trên người loại này tình hoài là làm nay chữa bệnh hệ thống rất nhiều bác sĩ trên thân không có. Hứa Thuần Lương cũng cân nhắc qua nguyên nhân trong đó, bởi vì lão gia tử tôn trọng sinh mệnh, lấy người vì bản, một đối với bệnh nhân đầu tiên nghĩ đến phải là cứu người, mỗi chữa trị tốt một bệnh nhân, hắn đều sẽ cảm thấy từ đáy lòng vui mừng. Mà có chút bác sĩ, bọn hắn chỉ là tướng tôn trọng sinh mệnh treo ở ngoài miệng, tướng bác sĩ xem vì một kiện công việc mà thôi. Bệnh viện tại chỗ chế độ không không đang ám chỉ bác sĩ lấy hiệu quả và lợi ích làm đầu, xã hội hiện đại khuyết thiếu tín ngưỡng, tiền tài trí thượng, bác sĩ cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán, cho nên mới dẫn đến hành nghề người tâm thái phát sinh biến hóa. Một cái thời thời khắc khắc tướng kinh tế lợi ích thả tại vị trí thứ nhất bác sĩ lại có thể nào toàn tâm toàn ý đất là bệnh nhân cân nhắc. Xương đùi đầu hoại tử lại xưng là xương đùi xương đầu. Xương sụn trứng, là bởi vì xương hông bộ cường lực phụ trọng, xương đùi xương đầu. Nhiều lần nhận tổn hại phần, khí sôi máu động, phục cảm giác phong hàn ẩm ướt tà, khiến huyết dịch cung ứng bị ngăn trở, đánh mất nhu nuôi mà gây nên bệnh. Trung y không bệnh này tên nhưng là cổ đại y điển bên trong sớm có miêu tả. Y Tông Kim Giám quyển 89 ghi chép, xương hông, đã xương hông. Như làm thụ phong thấp hàn khí. Gặp lại bị thương, ứ máu ngưng trệ, xương cứng rắn gân lật, đủ không thể đi thẳng, gân ngắn người mũi chân chạm đất, mông nỗ nghiêng đi. Hứa Trường Thiện nghiên cứu xong Chu Mẫu bệnh lịch, hắn biểu thị tình huống chưa nghiêm trọng đến nhất định phải đi xương đùi đầu đổi thành tình trạng, nhằm vào Chu Mẫu tình huống, mở một tề lưu thông máu nuôi xương canh. Đương Quy 10 giờ, Diên Hồ Tác 10 giờ, Trần Bì 10 giờ, Úc Kim 10 giờ, Sống Một Mình 15 gam, Bạch Chỉ 10 giờ, Nhục Quế 10 giờ. Cốt toái bổ 15 gram, cây tục đoạn 10 giờ, chó sống lưng 15 gram, hoài ngưu tất 6 giờ, thấu cốt thảo 10 giờ. Lưu thông máu nuôi xương canh, có thể sống máu dùng thuốc lưu thông khí huyết, tán lạnh trừ ẩm ướt, ấm thông gân mạch, cường cân tráng cốt. Nói cho Chu Mãnh sẽ lấy thượng trung thuốc sắc trong xúc phục, mỗi ngày một tề, sớm tối bỗng nhiên phục, cũng có thể trung ép làm thuốc mạt luyện mật là hoàn, nhưng lại thêm 6 giờ, hết thuốc 6 giờ trung nhiên mảnh mạt. Dùng rượu đế điều thoa ngoài ra tại chỗ đau, trong ngoài kiêm trị. Thông qua hỏi bệnh Hứa Trường Thiện biết được Chu Mẫu hẳn là có quan hệ tiết nửa sai khớp triệu chứng, hắn để Chu Mãnh trước tiên đem thuốc mang về, chờ Chu Mẫu triệu chứng làm dịu, có thể cùng mình liên lạc một chút, giúp nàng thủ pháp trở lại vị trí cũ. Hứa Trường Thiện mở tốt đơn thuốc, giúp Chu Mãnh phối tốt thuốc, chút xu bạc chưa lấy, Chu Mãnh đối lão gia tử cảm tạ một phen rời đi, kỳ thật hắn đối cái này uống thuốc có hiệu quả hay không cũng không dám xác định. Nhưng là mẫu thân đối thủ thuật là phi thường bài xích, hắn quyết định thử trước một chút nhìn. Chu Mãnh rời đi về sau, Hứa Trường Thiện để Hứa Thuần Lương tướng cây kia Hà Thủ Ô cất kỹ, về sau Chu Mãnh lúc nào hối hận có thể tùy thời lấy về. Tại lão gia tử xem ra, căn này Hà Thủ Ô gánh chịu Chu Mãnh đối qua đời phụ thân tình cảm, nếu như không phải thực sự không có cách, hắn cũng sẽ không bán, Thủ Ô tuy tốt, nhưng là lão gia tử sẽ không làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Sát phách phòng khám bệnh đã bắt đầu kinh doanh, sinh ý mặc dù so ra kém trước đó đẹp vô cùng ngực lớn, nhưng là đối hồi xuân đường sinh ý ảnh hưởng lớn hơn. Hứa Thuần Lương vốn đang lo lắng ra ra lại bởi vậy thất lạc, bất quá hắn phát hiện lão gia tử sớm đã nghĩ thoáng, thừa dịp lần này hắn trở về, ra ra để hắn bồi mình đi ở vào khu vực mới Trường Thanh ven hồ khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện nhìn xem. Hứa Thuần Lương hỏi hắn có phải hay không muốn cùng Cố Hậu Nghĩa lên tiếng kêu gọi, Hứa Trường Thiện biểu thị không cần. Nếu như chào hỏi người ta liền sẽ có chuẩn bị, ngược lại không nhìn thấy tình huống chân thật. Hai người đánh chiếc xe đi vào khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, trước mắt còn không có chính thức khai trương, còn chỗ đang khẩn trương kiến thiết bên trong, công trường quản lý phi thường nghiêm ngặt, xin miễn hết thảy ngoại bộ tham quan. Hai người liền ở chung quanh đi lòng vòng, hoàn cảnh hoàn toàn chính xác rất không tệ. Bọn hắn tại hạng mục giới thiệu biển quảng cáo trước ngừng chân. Từ đầu tới đuôi nhìn một lần Hứa Thuần Lương tại nhà đầu tư bên trong thấy được. Một cái tên quen thuộc, Xích Đạo Vốn Liếng. Hắn nhớ kỹ Xích Đạo Vốn Liếng tổng giám đốc tựa như là Loan Ngọc Xuyên, mặc hàm cho danh thiếp của hắn bên trên liền in Xích Đạo Vốn Liếng mấy chữ.
Hứa Thuần Lương cho Mạc Hàm phát cái tin, hỏi bọn họ có phải hay không tại Đông Châu đầu cái khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục. Mạc Hàm các loại trong chốc lát mới hồi phục, xác thực, công ty tại ném hạng mục rất nhiều, khỏe mạnh chỉ là trong đó một cái nhỏ hạng mục. Xảo phải là, Mạc Hàm hiện tại người ngay tại Đông Châu, nàng đang muốn tìm Hứa Thuần Lương trưng cầu ý kiến một ít chuyện, hai người hẹn xong đi Trạng Nguyên đường phố gặp mặt. Hứa Thuần Lương đi vào Nam Sơn Nam quán trà thời điểm, Mạc Hàm đã tới trước, vẫn là một thân màu đen hệ cách ăn mặc. Tại Hứa Thuần Lương trong ấn tượng còn giống như không có những nữ nhân khác đối màu đen như thế mưu cầu danh lợi, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng họ Mạc. Dựa theo cái này logic, họ Bạch không được một thân bạch. Họ Hoa không được ăn mặc ngũ thải tân phân. Mạc Hàm nhìn chung quanh một chút chung quanh, địa phương tuyển đến không tệ. Hứa Thuần Lương cười cười, lần thứ nhất vẫn là Bùi Lâm dẫn hắn tới, mặc dù lúc ấy hai người không hài lòng, nhưng là hắn thích vô cùng quán trà hoàn cảnh. Mạc Hàm đã điểm tốt trà, tuyển phải là tám ấm hoa nhài, hương khí nghi nhân, không nồng không nhạt, uống có cỗ tử nhàn nhạt băng đường vị. Hứa Thuần Lương nói, lúc nào tới? Hôm trước. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, luôn cảm thấy Mạc Hàm có chút thần bí. Mạc Hàm nói, ta vừa rồi hiểu rõ một chút, khỏe mạnh hạng mục chúng ta thực sự tại ném, ngươi tìm ta tìm hiểu tình huống, là không phải là bởi vì ra ra ngươi sự tình. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, ngươi đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Mạc Hàm nói, xích đạo ở trong nước đầu tư nhiều như vậy, ta không có khả năng mỗi sự kiện đều chú ý. Hứa Thuần Lương lúc đầu hoài nghi ra ra được thỉnh mời đi khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, phía sau có xích đạo vốn liếng tác dụng, hiện tại từ Mạc Hàm phản ứng đến xem, hẳn là quan hệ không lớn. Vậy ngươi gặp ta vì chuyện gì? Mạc Hàm nói, bệnh viện các ngươi phát sinh sự tình ta nghe nói, có muốn biết là ai hay không đánh đám người kia? Hứa Thuần Lương lắc đầu, không hứng thú, cùng bệnh viện chúng ta lại không quan hệ, đánh chết đáng đời. Mạc Hàm thật đúng là đoán không ra ý nghĩ của hắn. Vốn cho rằng Hứa Thuần Lương đối với chuyện này chân tướng cảm thấy hứng thú, nhưng Hứa Thuần Lương xuất ra việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, cứ như vậy nàng phản ngược lại không tiện nói đi xuống, chỉ có thể nâng chung trà lên uống trà. Hứa Thuần Lương nói, muốn nói người vẫn là nói ra đi, tuyệt đối đừng kìm nén. Mạc Hàm lạnh lùng nhìn qua hắn, ta mới lười nhắc quản chuyện của các ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, thật xa tới, ta giữa trưa mời ngươi ăn cơm. Quán trà này có mấy đạo hoài dương đồ ăn không tệ. Mạc Hàm tức giận nói, không ăn, ta có việc. Hứa Thuần Lương nói, đừng nóng giận a, đúng, khỏe mạnh phương diện mời ta ra ra hợp tác mở trung y dưỡng sinh quán, điều kiện phi thường hậu đãi, ngươi cảm thấy chuyện này đáng tin cậy sao? Mạc Hàm nói, khỏe mạnh suy nghĩ tại cấp cao dưỡng lão, tại toàn các thành phố lớn đều có hạng mục, nếu như các ngươi không yên lòng, ta có thể an bài các ngươi đi những thành thị khác khảo sát. Hứa Thuần Lương nói, không có gì không yên lòng, hắn chủ yếu là cảm thấy ra ra ra, một người ứng phó hồi xuân đường đã phi thường phí sức, Cố Hậu Nghĩa ngày đó đến hồi xuân đường đưa ra mời thời điểm, Hứa Thuần Lương liền đã động tâm, nhưng cuối cùng vẫn muốn nhìn ý của ra ra. Mạc Hàm nói, đương kim hoàn cảnh xã hội, vẻn vẹn dựa vào đơn đả độc đấu là không được, vô luận cái nào ngành nghề đều tại làm tài nguyên chỉnh hợp ưu thế bổ sung phương thức, Hứa Lão Tiên Sinh tại Đông Châu danh khí rất lớn. Hắn nếu là gia nhập liên minh khỏe mạnh, đối với song phương đều là một chuyện tốt. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, trong lòng đối với chuyện này đã có phổ, đoán chừng Mạc Hàm đến Đông Châu 89 phần 10 cùng Đại Hằng tập đoàn có quan hệ, thế là đem Đại Hằng tập đoàn tìm Trường Hưng chuyện hợp tác tiết lộ cho nàng. Mạc Hàm quả nhiên đối với chuyện này sinh ra hứng thú, nàng nói cho Hứa Thuần Lương, Đại Hằng tập đoàn nợ nần vấn đề vô cùng nghiêm trọng, gần nhất bất động sản thị trường bắt đầu tiến vào cơn sóng nhỏ kỳ. Đại Hằng tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ kinh tế đình trệ, dẫn đến thu nhập giảm mạnh, năm nay tiêu thụ tình huống rất không lạc quan, cuối năm bọn hắn phát hành đồng thời công trái sắp đến trả tiền mặt lợi thức thời điểm, lấy hiện trạng của bọn họ tới nói, đại khái suất sẽ xuất hiện trái với điều ước. Không cách nào trả tiền mặt đủ chán lợi tức. Chuyện này sẽ dẫn đến Đại Hằng tập đoàn một vòng mới nguy cơ, theo tin tức đáng tin, Đại Hằng tập đoàn tổng giám đốc đã bắt đầu bán ra tài sản cá nhân thu hoạch tiền hoạt động đến giải quyết trước mắt khốn cảnh. Hứa Thuần Lương có chút hiếu kỳ nói, Đại Hằng tài chính của mình đều khẩn trương thành bộ dáng này, bọn hắn làm sao còn có gan khắp nơi cầm địa. Mạc Hàm nói, bọn hắn nhất quán chính sách chính là dơ cao cao đánh, nơi nào có điểm nóng liền hướng chỗ nào đâm, mấy năm này cũng hoàn toàn chính xác chữ hàng một nhóm lớn chất lượng tốt cánh đồng. Hoa Niên tập đoàn tình huống so với bọn hắn rất nhiều a. Mạc Hàm khịt mũi coi thường nói, tám lạng nửa cân,
Hoa Niên tập đoàn Đường Kinh Vĩ 2 năm trước vốn liếng ra biển, nhưng hắn đầu tư hải ngoại hạng mục hơn phân nửa đều là lỗ vốn. Quốc tế hoàn cảnh đầu tư đối với nước ta cũng không hữu hảo là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là rất nhiều thương nhân đầu tư hải ngoại dự tính ban đầu cũng không phải là vì kiếm tiền. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, cái này ta hiểu là vì hợp pháp chuyển di tài sản. Mặc Hàm nói, cấp trên đã phát hiện cái này manh mối, cho nên kịp thời gia tăng phương diện này quản khống, Hoa Niên tập đoàn cũng là tại loại tình huống này, không thể không tướng trọng tâm một lần nữa ném ở trong nước. Bọn hắn khiến cho hạng mục mặc dù không ít nhưng là thành công không nhiều, thương nghiệp địa sản làm bất quá Đại Hằng, công tác bán lẻ làm bất quá mới Long Cơ, giá cổ phiếu cũng là không ngừng hạ áp chế, đầu tư lớn khỏe mạnh có thể xem vì bọn họ một lần chỉnh thể truyền hình. Hứa Thuần Lương nói, Hoa Niên tập đoàn cũng là lớn lắc lư. Căn bản không có tiền. Mặc Hàm nói, bọn hắn trước mắt tiền mặt lưu cũng không tệ lắm, chủ yếu là liên tiếp bán phá giá mấy cái hải ngoại hạng mục, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hứa Thuần Lương bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, các ngươi Xích Đạo vốn liếng không phải làm đầu tư sao? Vì cái gì không suy tính một chút bệnh viện chúng ta? Mặc Hàm nói, người đối với đầu tư cũng không hiểu rõ, đầu tư cũng chia dài ngắn, chúng ta Xích Đạo vốn liếng đối với đầu tư thời gian dài, ích lợi chậm hạng mục bình thường không có hứng thú. Vậy tại sao muốn ném khỏe mạnh? Mặc Hàm cũng không giấu giếm, khỏe mạnh tập đoàn tổng giám đốc Địch Bình Thanh tiên sinh cùng Loan Tổng là bạn tốt. Hắn gần nhất tại tài chính bên trên gặp được một chút phiền toái, Loan Tổng mới sẽ hỗ trợ. Ta nhìn thấy mấy thì tin tức, Xích Đạo vốn liếng giống như tại thu mua Đại Hằng. Mặc Hàm nói, Loan Tổng nghĩ như thế nào ta không biết, tin tức đích thật là có, nhưng trên thị trường tin tức thật thật giả giả ai có thể tin tưởng. Ngươi vừa nói sự kiện kia ta lại có hứng thú. Hiện tại là ta không hứng thú nói. Mặc Hàm trong lòng cuối cùng thư thản một chút. Hứa Thuần Lương nói. Ta hiện tại càng ngày càng phát hiện chuyện này có thể là một cái khổ nhục kế. Mặc Hàm nói, Trường Hưng nếu là cùng Hoa Niên tập đoàn đạt thành hợp tác, nhất không vui người kia hẳn là ngươi đi. Ta tại sao muốn không vui? Ngươi cho rằng Hoa Niên thái tử ra Đường Thiên Nhất sẽ tùy tiện buông tha ngươi. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, xem ra chuyện này truyền đi rất rộng, hắn nói khẽ, nghe ngươi kiểu nói này, ta đối với song phương hợp tác càng phát ra mong đợi. Ta ngược lại muốn xem Hoa Niên tập đoàn có thể bắt ta như thế nào. Mặc Hàm nói, kỳ thật lấy năng lực của ngươi làm gì khuất tại Trường Hưng, coi như đi khỏe mạnh tập đoàn, phát triển cũng muốn so Trường Hưng có tiền đồ được nhiều. Mặc Hàm phát cho Hứa Thuần Lương một tấm hình, Hứa Thuần Lương từ trên tấm ảnh nhận ra cùng Đồng Trường Hạo những người kia phát sinh ẩu đả thủy sản thương nhân, trong đó còn có một người hắn không biết. Mặc Hàm nói cho hắn biết, tên nam tử kia gọi Phùng Trung Á, là Trương Hằng Dương trợ lý. Nàng mặc dù không có đem lời điểm thấu, Hứa Thuần Lương cũng đã minh bạch, ẩu đả Đồng Trường Hạo đám người kia hẳn là thụ Đại Hằng tập đoàn ủy thác. Chính như Đông Nghiễm Sinh nói, thương nghiệp cạnh tranh quả nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hứa Thuần Lương không có bóc mặc chuyện này tất yếu, vô luận là Đại Hằng vẫn là Hoa Niên cùng hắn đều không có quan hệ gì, chuyện này cuối cùng là hai cái tập đoàn lợi ích chi tranh, có thể coi là một lần chó cắn chó hành vi. Chỉ cần bọn hắn không có xúc phạm đến ích lợi của mình, Hứa Thuần Lương liền tạm thời sẽ không xuất thủ, liền để bọn hắn đánh cái đầu rơi máu chảy, liền để bọn hắn cắn một miệng lông, ngồi xem kịch, không cũng khoái chăng. Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn ở giữa cổ quyền đàm phán rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu, phụ trách cụ thể đàm phán người biến thành Đồng Trường Hạo, mà làm cho tất cả mọi người cảm thấy không hiểu là, Đồng Trường Hạo thuê một vị trợ lý, cũng chính là hắn lần này đàm phán phụ tá, trước Nguy Sơn đảo bệnh viện viện trưởng Trương Hải Tân. Trương Hải Tân đã từ Trường Hưng bệnh viện từ chức, trước mắt chính thức gia nhập Hoa Niên tập đoàn lớn khỏe mạnh sự nghiệp bộ, đảm nhiệm phó tổng quản lý. Triệu Phi Dương biết được tin tức này lập tức ý thức được, Hoa Niên tập đoàn là muốn thông qua phương thức như vậy hướng mình thị uy, dùng cái gì người, hắn nói không tính. Người Triệu Phi Dương đã có thể sử dụng để Hoa Niên khó chịu Hứa Thuần Lương, Hoa Niên liền dùng phương pháp giống nhau đến phản kích. Triệu Phi Dương cũng không có vì vậy mà phẫn nộ, hắn chú ý phải là đại cục. Hoa Niên tập đoàn ngoài miệng nói bất mãn, nhưng là cũng không đình chỉ thúc đẩy đàm phán tiến trình, đầu tháng sau Hoa Niên tập đoàn tổng giám đốc Đường Kinh Vĩ liền sẽ đến đây Đông Châu. Hoa Niên tập đoàn phương diện cũng đưa ra một cái bước đầu phương án, thành lập Đông Châu Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty thành lập về sau, từ ban giám đốc phụ trách quản lý bệnh viện. Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn giai đoạn thứ nhất mục tiêu là hình thành từ khu công nghệ cao hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện. Trường Hưng bệnh viện bản bộ,
cùng Trường Hưng bệnh viện thuộc hạ phân viện cùng các cấp môn trần một cái tính tổng hợp chữa bệnh tập đoàn, tương lai còn đem chế tạo não khoa bệnh viện, khối u bệnh viện mấy trường đại học khoa bệnh viện. Hình thành lợi nhuận tính cùng phi lợi nhuận tính lộn xộn y liên thể, kiến thiết tổng hợp, chuyên khoa, cộng đồng đem kết hợp lập thể chẩn đoán điều trị hệ thống. Trong kế hoạch hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện, Hoa Niên tập đoàn nói lên cổ quyền chiếm so là 80%, còn lại 20% thuộc về nơi đó chính phủ. Hợp tác hiệp nghị thư nội bộ thảo luận thời điểm ngay tại Trường Hưng đưa tới sóng to gió lớn, Trường Hưng nhân viên nhất là bất mãn chính là trong đó một đầu, hợp tác sau khi thành công, Trường Hưng bệnh viện nhập vào Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn. Dựa vào cái gì? Bọn hắn là công lập đơn vị, Hoa Niên là xí nghiệp tư nhân, đây không phải tương đương đem bọn hắn bát sắt cho ngã. Tại Trường Hưng bệnh viện cấp lãnh đạo nội bộ trong hội nghị, xưa nay thích sống chết mặc bầy bí thư Trần Hưng An lần này rốt cục nhịn không được. Hắn ngay trước Triệu Phi Dương bột đưa ra mấy cái bén nhọn vấn đề. Một là hợp tác sau Trường Hưng bệnh viện họ công vẫn là họ tư vấn đề, đi qua bọn hắn là bệnh viện công, thuộc về cục vệ sinh, không thể bởi vì sát nhập liền biến thành Hoa Niên tập đoàn một bộ phận, toàn thể nhân viên biên chế xử lý như thế nào. Hai là Trường Hưng bệnh viện tài sản ước định tiêu chuẩn gì. Vì cái gì Hoa Niên tập đoàn muốn chiếm như thế lớn cổ quyền tỷ lệ. Ba là hợp tác sau bệnh viện quản lý vấn đề. Là tiếp tục sử dụng đi qua ban lãnh đạo, vẫn là một lần nữa tuyển chọn cán bộ. Nhân sự của bọn họ quyền đến tột cùng là ai tới làm nhà. Trần Hưng An vấn đề kỳ thật cũng là cơ hồ tất cả Trường Hưng người đều đang chăm chú vấn đề, Triệu Phi Dương không cách nào né tránh những vấn đề này, hắn cũng nghĩ kỹ trả lời như thế nào. Triệu Phi Dương thanh thanh táo tử nói, Trần Thư Ký nói lên ba cái vấn đề rất tốt, tin tưởng những vấn đề này cũng là mọi người quan tâm, ta ở đây hướng mọi người từng cái đáp lại. Lần này bệnh viện công cải cách là Đông Châu chính phủ thành phố chủ đạo, dẫn vào Hoa Niên tập đoàn công ty tài chính, sơ bộ hiệp nghị là từ Hoa Niên tập đoàn cổ phần khống chế 80%, Đông Châu chính phủ thành phố chiếm cổ 20%, nơi này ta muốn cường điệu một chút, cổ quyền phân phối sẽ lấy cuối cùng bỏ vốn chán cùng tài sản thực tế ước định làm chuẩn, hiện tại tỷ lệ chỉ là dự đoán tỷ lệ. Tất cả mọi người nghe rõ hắn ý tứ, Triệu Phi Dương còn cường điệu một sự kiện, đó chính là cải cách là trong thành phố định ra tới. Cầm cố tỷ lệ cũng là trong thành phố đồng ý, cái này tựa như là hồi phục vấn đề thứ hai, nhưng là lại hồi phục đến không đủ sáng tỏ. Triệu Phi Dương lại nói, song phương cộng đồng thành lập Đông Châu Thị Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, từ công ty quản lý ban giám đốc tới quản lý bệnh viện, cá nhân ta hẳn là sẽ tiến vào ban giám đốc không phải độc đoán, không có khả năng ta một người định đoạt, đây cũng là trên quốc tế thông dụng quản lý phương thức. Thông qua chúng ta cùng Bình Hải Bệnh viện Nhân dân tỉnh hữu hảo hiệp thương, Bình Hải Bệnh viện Nhân dân tỉnh sẽ ở kỹ thuật, nhân tài, quản lý, nhãn hiệu các loại yếu tố phương diện cung cấp toàn diện ủng hộ và kết nối, các ngươi quan tâm quyền nhân sự về sau sẽ từ ban giám đốc định đoạt. Nghe Triệu Phi Dương đáp lại qua vấn đề thứ hai, Trần Hưng An sắc mặt đã tướng không đảm đương nổi nhìn, quyền nhân sự về ban giám đốc, đây còn không phải là họ tư. Liên quan tới mọi người quan tâm nhất bệnh viện họ công vẫn là họ tư vấn đề. Chúng ta khẳng định sẽ rõ xác thực quyền tài sản kết cấu, cải cách mục tiêu phi thường minh xác, đó chính là hình thức đầu tư cổ phần, bệnh viện sẽ sửa là xí nghiệp pháp nhân, cân nhắc đến Trường Hưng tình huống thực tế, bệnh viện hiện hữu biên chế nhân viên giữ lại sự nghiệp đơn vị biên chế, sau khi về hưu hưởng thụ sự nghiệp đơn vị các hạng chính sách, nhưng ở toàn bộ cải chế quá trình bên trong, hưởng thụ hình thức đầu tư cổ phần tích hiệu trình độ. Triệu Phi Dương cuối cùng mới đáp lại cái này vấn đề mấu chốt. Phó Viện trưởng Cảnh Văn Tú không nói gì, nàng trong khoảng thời gian này cùng Hoa Niên tiếp xúc tấp nập, đối Hoa Niên tập đoàn vẫn tương đối hiểu rõ, theo nàng biết, cải chế sau đối bọn hắn những người này cũng không chỗ xấu, biên chế không thay đổi, đãi ngộ sẽ có một cái đại phúc tăng lên. Bệnh viện lãnh đạo chủ yếu sẽ từ tiền lương chế cải thành lương một năm chế, bởi vì khu công nghệ cao hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết, địa vị của nàng khẳng định vững như thành đồng. Đại ca là khu công nghệ cao người đứng đầu. Đừng nói Triệu Phi Dương, coi như Hoa Niên tập đoàn cũng phải cho nàng ba phần chút tình mọn, cho nên Cảnh Văn Tú là Triệu Phi Dương kiên định người ủng hộ. Tần Quốc Lương là làm nghiệp vụ xuất thân, hắn bản thân liền là Trường Hưng dẫn vào cấp cao nhân tài, cải chế đối với hắn loại này có thật người có bản lĩnh chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nếu như tại dân doanh bệnh viện, giống hắn dạng này cấp cao nhân tài, thu nhập so trước mắt tăng dài hơn một lần cũng rất bình thường, cho nên hắn tạm không biểu lộ thái độ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cao Tân Hoa cũng không có tỏ thái độ, mặc dù hắn cũng biết lần này cải cách sẽ không ảnh hưởng với bản thân lợi ích, nhưng là hắn luôn cảm thấy bất an.
Triệu Phi Dương một đao kia nên là chém vào Trường Hưng lão công nhân trong tâm khảm, vô luận hắn phác họa bản thiết kế có bao nhiêu đẹp, nhưng bất kỳ cải cách đều không thể nào làm được tất cả mọi người được lợi, thậm chí làm không được đại đa số người được lợi. Có người được lợi liền sẽ có người trả giá đắt, như vậy đại giới ai đến gánh chịu? Bí thư Trần Hưng An làm chính đảng cán bộ, hắn đã sớm đối lần này cải chế sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tại Triệu Phi Dương trả lời hắn ba cái vấn đề về sau, Trần Hưng An nói, tương lai ban giám đốc là ai tuyển ra tới? Chúng ta Trường Hưng nhân viên trong tương lai hình thức đầu tư cổ phần trong bệnh viện đóng vai nhân vật như thế nào? Chúng ta có phải hay không công ty cổ đông? Triệu Phi Dương đoạn thời gian gần nhất đã cảm giác được Trần Hưng An động tĩnh, hắn cũng nghĩ kỹ ứng đối phương pháp, đương nhiên là, chúng ta Trường Hưng mỗi một vị nhân viên đều sẽ bệnh viện chủ nhân. Cao Tân Hoa lúc này chậm rãi nói một câu nói, chúng ta đi qua cũng vẫn luôn là Trường Hưng chủ nhân. Hiện trường yên lặng xuống, Triệu Phi Dương nội tâm bỗng nhiên trầm xuống, Cao Tân Hoa lúc này mở miệng nói chuyện tuyệt không phải thuận miệng nói, chứng minh hắn đối mình không tán đồng. Hắn vẫn luôn đang lo lắng Cao Tân Hoa, từ khi Thiên Hải kiến thiết an toàn sự cố về sau, hắn đã cảm thấy Cao Tân Hoa có chút cải biến, mặc dù mặt ngoài cùng đi qua không có gì khác biệt, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào, Cao Tân Hoa trở nên càng chủ động, tướng môn xem bệnh, hành chính đến tiếp sau cải biến công trình giao cho Đỉnh Lập kiến thiết. Triệu Phi Dương bởi vì áy náy, cũng ra ngoài cân bằng dư luận cân nhắc, nhận đồng cách làm của hắn, hiện tại Cao Tân Hoa thế mà nói một câu như vậy, hắn trong lòng có chút khó chịu. Trần Hưng An nói, quá khứ là cho quốc gia làm công, về sau có thể là cho nhà tư bản làm công, tại nhà tư bản trong xí nghiệp, ta cái này bí thư liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Cảnh Văn Tú cảm thấy mình có cần phải nói, nàng cười nói, Trần Thư Ký không cần lo lắng. Liền xem như xí nghiệp cũng phải tại đảng lãnh đạo hạ. Trần Hưng An lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Cảnh Văn Tú bị đổi một hơi kém chút không có đi lên, Trần Hưng An thay đổi, luôn luôn gặp người liền cười, không hỏi thế sự bí thư đột nhiên trở nên lực công kích 10 phần. Nàng không khỏi nghĩ đến lúc trước bị Cố Hậu Nghĩa lúc trước nhục nhã tình cảnh. Trần Hưng An trên thân khuyết thiếu Cố Hậu Nghĩa bá khí, hắn mục tiêu của hôm nay cũng không phải mình. Trần Hưng An nhìn qua Triệu Phi Dương nói, liên quan tới thành lập hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện sự tình cần trước đại hội biểu quyết đi, chúng ta mấy cái không thể đem chuyện này tùy tiện định ra đến, chúng ta không thể đại biểu rộng rãi công nhân viên chức, càng không thể tùy tiện quyết định bọn hắn tương lai vận mệnh. Triệu Phi Dương mỉm cười nói, chuyện lớn như vậy đương nhiên chức vị quan trọng đại hội biểu quyết, các vị còn có ý kiến gì? Hắn thậm chí lười nói đề nghị cái từ này, những người này có thể nghĩ ra tốt đề nghị Trường Hưng cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ cục diện. Một bang chỉ có ý kiến không có đề nghị ra hỏa. Cao Tân Hoa nói, cải chế sau tất cả nhân viên thu nhập đều sẽ tăng lên trên diện rộng sao. Triệu Phi Dương gật đầu nói, kia là đương nhiên. Trần Hưng An ha ha cười một tiếng, lần này hắn nhịn được không nói gì, nhưng thái độ đã biểu đạt đến mức tương đương rõ ràng. Ta không tin. Triệu Phi Dương sau đó để Cao Tân Hoa bồi mình đi một chuyến khu công nghệ cao công trường, thổ địa vẫn là khối kia thổ địa, nhưng là quảng cáo đã thay đổi. Trên tường rào đã xuất hiện hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện hiệu quả đồ, quảng cáo bên trên viết. Trường Hưng Bệnh viện liên thủ Hoa Niên tập đoàn kiến thiết Giang Hải địa khu khu vực chữa bệnh trung tâm. Kiến thiết trong nước hạng nhất cấp 3 giáp đẳng tổng hợp bệnh viện. Khu công nghệ cao chúng ta tới. Cao Tân Hoa cho rằng câu thứ hai có mau bệnh, cấp 3 giáp đẳng tổng hợp bệnh viện không phải ngươi nghĩ kiến thiết liền có thể kiến thiết lên, kia phải dựa vào phê chuẩn, bệnh viện xây thành về sau. Cứng mềm đều đạt tới tiêu chuẩn, người mới có tư cách sáng tạo tam giáp. Đối với chuyện này Trường Hưng đang đánh gần cầu, Trường Hưng bệnh viện là tam giáp giống như liền đại biểu Tân Y viện cũng là tam giáp, không phải cái dạng này, người nhiều nhất chỉ là dựa theo tam giáp tiêu chuẩn kiến thiết, xây xong về sau tạm thời còn không thành được tam giáp, huống chi trước mắt liền nền tảng cũng không đánh. Trống trải trên công trường, hai vị Trường Hưng tại trong bụi cỏ một trước một sau chậm rãi đi tới. Giờ phút này Triệu Phi Dương mặt mũi sáng sủa, hắn đối tương lai tràn đầy chờ mong, rất nhanh hắn liền phát giác được Cao Tân Hoa rơi sau lưng mình, Tân Hoa ca, đi chậm như vậy à. Cao Tân Hoa nói, bệnh cũ phạm vào, chân đau. Năm đó ở người âm sơn trong chiến dịch chân của hắn nhận qua tổn thương, nhưng là cùng Chiêm Ái Hoa, Đông Nghiễm Sinh những này chiến công chói lọi chiến hữu khác biệt, Cao Tân Hoa đành phải cái tam đẳng công. Triệu Phi Dương tại nguyên chỗ dừng bước lại, chờ lấy hắn đuổi đi lên. Lại không quay đầu lại, Tân Hoa ca, ngươi có phải hay không sợ hãi cải chế a? Cao Tân Hoa nói,
ta không phải sợ hãi cải chế, ta là sợ hãi bị người khác đâm cột sống. Triệu Phi Dương lắc đầu, Trường Hưng nếu như không thay đổi chế, sớm tối đều sẽ bị cạnh tranh kịch liệt chữa bệnh thị trường đào thái. Cao Tân Hoa thở dài nói, ta không có người cách cục cùng ánh mắt, nhưng là ta luôn cảm thấy chuyện này nhất định phải thận trọng xử lý, nếu như xử lý không tốt có thể sẽ ra đại sự. Triệu Phi Dương nói, Trần Thư Ký lo trước lo sau, ta có thể hiểu được, hắn là lo lắng tự thân lợi ích bị hao tổn, người sẽ không có băn khoăn như vậy à. Cao Tân Hoa cho là hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, ta không phải lo lắng lợi ích bị hao tổn, ta chỉ là không rõ, vì cái gì chúng ta hảo hảo bệnh viện công nhất định phải đi hình thức đầu tư cổ phần con đường. Triệu Phi Dương nói, trong thành phố Định Gia Nam nhà không phải mưu cầu lợi nhuận bệnh viện, trong đó cũng không có chúng ta Trường Hưng, trong thành phố lựa chọn chúng ta làm bệnh viện công cải cách thí điểm chỉ là bước đầu tiên, nếu như Trường Hưng cải cách thành công, cái khác bệnh viện cũng sẽ bắt chước. Cao Tân Hoa nói, vì cái gì chúng ta nhất định phải làm cái này cái thứ nhất đâu? Liên quan tới mưu cầu lợi nhuận cùng không phải mưu cầu lợi nhuận bệnh viện trong thành phố cũng không tồn tại nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ cần Trường Hưng tranh thủ, không phải mưu cầu lợi nhuận bệnh viện danh ngạch khẳng định có bọn hắn một cái, là Triệu Phi Dương chủ động lựa chọn đi mưu cầu lợi nhuận bệnh viện con đường. Triệu Phi Dương nói, muốn cái sau vượt cái trước, muốn dẫn trước Đông Châu cái khác bệnh viện, lần này cải chế là chúng ta cơ hội tốt nhất, cũng có thể là cơ hội duy nhất, ta nguyện làm bệnh viện công cải cách dò đường người. Dựa theo bệnh viện công cải cách yêu cầu, nghiêm ngặt chế tạo hình thức đầu tư cổ phần chữa bệnh bình đài, hình thành trên dưới liên động hình thức đầu tư cổ phần y liên thể, ta tin tưởng tương lai không lâu chúng ta Trường Hưng tất nhiên sẽ cái sau vượt cái trước. Triệu Phi Dương hai mắt bên trong tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng kiêu ngạo, hắn tin tưởng vững chắc mình so những người khác nhìn càng thêm xa, khó khăn chỉ là tạm thời, nếu như co vòi, Trường Hưng liền sẽ vĩnh viễn lạc hậu, cuối cùng từ Đông Châu chữa bệnh thị trường đào thải ra khỏi cục. Cao Tân Hoa nói, ngươi làm sao có thể cam đoan, hợp tác sau khi thành công, Hoa Niên tập đoàn sẽ không can thiệp Trường Hưng quản lý. Bọn hắn sẽ không bạch bạch đầu tư, bọn hắn muốn được là lợi nhuận lớn. Triệu Phi Dương cường điệu nói, bất kỳ cái gì bệnh viện truy cầu đến độ là lợi nhuận lớn, hắn thấy, cái gọi là mưu cầu lợi nhuận tính bệnh viện cùng không phải mưu cầu lợi nhuận bệnh viện cũng không cái gì khác nhau. Đông Châu Lục Đại Tổng hợp Bệnh viện, ai không phải tại nghĩ hết biện pháp truy cầu cao hơn lợi nhuận lớn. Trường Hưng đơn giản là cái thứ nhất đi ra ngoài, từ bỏ quốc gia tài chính ủng hộ, từ lớn phương hướng tới nói bọn hắn cải chế là vì quốc gia làm ra cống hiến, từ nhỏ phương diện tới nói, sẽ để cho Trường Hưng đạt được tốt phát triển. Cao Tân Hoa phát hiện Triệu Phi Dương câu câu không rời đối tương lai ước mơ, nhưng là hắn rất ít cân nhắc đến Trường Hưng phổ thông nhân viên, chẳng lẽ trong mắt hắn nhân viên cảm thụ liền không quan trọng gì sao? Một câu lão nhân biện pháp của người mới biện pháp liền có thể giải quyết Trường Hưng bệnh viện ẩn tàng vấn đề sao? Cao Tân Hoa cho rằng không thể, bởi vì cải chế tất sẽ chạm đến tương đương một bộ phận nhân viên lợi ích, mặc dù trước mắt bọn hắn còn duy trì trầm mặc, nhưng là đang trầm mặc bên trong không ngừng ấp ủ tích góp năng lượng, tòa này trầm mặc núi lửa cuối cùng rồi sẽ bộc phát. Hứa Thuần Lương gần nhất thời gian qua đến vô cùng hài lòng, đưa Tiến Hoa Niên tập đoàn khảo sát tổ, không bao lâu liền nghênh đón Đại Hằng tập đoàn khảo sát tổ. Đại Hằng tập đoàn vẫn mơ ước Nguyệt Nha Loan cánh đồng, bọn hắn đã hướng Triệu Phi Dương đưa ra hợp tác khai phát khỏe mạnh bảo dưỡng tiểu trấn kế hoạch. Chỉ cần Trường Hưng gật đầu, bọn hắn có thể khai thác lấy dễ phương thức tại một khối khác thổ địa bên trên kiến thiết khỏe mạnh bảo dưỡng tiểu trấn, ở trong đó liền bao quát khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, mà trước mắt Nguy Sơn đảo bệnh viện liền có thể kiến thiết thành quốc bên trong đỉnh cấp trên nước nhạc viên. Hứa Thuần Lương không chịu trách nhiệm đàm phán, chỉ phụ trách tiếp đãi. Nói trắng ra liền là phụ trách đi cái hình thức. Đại Hằng tập đoàn khảo sát nơi này cũng không phải lần đầu tiên, bọn hắn chỉ là tại cùng Hồ Sơn trấn chính phủ bàn bạc cầm quá trình bên trong thuận tiện tới chơi. Hứa Thuần Lương từ Mặc Hàm nơi đó đã biết Hoa Niên tập đoàn khảo sát tổ bị đánh phía sau kẻ cầm đầu hẳn là Đại Hằng tập đoàn. Từ thương nghiệp góc độ bỏ ra phát, Đại Hằng tập đoàn cách làm cũng không gì đáng trách, dù sao Hoa Niên tập đoàn cũng không phải kẻ tốt lành gì, bọn hắn đánh đến càng hung, Trường Hưng thu lợi lại càng lớn, hắn mới lười nhác vạch trần, ước gì bọn hắn lại đánh nhau. Dựa theo Đông Nghiễm Sinh chỉ thị, Vương Kim Vũ cũng tới phân viện khảo sát một phen, Hiền Hồng tập đoàn chính là khiêm kiệu, bọn hắn đã không có hợp tác ý nguyện. Hứa Thuần Lương bên này kéo tranh chữ, làm một chút thanh thế, tạo tin tức, quay đầu đem ảnh chụp phát cho tuyên truyền khoa, bọn hắn phụ trách phát tin tức thông bản thảo, cái này tức là dư luận chiến cũng là tâm lý chiến. Cổ quyền đàm phán thời khắc mấu chốt, đánh cờ càng kịch liệt, Triệu Phi Dương trong tay bài càng nhiều,
càng có thể ở tại đàm phán tranh thủ đến càng nhiều cổ quyền. Vương Kim Vũ tới khảo sát thời điểm rơi ra mưa to, Hứa Thuần Lương an bài nhà ăn chuẩn bị điểm đồ ăn, để hắn ở chỗ này thích hợp một chút. Gần nhất nhà ăn mới mời đầu bếp, đồ ăn chất lượng có tăng lên, thân là viện trưởng Hứa Thuần Lương trên tay có quyền lực nhất định, tại nhà mình nhà ăn an bài là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhà ăn chuẩn bị xong về sau, Trương Hải Đào chuyên tới mời bọn họ đi qua, gần nhất Trương Hải Đào đi theo Hứa Thuần Lương bên người tiến bộ không nhỏ. Đi vào trong phòng ngồi xuống, Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào cũng lưu lại bồi tiếp uống vài chén, dù sao bên ngoài trời mưa lớn như vậy, nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Vương Kim Vũ nói cho Hứa Thuần Lương, từ khi Thư Viễn Hàng lần này rời đi liền chưa từng trở về, ở giữa thậm chí liền một chiếc điện thoại cũng không đánh qua, nhắc lên chuyện này hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta liền chưa thấy qua như thế không có lương tâm, Đông Tổng thế nhưng là hắn cha ruột, nặng như vậy bệnh hắn làm con trai không nên tại bên giường hầu hạ sao. Hứa Thuần Lương cho rằng Thư Viễn Hàng không phải không có lương tâm người, lúc trước Đông Nghiễm Sinh xảy ra chuyện thời điểm, vẫn là Thư Viễn Hàng cái thứ nhất phát hiện hắn, khuyên nhủ. Thanh quan khó gãy việc nhà cha con bọn họ ở giữa sự tình chúng ta ngoại nhân là không có tư cách bình phán, người cùng Đông Tổng có thân, còn có thể so với người ta hai người thân. Vương Kim Vũ biết hắn nói đến đều là lời nói thật, lần trước đánh Thư Viễn Hàng một quyền, giống như Thư Viễn Hàng cũng không có cáo trạng, nếu như Đông Nghiễm Sinh biết chắc đến mắng hắn. Vương Kim Vũ nói, không trò chuyện cái này, các người Trường Hưng thật muốn biến thành bệnh viện tư nhân rồi. Sự nghiệp của các người biên chế sẽ không nhận ảnh hưởng a. Trương Hải Đào cũng quan tâm cái này, trông mong nhìn qua Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói là lão nhân biện pháp của người mới biện pháp. Vương Kim Vũ nói, vậy vẫn là tư hữu hóa, chờ lão nhân tất cả đều lui hết, đương nhiên liền biến thành tư nhân. Hứa Thuần Lương nghe Cao Tân Hoa đề cập qua lần, nguyên một lần nếu như cải chế thành công, như vậy hắn liền sẽ trở thành Trường Hưng cái cuối cùng biên chế, bởi vì Trường Hưng có biên chế trong nhân viên tuổi tác nhỏ nhất chính là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương người không có đem biên chế coi thành chuyện gì to tát, nhưng là tại trong mắt người bình thường biên chế liền mang ý nghĩa bát sắt, liền mang ý nghĩa đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Trương Hải Đào là cái hợp đồng lao động, hắn có thể có hôm nay toàn bộ nhờ nịnh bợ Hứa Thuần Lương có được, nghe nói Trường Hưng muốn cải chế, hắn có chút lo lắng, cái này ngày tốt lành còn không có qua mấy ngày đâu, làm sao thay đổi bất thường. Trương Hải Đào nói, Hứa viện trưởng, ta nghe nói một chuyện, không biết là thật là giả. Trương Hải Tân giống như đi Hoa Niên tập đoàn nhậm chức. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, gật đầu nói, có chuyện này, lần trước ở trên đảo bị đánh Đồng Trường Hạo, là hắn đem Trương Hải Tân làm tiến vào Hoa Niên tập đoàn, nói xác thực là Đông Châu Thị Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, đảm nhiệm Đồng Trường Hạo trợ lý. Chỉ từ chuyện này đến xem, ngược lại là Đồng Trường Hạo nằm cạnh trận đánh này thành tựu Trương Hải Tân. Trương Hải Đào nói, ta nghe nói là cái quản lý đâu. Còn có người nói hắn về sau khả năng đương Trường Hưng viện trưởng. Bên ngoài truyền ngôn Trương Hải Tân từ chức sau đi Hoa Niên tập đoàn làm đại quan, chờ hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện thành lập về sau, hắn có khả năng đương viện trưởng đâu. Lần này liền Vương Kim Vũ đều nở nụ cười, hắn phi thường rõ ràng Trương Hải Tân nguyên liệu đó. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, chỉ bằng hắn, Hoa Niên tập đoàn là lợi dụng hắn, cho là hắn biết một chút Trường Hưng tấm màn đen, cho nên cảm thấy hắn có chút giá trị lợi dụng. Chờ sát nhập về sau thành người một nhà, người cho rằng Hoa Niên còn biết dùng hắn bạo mình bệnh viện hắc liệu. Tôm tép nhãi nhép thôi. Vương Kim Vũ nói, không sai, hắn hỗ nhảy không được mấy ngày. Trương Hải Đào lúc này mới yên lòng lại, vạn nhất Trương Hải Tân ngóc đầu trở lại, nhưng không có mình quả ngon để ăn. Hứa Thuần Lương nói, đại hằng tại Hồ Sơn trấn cầm không ít, bọn hắn có tiền sao? Vương Kim Vũ nói, có tiền hay không không trọng yếu. Có thể hay không từ ngân hàng vay ra mới trọng yếu, đại hàng thiếu đặt mông nợ, chúng ta có câu chuyện xưa, gọi giận nhiều không ngứa nợ nhiều không lo, ngân hàng bị bọn hắn thiếu nhiều như vậy, cũng không dám tùy tiện thanh coi như bọn họ. Trương Hải Đào nói, nợ tiền chính là đại gia. Vương Kim Vũ cười nói, chính là cái đạo lý này. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, lại là Triệu Hiểu Tuệ gọi điện thoại tới, bọn hắn đài truyền hình hôm nay đến Nguy Sơn đảo phỏng vấn, trên thuyền đuổi kịp trận mưa lớn này. Lo lắng đến bến tàu chịu xối, thế là gọi điện thoại tìm bằng hữu cầu viện tới. Hứa Thuần Lương trách cứ nàng cũng không trước đó chào hỏi, Triệu Hiểu Tuệ biểu thị vốn là muốn giết hắn trở tay không kịp, xem hắn ở trên đảo có hay không xử lý phi pháp kinh doanh hoạt động. Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào an bài lão lỗ mở Santana đi đón một chuyến, Vương Kim Vũ biểu thị bọn hắn xe không đủ cấp bậc,
trực tiếp từ nông trường điều một chiếc Audi Q7 đi qua. Hứa Thuần Lương cũng không biết bọn hắn lúc nào làm chiếc Audi, Vương Kim Vũ giải thích nói là gần nhất tại thanh lý sổ sách vụ, đổi chướng làm mấy chiếc xe, trên cơ bản đều nhàn rỗi, nếu như Hứa Thuần Lương thích, có thể mượn một chiếc xe cho hắn dùng. Qua chừng nửa canh giờ, Triệu Hiểu Tuệ cùng đài truyền hình đồng sự đều cưỡi chiếc kia Q7 đi tới bệnh viện, Hứa Thuần Lương an bài nhà ăn một lần nữa chuẩn bị một bàn. Triệu Hiểu Tuệ thế nhưng là Đông Châu danh nhân, Vương Kim Vũ cùng Trương Hải Đào đều tại trên TV gặp qua nàng, tùy hành đạo diễn quay phim những công việc kia nhân viên vốn cho rằng đến Nguy Sơn Đảo là lội khổ lữ, không nghĩ tới hạ thuyền liền có xe sang trọng nghênh đón, đến bệnh viện thịt rượu an bài đầy đủ. Triệu Hiểu Tuệ cười nói, ta cứ nói đi. Đi làm trong lúc đó tránh nơi này ăn uống thả cửa, người viện trưởng này nên được thật đúng là tiêu diêu tự tại. Hứa Thuần Lương nói, trời mưa xuống, uống rượu trời, ta cái này bỗng nhiên tiệc rượu thế nhưng là chuyên vì ngươi chuẩn bị. Triệu Hiểu Tuệ tính cách sáng sủa, giang tay nói, đến, ôm một chút. Chủ động ôm một hồi Hứa Thuần Lương. Trương Hải Đào đối Hứa Thuần Lương bội phục lại tăng lên một tầng, lợi hại a, Đông Châu đài truyền hình người chủ trì đều pha được, lợi hại a. Trong mắt hắn người chủ trì chính là minh tinh, so ngâm trưởng chấn độ khó còn giống như phải lớn, nếu có thể bị người chủ trì ôm một chút, hắn có thể một tháng không tắm rửa. Chúng nhân ngồi xuống về sau, Hứa Thuần Lương hỗ trợ giới thiệu một chút, Vương Kim Vũ cùng Triệu Hiểu Tuệ nắm tay, cười nói, Triệu tiểu thư, ta nhưng là fan của ngươi a, ngươi đi qua chủ trì sinh hoạt chuyên mục, ta trên cơ bản mỗi kỳ không rơi. Triệu Hiểu Tuệ nói, vậy ta quá vinh hạnh, bất quá ta hiện tại đi băng tần tin tức. Người đến tiếp tục ủng hộ a. Kia là nhất định. Hứa Thuần Lương nói, Hiểu Tuệ tỷ, người đến rất đúng lúc, vừa vặn giúp chúng ta tuyên truyền tuyên truyền. Triệu Hiểu Tuệ dẫn đường diễn đạo, Lưu đạo, bữa cơm này ngươi không thể ăn không a? Có nhiệm vụ. Lưu đạo diễn cười nói, chúng ta tới chính là muốn tuyên truyền Nguy Sơn Đảo, mở rộng cấp quốc gia nghỉ phép khu đương nhiên muốn ưu tiên mở rộng bằng hữu của mình đơn vị. Vương Kim Vũ hỏi thăm bọn họ phải chăng an bài tốt chỗ ở. Triệu Hiểu Tuệ nói cho hắn biết lần này là nhận Hồ Sơn Trấn Chính Phủ mời đi theo phỏng vấn, bọn hắn trước khi tới đây cùng Hồ Sơn Trấn Chính Phủ đã định phỏng vấn ngày là ngày mai, sở dĩ sách một ngày trước tới, chính là nghĩ đập tới một chút nguyên sinh thái tin tức hình tượng. Cái này đạo lý trong đó tất cả mọi người hiểu, một khi có chuẩn bị, tin tức liền đã mất đi tính chân thực. Chỉ là không nghĩ tới vừa tới đến Nguy Sơn Đảo, Long Vương gia liền cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn, gặp phải như thế một trận mưa lớn. Lúc đầu những người khác là dự định liên hệ Hồ Sơn Trấn Chính Phủ phái xe, Triệu Hiểu Tuệ muốn thí nghiệm một chút Hứa Thuần Lương năng lực, sự thật người chứng minh nhà chịu nổi khảo nghiệm. Hứa Thuần Lương nói, bệnh viện chúng ta một nghèo hai trắng, tổng cộng hai chiếc xe, tốt nhất chính là Santana 2000, chiếc xe này là Vương Tổng đặc địa điều động. Vương Kim Vũ cười nói, đài truyền hình phỏng vấn trong lúc đó, ta có thể đem chiếc xe này cung cấp cho ngươi nhóm dùng, còn có A. Nếu như Trấn Chính Phủ an bài chỗ ở điều kiện không tốt, có thể đi nông trường chúng ta Hiển Hồng nông trường nhà khách điều kiện cũng không tệ lắm, cao không dám nói, tam tinh cấp tiêu chuẩn khẳng định là có, ta phụ trách toàn bộ hành trình an bài. Vương Kim Vũ cũng ý thức được đó là cái hiếm có tuyên truyền cơ hội, bình thường nghĩ mời người ta cũng không mời được đâu. Mấy người trò chuyện chính náo nhiệt, Hồ Sơn Trấn Chính Phủ tuyên truyền khoa gọi điện thoại tới, Trương Nhất Bản cụ thể phụ trách tiếp đãi công việc. Hắn vốn là muốn hỏi đài truyền hình lúc nào tới, không nghĩ tới đã tới, Trương Nhất Bản nghe được tin tức cuống quýt chạy tới. Trấn Chính Phủ cách bệnh viện bất quá mấy trăm mét, Trương Nhất Bản cũng không có tùy ý điều xe quyền lực, hắn là đánh lấy dù che mưa tới, mặc ủng cao su, ống quần cuốn lên lão cao, lúc tiến vào có chút chật vật. Lưu đạo cùng hắn đã gặp mặt, đứng dậy đón lấy nói, Trương khoa trưởng, không phải để ngài đừng đến nha. Trương Nhất Bản, ta sao có thể không đến đâu. Lưu đạo, các người cũng thật sự là, trước khi đến hẳn là trước đó cho ta biết một tiếng, ta cũng tốt làm tiếp đãi công việc. Trong lòng oán giận, những này đài truyền hình người cũng quá không tuân theo quy củ, nói xong ngày mai làm sao sớm liền đến, giết hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Triệu Hiểu Tuệ nói, chúng ta thực sự là ngày mai bắt đầu phỏng vấn, sớm tới là đến xem bằng hữu, hôm nay là tư nhân tụ hội, không cần trong trấn an bài. Nàng có chút không cao hứng. Cho rằng Trương Nhất Bản liền không nên tới chuyến này, quấy rầy mọi người tử hứng. Trương Nhất Bản là nghĩ trước tới xem một chút tình huống, còn chưa kịp hướng lãnh đạo báo cáo. Hứa Thuần Lương nói, Trương khoa trưởng, đến đều tới, tọa hạ uống hai chén. Không được, ta đi làm đâu mai trấn trưởng cấm chỉ chúng ta nhân viên chính phủ đi làm kỳ uống rượu.
Hứa Thuần Lương nhấn lấy bờ vai của hắn để hắn ngồi xuống, thừa cơ quan sát một chút con hàng này sắc mặt, bạch bên trong mang xám, chứng minh con hàng này gần nhất hai tay vẫn là không có nhàn ở, lại như thế không có tự chủ, nửa người dưới đáng lo. Trương Hải Đào cho Trương Nhất Bản đổ đầy rượu, Hứa viện trưởng để hắn uống, hắn không uống liền không nể mặt mũi. Trương Nhất Bản từ chối nói, ta không thể uống, ta thật không thể uống. Hứa Thuần Lương nói, nhất định phải uống, đang ngồi chính là ngươi một cái nhân viên chính phủ, ngươi nếu là không uống, vạn vừa quay đầu lại báo cáo chúng ta làm sao bây giờ. Ta làm sao có thể báo cáo? Lòng người khó dò chuyện gì cũng có thể. Triệu Hiểu Tuệ giúp đỡ nói, Trương khoa trưởng nếu là không uống, chúng ta đều không uống. Trương Nhất Bản trong lòng tự nhủ ngươi lúc đầu uống đến chính là đồ uống có được hay không, Hứa Thuần Lương oanh tâm nhãn cũng thật nhiều, ta đây là gặp phải các ngươi uống rượu, ta nếu là gặp phải các ngươi giết người, ta có phải hay không cũng phải cùng lấy đâm bên trên một đao. Trương Nhất Bản bất đắc dĩ, chỉ có thể bưng chén rượu lên, rượu trên trận ngươi nếu không kiên quyết không uống, một khi mở tiền lệ coi như không dễ dàng như vậy dừng lại. Trương Nhất Bản một chén tiếp lấy một chén, hắn tử lượng nguyên vốn là chẳng ra sao cả. Không đến một giờ đã uống nhiều quá. Người uống nhiều về sau biểu hiện không giống, có người uống nhiều vùi đầu liền ngủ, có người uống nhiều mượn rượu làm càn, có người uống nhiều nói nhiều, Trương Nhất Bản là thuộc về nhất loại sau, bắt đầu còn có thể khống chế lại cảm xúc, càng về sau liền bắt đầu không cố kỵ gì nói lung tung. Hứa Thuần Lương cũng không nghĩ tới con hàng này là cái rượu choáng tử, bình thường nhìn không ra, đoán chừng là dùng tay số lần nhiều lắm thân thể chột dạ, cho nên không thắng tử lực. Hứa Thuần Lương khuyên nhủ, Trương khoa trưởng, người uống nhiều quá, muốn giúp người tìm một chỗ nghỉ một lát. Ta không uống nhiều, Trương Nhất Bản trên mặt quả táo cơ máy móc co rút lại, triển lộ cho mọi người một cái nụ cười quỷ dị, hoan nghênh các vị tới. Chúng ta Hồ Sơn Trấn phỏng vấn. Triệu Hiểu Tuệ chế nhạo nói, người cũng hoan nghênh 6 lần. Trương Nhất Bản, mới vừa rồi là hoan nghênh mọi người, lần này là hoan nghênh ngươi. Triệu Tiểu Thư, ngươi làm sao không uống? Triệu Hiểu Tuệ phiền nhất loại rượu này choáng tử, sẽ không? Hứa Thuần Lương nói, Trương Khoa, ta cùng ngươi uống. Trương Nhất Bản bắt đầu cười hắc hắc, ngươi cho là mình là ai a? Trương Hải Đào lập tức đem con mắt trừng đi lên, dám vũ nhục chúng ta viện trưởng. Đó chính là cùng ta Trương Hải Đào không qua được. Hứa Thuần Lương dùng ánh mắt ngăn lại hắn, cười nói, Trương Khoa trưởng uống nhiều quá, mọi người chớ để ý a, Hải Đào. Người mang mọi người đi trước ta làm việc nhà uống trà. Hắn đối tiếp xuống khả năng phát sinh tình trạng có dự phán, Trương Nhất Bản khẳng định sẽ làm trò cười cho thiên hạ, thừa dịp con hàng này không có nổi điên trước đó trước tiên đem khách nhân an bài đi. Trương Hải Đào mang theo đài truyền hình khách nhân đi trước. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ Trương Nhất Bản, Trương khoa trưởng, người thật không thể uống. Trương Nhất Bản chỉ vào Hứa Thuần Lương cái mũi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Liền ngươi cũng dám đánh Mai Như Tuyết chủ ý. Trương Nhất Bản muốn đứng lên, bị Hứa Thuần Lương một thanh bóp cổ đè trên mặt bàn, trung thực đợi. Vương Kim Vũ thật lo lắng Hứa Thuần Lương ôm không ở lửa đánh con hàng này dừng lại, kỳ thật chuyện này cũng không thể chỉ trách Trương Nhất Bản, là Hứa Thuần Lương không phải để hắn uống, lần này tốt, uống nhiều hơn làm trò cười cho thiên hạ, còn tốt trước tiên đem khách nhân chi đi. Vương Kim Vũ nói, ngươi đi qua đi, ta tới chiếu cố hắn. Trương Nhất Bản, ngươi lại tính là cái gì? Mai, bồng. Hứa Thuần Lương nắm lấy đầu của hắn thuận thế hướng trên mặt bàn trùng điệp một đập. Vương Kim Vũ nghe được thanh âm này cũng nhìn không được đem hai mắt nhắm lại, Hứa Thuần Lương cũng quá bạo lực. Trương Nhất Bản đầu đụng ở trên bàn, đầu óc choáng váng, đặt mông ngồi trên mặt đất, Hứa Thuần Lương đứng dậy để phòng ăn người hỗ trợ đem con hàng này mang lên phòng cấp cứu, đặc địa bàn giao cho con hàng này tẩy cái dạ dày. Dám mắng lão tử, nhất định phải cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Triệu Hiểu Tuệ mấy người tại Hứa Thuần Lương trong văn phòng uống trà, gặp hắn trở về, liền vội hỏi Trương Nhất Bản tình huống, Hứa Thuần Lương ăn ngay nói thật, uống quá nhiều, cồn trùng độc đưa đi rửa ruột. Trương Nhất Bản trải qua cái này bỗng nhiên dày vò, ngày thứ hai liền ban đều không còn khí lực đi bên trên, chỉ có thể xin phép nghỉ. Mai Như Tuyết hỏi hắn nguyên nhân, Trương Nhất Bản cuối cùng vẫn là không có che giấu. Thành thật khai báo là tại phân viện bị Hứa Thuần Lương cho rót nhiều. Mai Như Tuyết tức giận đến tìm Hứa Thuần Lương hương sư vấn tội, đài truyền hình tới phỏng vấn, phụ trách công tác tiếp đãi tuyên truyền khoa trưởng bị hắn cho uống treo, nàng an bài tốt công việc đều bị làm rối loạn. Hứa Thuần Lương đương nhiên không chịu thừa nhận mình rót hắn, cường điệu là Trương Nhất Bản chủ động uống,
nhìn thấy đài truyền hình nữ chủ trì xinh đẹp, liền cầm giữ không được, búi tóc nghiêm mặt cùng người ta lôi kéo làm quen, uống xong cái dạng này là hắn tự tìm, đến bây giờ hắn còn thiếu bệnh viện rửa ruột truyền dịch phí tổn đâu. Mai Như Tuyết không tin Trương Nhất Bản là như vậy người, Trương Nhất Bản mặc dù là đại ca xếp vào tại bên người nàng nhãn tuyến, nhưng là người này vẫn là rất biết đại thể, bình thường cơ bản không uống rượu nếu như không phải Hứa Thuần Lương cấn liền hướng hắn, hắn mới sẽ không chủ động uống rượu, càng gì chìm sợ phủ có văn bản rõ ràng quy định, trong lúc công tác cấm chỉ uống rượu. Mai Như Tuyết cắn răng nghiến lợi biểu thị quay đầu lại tìm Hứa Thuần Lương tính sổ sách, Hứa Thuần Lương bên kia mừng rỡ cười ha ha, biểu thị tùy thời phụng bồi. Mai Như Tuyết cảm giác cái này hưng sư vấn tội điện thoại đánh tới cuối cùng có chút hướng liếc mắt đưa tình phương hướng đi, người này chính là lại loại năng lực này, lại nghiêm chỉnh sự tình đều có thể bị hắn cho đưa đến trong khe. Đài truyền hình vốn định cho trưởng trấn Mai Như Tuyết làm bài tin tức, nhưng là Mai Như Tuyết suy nghĩ một chút vẫn là đem cái này cái cơ hội nhường cho Khổng Tường Sinh, dù sao hắn mới là Hồ Sơn trấn bí thư. Thích hợp ẩn trốn một chút phong mang đối với mình cũng không phải chuyện xấu. Mượn cơ hội này biểu thị một chút đối lão đồng chí tôn trọng, thỏa mãn một chút hắn lòng hư vinh. Gần nhất công việc thực sự bận quá, phía đầu tư thay nhau đăng tràng, phỏng vấn người nối liền không dứt, Mai Như Tuyết từ đáy lòng cảm giác được mỏi mệt. Vừa mới cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại thời điểm, ý thức được hai người có đoạn thời gian không gặp mặt, mặc dù lẫn nhau cách rất gần, nhưng đều có các công việc, nếu như không là cố ý hẹn nhau, bình thường cơ hội gặp mặt thật đúng là không nhiều. Mai Như Tuyết ý thức được mình rất muốn cùng hắn gặp một lần, hai người bên trên lần gặp gỡ vẫn là tại huyện thành, trở về sau Hứa Thuần Lương còn không có chủ động hẹn qua nàng. Chẳng lẽ là bởi vì Nguy Sơn đảo phân viện quyền tài sản vấn đề giải quyết, người này không cần giúp mình rồi. Mai Như Tuyết ngơ ngác xuất thần, đầy trong đầu nghĩ đến đều là cùng Hứa Thuần Lương tương quan sự tình. Lúc này nàng điện thoại trên bàn vang lên, lại là văn phòng đồng chí gọi điện thoại tới. Đại Hằng tập đoàn Hoa Đông địa khu người phụ trách Trương Hằng Dương muốn tới đây cùng với nàng đàm chút chuyện. Mai Như Tuyết nhìn đồng hồ, cách giờ tan sở còn sớm, nàng có chút kỳ quái, Đại Hằng tập đoàn đi qua đều là trực tiếp tìm Khổng Tường Sinh bí thư, vì cái gì lần này tìm đến mình. Tại Nguy Sơn đảo phân viện sự tình bên trên, mình cũng không có đứng tại Đại Hằng tập đoàn một bên. Nàng đối Đại Hằng tập đoàn hiện trạng từng có hiểu rõ, cũng không thưởng thức bọn hắn kinh doanh hình thức. Bất quá nàng cũng không phủ nhận lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Đại Hằng đang cùng chính phủ liên hệ phương diện vẫn rất có một bộ, quyết định Đại Hằng phải trang ngụ lại Nguy Sơn đảo không phải Hồ Sơn trấn chính phủ, thậm chí cũng không phải trong huyện. Lần này Đại Hằng hết thảy tại Nguy Sơn đảo cầm một đám 700 mẫu, so trong kế hoạch còn nhiều thêm 200 mẫu, như thế quy mô cầm đi là đã để Đại Hằng trở thành Nguy Sơn đảo lớn nhất địa sản nhà đầu tư. Trương Hằng Dương lần này mục đích chủ yếu vẫn là hy vọng Hồ Sơn trấn chính phủ ra mặt hòa giải, hy vọng bọn họ có thể thuyết phục Trường Hưng đồng ý lấy đưa đổi thành phương án. Trương Hằng Dương nói rõ chi tiết một chút Đại Hằng phương án, kỳ thật chính là lấy đồng dạng giá trị thổ địa đến đổi thành Nguy Sơn đảo bệnh viện cánh đồng, cụ thể giá trị có thể tìm chuyên nghiệp cơ cấu ước định, ở đây trên cơ sở, Đại Hằng còn nguyện ý nhiều nỗ lực một bút tiền đền bù. Mai Như Tuyết nói, Trương Tổng, người thật đúng là si tâm không thay đổi. Vì sao nhất định phải mảnh đất kia? Trương Hằng Dương nói, chúng ta tìm chuyên gia lặp đi lặp lại luận chứng qua, Nguyệt Nha Loan mảnh đất kia là thích hợp nhất kiến thiết chủ đề nhạc viên, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện chuyển sang nơi khác còn không phải như vậy, chúng ta chủ đề nhạc viên tuyên chỉ liền vô cùng trọng yếu. Mai Như Tuyết nói, hiện tại thổ địa quyền tài sản thuộc về Trường Hưng, chúng ta Hồ Sơn trấn ý kiến cũng không phải trọng yếu như thế. Trương Hằng Dương nói, tha thứ ta nói thẳng Trường Hưng chưa hẳn có thể đem mảnh đất kia giá trị tối đại hóa, ta hiểu qua bọn hắn phát triển sách lược, bọn hắn trước mắt đang cùng Hoa Niên tập đoàn nói chuyện hợp tác, Nguy Sơn đảo bệnh viện mảnh đất này, chỉ là bọn hắn dùng để đàm phán một chương bài, bọn hắn sự phát triển của tương lai trọng điểm là tại Đông Châu, tại khu công nghệ cao, mà không phải Nguy Sơn đảo. Mai Như Tuyết không nói gì, Trương Hằng Dương nói đến chuyện này nàng cũng có chút hiểu biết qua, trên một điểm này hắn cũng không có nói ngoa. Trương Hằng Dương nói, từ Đông Châu phát triển đại cục đến xem, bọn hắn cách làm như vậy đương nhiên không gì đáng trách, nhưng là từ Nguy Sơn đảo phát triển lâu dài đến xem, đây là phi thường bất lợi, bọn hắn tay cầm Nguy Sơn đảo tối ưu ướt át tài nguyên, lại không cách nào phát huy ra lớn nhất giá trị, bản thân liền là một loại lãng phí, cũng là đối Hồ Sơn trấn chính phủ cùng nhân dân không chịu trách nhiệm. Nếu như tướng mảnh đất này đổi thành cho chúng ta, Đại Hằng tập đoàn cam đoan tại trong vòng 2 năm dựng lên chủ đề nhạc viên hạng mục. Lợi dụng Nguyệt Nha Loan được trời ưu ái địa lý tình thế, còn có thể kiến thiết du thuyền bến tàu.
Mai Như Tuyết nói, hiện hữu bến tàu cũng tại xây dựng thêm bên trong, hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Trương Hằng Dương nói, du thuyền bến tàu cùng phà khác biệt, Nguy Sơn đảo du lịch tài nguyên một bộ phận lớn là cảnh hồ, chuyên dụng du thuyền bến tàu chế tạo rất là trọng yếu, Nguy Sơn đảo sở dĩ phát triển chậm chạp, là bởi vì rời xa lục địa, thủy nộp lên thông trở thành bình cảnh. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, bọn hắn đã sớm chú ý tới điểm này, cho nên tại cấp quốc gia nghỉ phép khu quan tuyên về sau, hạng thứ nhất dân sinh công trình chính là bến tàu cải tạo, hiện hữu bến tàu cải tạo về sau phà số lượng có thể đạt tới 40 phút ban một, cái này có thể sơ bộ đột phá giao thông bên trên bình cảnh. Trương Hằng Dương cho rằng Mai Như Tuyết đã bị chính mình nói động, tiếp tục nói, nếu như Đại Hằng có thể cùng Trường Hưng liên thủ khai phát khỏe mạnh bảo dưỡng tiểu trấn, khẳng định sẽ là một hạng tạo phúc dân chúng địa phương dân sinh công trình. Mai Như Tuyết nói, Trương Tổng, chúng ta Hồ Sơn trấn chính phủ trên nguyên tắc là không can dự nhà đầu tư cụ thể kinh doanh, đương nhiên chúng ta cũng vui vẻ tại nhìn thấy cường cường liên thủ, cộng đồng thôi động Nguy Sơn đảo phát triển kinh tế, chuyện này ta sẽ trong buổi họp thảo luận một chút. Trương Hằng Dương trong lòng thầm than Mai Như Tuyết mặc dù tuổi trẻ, nhưng là xử lý chính vụ cổ tay phi thường lão đạo, khó trách nàng còn trẻ như vậy liền có thể chủ chính một phương. Hồ Sơn trấn cùng cái khác phổ thông hương trấn khác biệt, theo quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bắt đầu, nơi này tất sẽ thành Đông Châu thậm chí Giang Hải địa khu mọi người chú mục tiêu điểm. Hiện tại hắn mới phát hiện, Mai Như Tuyết sát lại không phải vận khí, càng không phải là nhan trị mà là bối cảnh cùng năng lực, để hắn kiêng kỵ phải là, hắn cha không được Mai Như Tuyết bối cảnh, càng là như thế càng là chứng minh Mai Như Tuyết bối cảnh thâm bất khả trắc. Mai Như Tuyết rời phòng làm việc tiến về phòng ăn thời điểm, gặp Triệu Hiểu Tuệ. Triệu Hiểu Tuệ vừa mới hoàn thành đối bí thư Khổng Tường Sinh phỏng vấn, giữa trưa trấn chính phủ vì bọn họ tại nhà ăn an bài công việc bữa ăn, Triệu Hiểu Tuệ cũng là tại đi ăn cơm trên đường, nhìn thấy Mai Như Tuyết không khỏi nhãn tình sáng lên, chủ động nghênh đón tiếp lấy, Mai trấn trưởng, ngài tốt. Mai Như Tuyết tại trên TV nhìn thấy qua Triệu Hiểu Tuệ, hướng nàng cười cười, Triệu tiểu thư, hôm nay phỏng vấn còn thuận lợi sao? Triệu Hiểu Tuệ nói, tổng thể còn thuận lợi. Tiếc nuối duy nhất chính là không thể phỏng vấn đến Mai trấn trưởng. Mai Như Tuyết nói, không cần câu nệ tại hình thức, chúng ta có thể tùy ý tâm sự. Triệu Hiểu Tuệ nói, Mai trấn trưởng thật xinh đẹp. Mai Như Tuyết cười nói, Triệu tiểu thư câu nói này tại ta hiểu chính là ta đang làm việc phương diện còn cần cố gắng. Triệu Hiểu Tuệ khanh khách nở nụ cười, các ngươi quan viên chính phủ chính là nghĩ đến nhiều, ta cũng không phải lấy lòng, chính là thực sự cầu thị. Triệu Hiểu Tuệ xuyên thấu dựng phương diện phi thường chú trọng, cũng phi thường cẩn thận, vừa nhìn liền biết Mai Như Tuyết một bộ quần áo giá cả không ít, nhìn không ra nhãn hiệu, hẳn là đặt trước chế. Triệu Hiểu Tuệ đối Mai Như Tuyết càng phát ra hiếu kỳ, nhất là lại tới đây về sau, nghe nói một chút liên quan tới Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết truyền ngôn, nàng thừa nhận mình đối Mai Như Tuyết hứng thú hẳn là bắt nguồn từ Hứa Thuần Lương. Hai người cùng một chỗ lấy công việc bữa ăn, Triệu Hiểu Tuệ chủ động cùng Mai Như Tuyết ngồi cùng nhau. Mai Như Tuyết hôm nay lựa chọn đều là thức ăn chay, nàng đặc địa muốn hai phần sữa chua, trong đó một phần đưa cho Triệu Hiểu Tuệ. Triệu Hiểu Tuệ nói, người rất chú trọng dưỡng sinh, không ăn món ăn mặn sao? Mai Như Tuyết cười nói, chỉ là hôm nay không ăn, ta không ăn kiêng. Triệu Hiểu Tuệ nhẹ gật đầu, cẩn thận chọn xương cá, phát hiện trấn chính phủ công việc bữa ăn chất lượng còn không bằng Nguy Sơn đảo bệnh viện, nàng nhìn như hững hờ nói ra. Ta hôm qua tới thời điểm tại Nguy Sơn đảo bệnh viện nhà ăn ăn một bữa, bọn hắn cơm nước so với các ngươi bên này phong phú. Mai Như Tuyết ồ một tiếng, ta không có tại bệnh viện nhà ăn nếm qua. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đem Trương Nhất Bản rót nhiều bữa cơm kia. Triệu Hiểu Tuệ nói, có thể là Hứa Thuần Lương đặc địa an bài đi, Mai trấn trưởng biết hắn a. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, nhận biết, đánh qua mấy lần quan hệ. Triệu Hiểu Tuệ trong lòng cười thầm chỉ sợ không phải đánh qua mấy lần quan hệ đơn giản như vậy, Hứa Thuần Lương tiểu tử này ánh mắt thực là không tồi. Triệu Hiểu Tuệ nói, Mai trấn trưởng cảm thấy hắn thế nào? Mai Như Tuyết đã ý thức được Triệu Hiểu Tuệ ý của túy ông không phải ở rượu, cười nhạt một tiếng nói, ta cùng Hứa viện trưởng trong công tác tiếp xúc mấy lần, cảm giác hắn năng lực làm việc rất xuất sắc, mà lại làm người cũng phi thường nhiệt tình. Triệu Hiểu Tuệ còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên cảm giác một trận buồn nôn. Nàng vội vàng đứng người lên che miệng lại hướng toilet chạy tới. Mai Như Tuyết lấy làm kinh hãi, ra ngoài quan tâm, nàng đi theo Triệu Hiểu Tuệ bước chân đi tới, nhìn thấy Triệu Hiểu Tuệ ghé vào bồn rửa tay bên cạnh nôn mửa, không khỏi nhíu mày, do dự một chút, vẫn là đi qua. Triệu Hiểu Tuệ rửa mặt xong,
nhìn qua mình trong kính, cũng nhìn thấy xuất hiện ở sau lưng nàng mặt mũi tràn đầy ân cần Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết đưa cho nàng mấy trương khăn giấy, ngươi không sao chứ? Triệu Hiểu Tuệ lắc đầu, hẳn là chịu không được cá mùi tanh. Nói còn chưa dứt lời lại nôn mửa liên tu. Đài truyền hình phỏng vấn kết thúc cùng ngày, Vương Kim Vũ đặc địa tại Hiển Hồng nông trường du thuyền bên trên an bài tiễn đưa. Trương Nhất Bản đại biểu trong trấn có mặt, người này rửa ruột về sau, chưa khôi phục nguyên khí, hôm nay học được cái ngoan, mặc cho ai nói đến cho dù tốt cũng không chịu uống rượu, không thể tại cùng một nơi ngã quỵ hai lần. Hứa Thuần Lương cũng đáp ứng lời mời đến đây, Vương Kim Vũ cùng tâm hắn có ăn ý, ai cũng không có sách Trương Nhất Bản ngày đó uống nhiều sự tình. Đài truyền hình lần này phỏng vấn thu hoạch tràn đầy, hướng về phía cùng Hứa Thuần Lương quan hệ, đặc địa cường điệu giới thiệu Hiển Hồng nông trường, Nguy Sơn đảo phân viện mặc dù cũng có đề cập, nhưng là dù sao chỉ giới hạn ở tương lai quy hoạch, hiện tại Nguy Sơn đảo phân viện rách tung tóe thật sự là không có gì đáng giá tuyên truyền địa phương. So ra mà nói Hiển Hồng nông trường được lợi lớn nhất, thành vì lần này phỏng vấn trọng điểm, Vương Kim Vũ cũng thừa cơ kéo gần lại cùng đài truyền hình quan hệ, là mỗi người đều chuẩn bị xong vật kỷ niệm. Con cua, trứng vịt muối, hoa màu đều là ắt không thể thiếu. Triệu Hiểu Tuệ hôm nay ăn cơm cảm xúc cũng không cao, không uống rượu, mà lại lộ ra tự nhiên không vui. Nửa đường nàng rời tiệc thời điểm, Hứa Thuần Lương đi theo ra ngoài, nhìn thấy Triệu Hiểu Tuệ đi một mình hướng đầu thuyền, nhìn qua phương Tây dần dần dơ trời chiều ngơ ngác xuất thần. Hứa Thuần Lương cố ý ho khan một tiếng, Triệu Hiểu Tuệ quay người nhìn hắn một cái, khóe môi hiện ra vẻ tươi cười nói, xuất quỷ nhập thần, làm ta giật cả mình. Hứa Thuần Lương nói, có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị? Triệu Hiểu Tuệ lắc đầu, nơi này rất đẹp. Hứa Thuần Lương nói, về sau sẽ càng đẹp. Triệu Hiểu Tuệ ngóc đầu lên, nhắm hai mắt, hít thở một cái không khí mới mẻ nói, tiểu Hứa, còn nhớ rõ đêm hôm đó sao? Đom đóm mạn thiên phi vũ, quanh quẩn tại bên cạnh của chúng ta.